Một đạo máu tươi bão tố bắn ra, tiếng kêu rên vang lên, Tuyết Cơ kinh ngạc mở ra hai tròng mắt, mình lại hoàn hảo không tổn hao gì. Vậy bị thương sẽ là ai? Diệp Thần. Thiếu nữ tiếng gào thét thê lương vang lên, chợt nhìn về phía Diệp Thần, để cho nàng bất ngờ phải, Diệp Thần mặc dù bị thương, nhưng thương thế không tính là quá nặng. Một cái bách giả cảnh võ giả thân xác như thế khủng bố. Điều này sao có thể? Tên này kết quả lai lịch ra sao? Nghiệt xúc. Không nghĩ nhiều nữa, giận đùng đùng Tuyết Cơ giữa trưởng kết ra mấy cái thần bí pháp ấn, chợt bóng người đổi được hư thật không chừng. Chín tầng trời định thần quyết. Ở sau lưng nàng, sáng mở nhất thời lan tràn bay lên, biến ảo thành một mảnh hư vô cảnh, phá lệ lộng lẫy. Ở mông lung kia sau lưng, một bóng người như ẩn như hiện, không thấy rõ mặt mũi nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, ở bóng người xuất hiện ngay tức thì, Tuyết Cơ hơi thở ở bạo tăng. Nhưng đồng thời, nàng sinh mệnh lực vậy đang cấp tốc hạ xuống. Đây là một môn cấm thuật, thiêu đốt sinh mệnh lực đổi lấy lực lượng pháp môn, nàng phải không tiếc bất cứ giá nào tru diệt minh linh hư không thú. Tuyết Cơ, đừng sử dụng vậy thiêu đốt sinh mệnh lực lượng, chỉ bằng một đầu xúc sinh, có thể còn chưa xứng giết ta. Diệp Thần duỗi người, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn chặn lại Tuyết Cơ lấy cấm thuật cầm mệnh tướng bác cử động, lãnh đạm trên mặt mũi hiện ra hết ung dung, tựa như trước kia tổn thương, cùng hắn không liên quan. Đánh từ vừa mới bắt đầu, muốn người giết hắn đếm không hết, tùy tiện xốc lên một cái đi ra, cũng không kém gì cái này minh linh hư không thú. Cái tên này chỉ là tương đối khó quấn, hành tung lơ lửng không chừng, lợi dụng không gian có thể là tùy ý là thôi, nếu như bàn tới chiến lực chân chính, bất quá như vậy. Cái này, giao cho ta đi. Diệp Thần cũng không nói nhảm, tâm niệm vừa động, thiên địa hồ ma khí nhô lên, bị hắn nhận được trong hồ lô đi ma giáp vệ, bị phóng thích ra ngoài. Rất nhiều ma giáp vệ, phát ra gào trầm thấp, đằng đằng sát khí, như tất cả vô tình sát hại máy móc vậy. Nhanh chóng đem minh linh hư không thú vây lại. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Rồi sau đó, tất cả ma giáp vệ trong tay, sắt thép hơi thở hội tụ, ngưng hóa ra một cái cầm lạnh lùng binh khí, đao kiếm mũi nhọn chiếu rọi, làm người ta nghẹt thở. Minh linh hư không thú ngay tức thì cảm thấy ma vệ giáp hơi thở, hắn con người phóng đại, cực độ khiếp sợ. Cái này, điều này sao có thể? Những người này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Còn vì ngươi nắm trong tay, ngươi kết quả là ai? Chung quanh ma giáp vệ môn chút nào sẽ không để ý, như điên ma vậy, chen nhau lên, đao kiếm đều xuất hiện, mũi nhọn nhắm ngay minh linh hư không thú. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ngươi còn muốn trì hoãn thời gian sao? Ngươi làm sao biết ta đang trì hoãn thời gian? Ngươi tại sao sẽ có những người này? Trong nháy mắt, minh linh hư không thú ngữ khí bên trong có vẻ bối rối. Tuyết Cơ nhưng là nghi ngờ nói, có ý gì? Diệp Thần mở miệng giải thích. Cái này hư không minh linh thú, vốn không phải cái này thí thần địa ngục sản vật, huống chi cái này nhất tộc từ trước đến giờ ở không không lúc nào không, hấp thu tinh thần lực mà sống. Bị khốn đốn này nó, dù là ngày xưa thần thông quảng đại, hôm nay cũng không quá ngươi ngươi, trùng hợp thiên linh tông công pháp để cho nó thấy được hy vọng. Ta lúc trước xem ngươi chiến đấu, thiên linh tông công pháp vô cùng là đặc thù. Chắc hẳn tên này ẩn núp ở chỗ này, cũng là vì mình đi. Người đến, vậy đối với Ngọc Ấn kêu gọi liền nó hy vọng. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần chính là đang quan sát trên chiến trường đến hết thảy, thấy thiên linh đạo nhân bị đoạt xác, hắn liền đoán được cái này lại trì hoãn thời gian. Thấy minh linh hư không thú ngay tức thì, Diệp Thần liền nghĩ đến Nhâm Tiền Bối giới thiệu, cái này nhất tộc ở không không khỏi mạnh, nhưng ở thực tế tất nhiên đỉnh cấp, chiến lực tương đương kinh người. Sợ rằng chỉ có thái thần ở chỗ này, mới có thể ngăn được. Có thể thấy Tuyết Cơ ra tay, liên hiệp trước đủ loại suy đoán, cái này minh linh hư không thú, bị thí thần địa ngục áp chế. Tiểu tử ngươi có những tên kia thì như thế nào, nơi này không chỉ áp chế ta, còn áp chế ngươi những tên kia. Bọn họ đến từ không không lúc nào không, ha ha. Đột nhiên, minh linh hư không thú nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Diệp Thần con ngươi híp lại. Quả nhiên cảm giác ma giáp vệ có cái gì không đúng, tựa như quanh thân bị trói buộc một đạo xiềng xích, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vung tay lên, đem bọn họ thu hồi thiên địa hồ. Nếu như lúc trước, ta có lẽ cầm ngươi còn thật không biện pháp gì, bất quá hiện tại mà, ngươi không che giấu. Diệp Thần hét lớn một tiếng, chợt quanh thân đều là giấy lên màu đỏ tươi lửa mang, một cái lửa hoàng hư ảnh kèm theo ở hắn chừng sôi trào bay lượn,
cả tòa không gian nhiệt độ trong nháy mắt bay lên. Đây là ngọn lửa gì? Tuyết Cơ ngay tức thì đờ đẫn, nàng mặc dù không phải là lửa tu, nhưng cũng biết trong đó ngọn lửa có kinh khủng dường nào. Cái này rốt cuộc có nhiều ít bí mật. Ở bên này, Diệp Thần tầm mắt chưa từng mong đạt tới cái này phiến mông lung không gian, nhưng trong tay luân hồi thiên kiếm nhưng là luôn có thể tinh chuẩn không có lầm tìm được minh linh hư không thú vị trí. Chỉ cần Diệp Thần thúc giục nhan tuyền nhi lực, như vậy vậy là có thể tùy thời cảm giác được minh linh hư không thú vị trí, nó ở trong hư không, không chỗ ẩn trốn. Đâm! Một kiếm lại là xẹt qua minh linh hư không thú vảy, phát ra thanh âm chói tai, nhưng chỉ là để lại nhàn nhạt dấu vết. Khắc khắc, tiểu tử chưa ráo máu đầu, ngươi chuôi này đúng là có cổ quái, nhưng làm sao ngươi tu vi quá yếu, căn bản không cách nào phát huy. Đâm vào trên người nó mỗi một kiếm, đều là không đau không ngứa. Diệp Thần, mặc dù lúc trước ngươi lấy thần hỏa làm dẫn, có thể tìm được nó vị trí, nhưng tên này da thô thịt dày, căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Tuyết Cơ mở miệng nhắc nhở, nhưng nàng rõ vẻ mặt nhưng là có chút mất tự nhiên. Diệp Thần im lặng không lên tiếng, hắn vẫn đang tiếp tục đánh giết. Thằng nhóc, nó hết đà ngươi, vẫn là an tâm đi chết đi. Minh Linh hư không thú cảm nhận được Diệp Thần quanh thân lửa mang lực ở dần dần yếu bớt, nó cười lạnh một tiếng, lại nữa bị động phòng ngự. Linh hư cửu chuyển, u lan sắc vảy da thú đang sáng lên, nhìn như bộc phát bền bỉ. Gương mặt trên vực sâu miệng khổng lồ, mỗi một cây răng nanh đều ở đây tản ra vô cùng dị mang, có chừng 9 loại. Diệt, quát to một tiếng, phun hơi thở ra cao nhất thần mang cuộn sạch cả tòa dưới đất không gian, một đạo như trụ ánh sáng xông phá lòng đất, trực bức Tiêu Hán. Trong chốc lát, cả tòa thí thần địa ngục vô số xương khô đều là ở từng cơn phát run. Diệp Thần, người không phải nói, tên này không có sức chiến đấu sao? Tuyết Cơ vội vàng thu xong mình sư tôn thiên linh đạo nhân di thể, quay đầu lại nhìn Diệp Thần mở miệng hỏi nói. Chỉ là tương đối mà nói, nếu thật là trạng thái tột cùng, sợ rằng ngươi sư tôn sống lại cũng không nhất định là đối thủ. Diệp Thần đáp lại. Vậy làm sao bây giờ? Tuyết Cơ hỏi. Diệp Thần không nói, quanh thân màu đỏ lửa mang lần nữa sáng lên, phù diêu lên. Thấy Diệp Thần hình bóng, vậy nguyên bản rực cháy mục đích đỏ tươi giờ phút này có chút ảm đạm, Tuyết Cơ khẽ cắn môi mỏng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này mặt đất bên trên, vẫn như cũ là đầy trời cát vàng bay lượn, vậy như trụ phun hơi thở ánh sáng vạn trượng, ở thí thần địa ngục màn hình bên trong, nhấc lên vô tận màu vàng gió bão, cả ngày che trời. Càng có vô số óng ánh phát ra huy hoàng xương bể bị dẫn dắt lôi kéo, bám vào trong đó hóa thành nhận phong, đổi lại mũi rùi hướng về phía Diệp Thần toàn bộ đâm tới. Nhân hoàng thánh đao, phá cho ta. Ở tuyệt đối dưới nguy cơ, Diệp Thần cả người bắp thịt căng thẳng, ánh mắt như điện, đột nhiên rút ra nhân hoàng thánh đao. Hoàn chỉnh thân đao, bị Diệp Thần rút ra. Nếu như thủ đoạn khác không cách nào làm bị thương đối phương, vậy cũng chỉ có thể vận dụng nhân hoàng thánh đao. Hoàn chỉnh nhân hoàng thánh đao ra khỏi vỏ, kim quang sáng chói, so mặt trời còn muốn tia sáng chói mắt, xé bầu trời. Cái này, ngươi tại sao có thể có vật này? Ngươi. Cho dù như vậy, minh linh hư không thú vẫn là bạo phát ra một đạo lực lượng kinh khủng chống cự. Hắn rất rõ ràng, nếu không phải vận dụng lá bài tẩy, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai cổ trình độ cao nhất lực lượng lớn va chạm, bao la hoang mạc đều ở đây tiêu tán, một phiến đổ nát cảnh hoành xanh lan tràn vạn dặm không ngừng, nơi này trở thành chân chính địa ngục. Oanh! Chân trời một tiếng nổ vang sau đó, minh linh hư không thú bóng người hoàn toàn biến mất, nhưng vết máu nhuộm trời, hiển nhiên là bị thương. Còn muốn đi, hỏi qua ta sao? Trận tự quyết, luân hồi khóa. Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, luân hồi lực tựa như hóa thành từng đạo dây thừng. Minh linh hư không thú quanh thân thiên địa ở ngay tức thì bị giam cầm, làm được ở trong hư không thành thạo nó, đều là nhúc nhích không được. Suy rồi. Từng đạo gông xiềng từ minh linh hư không thú u lan vảy ra hạ dã man sinh trưởng ra, màu vàng kim xiềng xích một đầu kết nối bầu trời, một đầu kết nối nó máu thịt. Hình như là vô căn cứ sinh ra, không gì phá nổi. Đây là luân hồi ý chí. Minh linh hư không thú sợ hãi, nó lại phát hiện, mình không cách nào tránh thoát gông xiềng, cũng không cách nào quật mở hư không độn đi. Vậy gông xiềng thật sâu nguyên vẹn máu thịt, động thì mang đi mình vô thượng tu vi.
hắn là lúc nào ở trên người ta bày trận pháp. Minh Linh hư không thú một lần, nhớ lại mới vừa thời khắc đủ loại. Nguyên lai là khi đó, thật là tinh diệu bố trí. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần liền ở vải sát cục. Cái này một cái Minh Linh hư không thú mặc dù không đỉnh cấp chiến lực, nhưng lấy Diệp Thần tu vi, nếu như làm ẩu, cũng là không khỏi rơi cái trọng thương thảm cảnh. Dẫu sao hắn cảnh giới là nhược điểm, dù là yêu nghiệt đi nữa, cái này cùng thời kỳ viễn cổ cự thú, tu luyện thời gian cũng so hắn hô hấp thời gian dài. Lại không nói có thể hay không đánh thắng, dẫu sao không không lúc nào không yêu thú thành tựu, làm bọn họ cho dù không thể địch lại được, cũng có thể rút người ra ngàn dặm. Mà ngày nay, tên này phải ở lại chỗ này, nguyên nhân không phải hắn, có lẽ có thể mượn cổ lực lượng này, tìm được Chu Uyên và Thái Thần. Muốn tìm Tà Long Chu Hồn Kiếm, bằng vào hắn lực một người, quá mức miễn cưỡng. Phịch! Diệp Thần thân hình đập rơi xuống đất, đây là rút ra nhân hoàng thánh đao giá phải trả, xa xa Tuyết Cơ vội vàng tới đem hắn đỡ lên, nhìn trên 9 tầng trời bị hắn luân hồi ý chí cùng với trận tự quyết không xiềng giam cầm cự thú. Loài người đáng chết! Minh Linh hư không thú bị bắt, tiếng gầm gừ trùng điệp vạn dặm, răng nanh sắc bén kích động, có thể tùy ý như thế nào thủ đoạn tầng ra, ở tiếp xúc tới vậy gông xiềng ngay tức thì, vỡ nát thành bọt nước. Đáng chết luân hồi! Tuyết Cơ ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần, mở miệng nói. Người định làm gì? Mình ở cái đại gia hỏa này trước mặt không còn sức đánh trả chút nào, nhưng là bị Diệp Thần từng bước tính toán ép được bị bắt sống. Phải biết! Đây chính là không không thời không hung thú. Ai mạnh ai yếu, cao thấp liền phán. Ta muốn tìm bạn của ta, lúc trước nói, hắn đạp một cái nghịch hướng truyền tống trận pháp, Minh Linh hư không thú không gian chi lực, có lẽ có thể tìm được một ít đầu mối. Diệp Thần mở miệng nói. Ý ngươi là mượn hắn tìm. Tuyết Cơ dò xét tính hỏi, cái này sẽ không thật có thần thông lớn như vậy chứ? Không sai, ta muốn tước đoạt nó không gian chi lực. Bao trùm mặt đất, thí thần địa ngục nếu có cái loại này nghịch hướng trận pháp, như vậy thì tuyệt không chỉ một chỗ. Diệp Thần phân tích hoàn, không cùng Tuyết Cơ mở miệng, chính là sử dụng hư bia. Hư bia cũng là ủng có không gian chi lực, hư bia kết hợp con thú này, tất nhiên có thể xác định Chu Uyên và Thái Thần rơi xuống. Hư bia lực, cho ta dung. Diệp Thần thẳng đem hư bia ném ra, đen thui như mực bia thân vèo phá vỡ hư không. Cắm vào Minh Linh hư không thú vực sâu miệng khổng lồ bên trong. Ngao! Hư không Minh Linh thú miệng không thể nói, phát ra chấn động khiếu chân trời đau tiếng quát, chợt cảm nhận được mình trong cơ thể lực lượng đang điên cuồng trôi qua. Nó sẽ chết sao? Tuyết Cơ hỏi. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, nói, vật này sẽ hấp thu nó quanh thân toàn bộ hư không lực, ở sau đó, nó cảnh giới tu vi sẽ rơi xuống, nhưng sẽ không bỏ mình. Vừa dứt lời. Trên 9 tầng trời cự thú tựa hồ đối với này vô cùng là kháng cự, nhưng làm sao trong miệng ghim một khối như mực vậy không ngừng cướp đoạt mình lực lượng bia đá, giờ khắc này, nó làm ra lựa chọn. Phịch! Trong nháy mắt, Minh Linh hư không thú dẫn động bên trong đan điền mình sát khí, đem cả người tu vi tất cả đều tản đi, kể cả máu thịt ném vẩy hư không, nó tình nguyện tự bạo đi chết, cũng không muốn bị rút ra lực lượng. Vậy ở vỡ nhỏ rơi xuống trong nháy mắt. Vậy bao trùm ở máu thịt bên trong luân hồi gông xiềng đã lặng lẽ tiêu tán, lực trùng kích đem Diệp Thần các người lật mấy chục trượng, kích động dậy huyết phũ che đậy mặt trời. Đáng ghét! Diệp Thần thầm mắng một tiếng, lần này xem ra khó tìm Chu Uyên và Thái Thần. Đợi đến càn khôn lần nữa trong sạch, trong hư không, ước chừng nứt ra 6 sâu không thấy đáy lỗ lớn, mỗi một miệng bên trong đều có sấm sét phun trào, sát phạt hơi thở tràn ngập. Thương khung, bị xé ra 6 hắc động. Chẳng lẽ Chu Uyên lúc trước cũng là bị như vậy hắc động hấp dẫn? Không đúng, chu vi ngàn dặm không gian tựa hồ cũng xảy ra dịch chuyển, Minh Linh hư không thú tự bạo không chỉ có khủng bố, lại là làm được ban đầu không gian tọa độ lệch vị trí, tiết điểm toàn bộ xảy ra lướt ngang, người muốn tìm bạn ngươi. Khó hơn. Tuyết Cơ giải thích, cái này không không nhất tộc tự bạo kinh khủng nhất chính là ở chỗ này, Minh Linh hư không thú trước khi Lâm Trung nghe Diệp Thần muốn tìm người, lúc này mới cố ý như vậy. Bất quá, dưới mắt không gian ý loạn, ngược lại cũng là một tìm người cơ hội. Tuyết Cơ mở miệng cười nói. Diệp Thần nghe vậy, trước mắt sáng lên, thật không? Thiên Linh Tông bí pháp có lẽ có thể được, nguyên vốn cần ai cái tìm, nhưng cái này Minh Linh hư không thú tự bạo, đẩy rối loạn toàn bộ tiết điểm, có thể trực tiếp từ trong thăm dò.
ngươi có hay không ngươi người bạn kia tùy thân vật kiện? Tuyết Cơ hỏi. Diệp Thần lúc này gật đầu một cái, luân hồi mộ địa bên trong Chu Uyên quần áo còn ở, cầm ra một kiện giao cho Tuyết Cơ, chỉ nghe Văn Tuyết Cơ tiếp tục mở miệng nói, ta sẽ bắt đầu sử dụng bí pháp, lấy tổ tiên lực mở mông lung mắt, đến lúc đó ngươi sẽ thấy một ít cảnh tượng, tiếp theo liền dựa vào trực giác của ngươi. Chỉ gặp Tuyết Cơ quanh thân dâng lên nhàn nhạt oanh chiếu rọi, mấy cái dấu tay thiếp hợp xuống, sau lưng nàng, lại là một đạo hư ảnh hiện ra. Cùng lúc trước liều mạng lúc không cùng, thời khắc này hư ảnh, Hà Thụy ánh sáng sâu hơn, bóng dáng chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay điểm ở Diệp Thần nơi mi tâm. Xoát! Đó là một phiến sương mù tràn ngập rừng rậm, vô số mộ bia ở hơi nước hạ lộ vẻ được phá lệ thê lương, không có chút nào sức sống. Không phải, đổi lại. Diệp Thần đầu óc bên trong tiếng chuông trải qua lau một cái ý niệm, trước mắt chính là phơi bày ra một tòa khoáng đạt Phật cung, tiếng tụng kinh bên tai không dứt. Là nơi này. Diệp Thần tỉ mỉ cảm thụ dưới, nhưng vẫn là có loại không nói ra được cảm giác, mặc dù vậy tiếng tụng kinh như cũ, nhưng nơi đây nhưng là vô cùng là không rõ. Tiếp liền mấy phen cảnh tượng thay phiên, cuối cùng ở một màn vô cùng u ám trong thế giới, thấy được lau một cái màu xanh. Đó là một chuôi tà sáp trên đất thần kiếm, hiện lên loãng màu xanh nhạt chói lọi, nhận phong chỗ nhiều mấy cái lỗ hổng, nó là bị người cố ý lưu lại. Chu Uyên. Diệp Thần hét lớn một tiếng, chợt từ mông lung bên trong tỉnh lại, Tuyết Cơ lau khóe miệng một chút đỏ thấm, cười nói, người nếu là trễ chút nữa, ta khá vậy được phụng bồi xúc sinh kia một khối đi. Chính là cuối cùng thanh kiếm kia sở tại đúng không? Tuyết Cơ hỏi. Người cũng có thể thấy được. Diệp Thần không khỏi có chút kinh ngạc, cái này Tuyết Cơ lai lịch không bình thường, lại có kinh khủng như vậy năng lực. Tuyết Cơ nhún vai một cái, nói ta thi triển bí pháp, người nghĩ sao? Nó ở đó một hắc động chỗ sâu, nơi đó tựa hồ là thí thần địa ngục trung tâm chỗ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần mượn Tuyết Cơ tông môn bí pháp, xác nhận không gian tọa độ sau đó, Diệp Thần cùng hai người chính là hợp lực mở ra một đạo lỗ hổng. Thuận lợi bước chân vào cái này phiến ngưng vắng vẻ đất đai. Nếu không phải vậy minh linh hư không thú tự bạo, tạo thành không gian rối loạn, chúng ta còn thật không tốt đặt chân nơi này, thí thần địa ngục không gian, rất là vững chắc. Diệp Thần một cái rút ra vậy tà sáp trên đất thanh linh kiếm, chính là cái này nhàn nhạt xanh chiếu dọi chỉ dẫn bọn họ tới đây, cùng ngoại cảnh bất đồng chính là, nơi đây trừ một vòng u ám trăng sáng treo ở trên trời, một phiến hắc vắng vẻ ảm đạm, mười phần âm trầm. Cái gọi là đất vàng xương khô bất quá là giả tưởng thôi, xem tới nơi này mới là thí thần địa ngục khu vực trung tâm, ta có thể cảm nhận được. Tuyết Cơ cũng là bốn phía nhìn vòng quanh hồi lâu, thong thả mở miệng nói. Đột nhiên, Diệp Thần phát hiện cái gì, hướng một phương hướng đi. Nơi đó là một ngôi đại điện. Đây là... Liền ở Thiên Linh Tông gặp qua vô số kỳ chân dị bảo nàng, đều có chút lóa mắt cảm giác, vậy đơn giản là thần thích. Một tòa do vô số ngôi sao làm cơ, nơi chế tạo cung điện. Nó ở phương xa cuối phát ra nhàn nhạt ánh sao, cùng cái này mảnh không gian bên trong duy nhất ám tháng ánh sáng hòa hợp, lộ vẻ được phá lệ vắng lặng, nhưng lại ở trong vô hình cho người lấy cực lớn áp lực. Đúng vậy, chỉ là ngắm nhìn một mắt, chính là dùng mình xâm nhập, cả người đều không tự tại. Đừng đi mong nó. Diệp Thần lên tiếng nhắc nhở. Hắn vội vàng đem hồng mông đại tinh không và luân hồi thánh hồn thiên thi triển, mới hỏa hoãn mấy phần. Chúng ta phải đi nơi đó sao? Tuyết Cơ nhìn Diệp Thần không chú bước chân, môi mỏng khẽ cắn, nhỏ giọng hỏi. Cách đó không xa Diệp Thần dừng bước lại, quay đầu áy náy vậy cười nói, xin lỗi, tìm bạn bè nóng lòng, tạm thời quên mất. Ngươi là tới tìm ngươi sư tôn, hôm nay đã liền nhưng tâm nguyện, cần phải lộn trở lại. Đại điện này chỗ sâu có thể còn cất giấu không biết tên nguy hiểm, người không nên đi về trước nữa. Diệp Thần chậm rãi mở miệng nói. Nhưng mà, thượng không cùng Tuyết Cơ mở miệng, Diệp Thần nhưng là dửng dưng một tiếng, Thiên Linh Tông đúng không, chờ ta có một ngày đặt chân các ngươi vậy một vực, nhất định sẽ đi tìm ngươi, ở nơi này tách ra đi. Ngươi theo mới vừa vết nứt không gian đi vòng vèo, có thể trở về đến ban đầu địa giới, vậy minh linh hư không thú đã chết. Sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Diệp Thần hướng về phía Tuyết Cơ khoát tay một cái, chợt tự thân chợt đâm vào vậy hắc ám không biết cuối rộng rãi đại lộ. Ngươi! Nhìn Diệp Thần hình bóng đã dung nhập vào hắc ám bên trong lại cũng không gặp, Tuyết Cơ hừ lạnh một tiếng xoay người liền muốn rời đi, mới vừa đi ra 5-3 bước,
chính là ngoan kính dậm chân, nói lầm bầm, hừ, bổn tiểu thư cần ngươi quản. Cùng lúc đó, Diệp Thần bên này. Ồ, nơi này có một nơi không gian kết giới, nhưng là cực kỳ yếu ớt. Không biết đi bao lâu, ở lối đi chỗ cuối, trong bóng tối tiến lên Diệp Thần đụng đầu vào một tầng trong suốt màng bên trên, bị nhẹ nhàng bắn trở về. Dương mắt nhìn lên, gần ngay trước mắt đại điện bộc phát lộ vẻ được bàng bạc vô cùng, ước chừng là một khối nền tảng, chính là cao hơn chừng Diệp Thần mấy đầu, ở nơi này vô số ngôi sao đắp cung điện trước, hết thảy lộ vẻ được nhỏ bé như vậy. Diệp Thần. Ngay tại Diệp Thần muốn xé rách vậy không gian kết giới để gặp, sau lưng lại truyền tới một đạo duyên dáng kêu to tiếng. Ngươi làm sao tới? Diệp Thần quay đầu lại, người tới chính là lúc trước bị hắn khuyên lui Tuyết Cơ. Bởi vì, ta di vật của sư tôn cảm giác ở chỗ này, ta phải một sông. Tuyết Cơ ươn ươn sơ cái kích thước ngực, lý trực khí tráng nói. Thật không? Coi là thật, ngươi lấy là bổn tiểu thư nhàn rỗi không chuyện gì cùng ngươi chung nhau lao tới sống chết. Tuyết Cơ một lời, Diệp Thần ngược lại không tốt nói thêm gì nữa. Nơi này kết giới tồn tại không có chút ý nghĩa nào, một tay liền có thể xé ra. Diệp Thần đổi chủ đề, nhìn trước mặt yếu kém kết giới mở miệng nói. Nhưng vô luận như thế nào, hắn phải một sông. Thanh Linh kiếm phương hướng chỉ chính là Chu Uyên cố ý lưu lại cho mình đầu mối, một đường đi tới, không gặp hắn ảnh, dựa theo tên kia không sợ chuyện tính cách, chỉ định đã xông vào cái này trong đại điện. Hoặc giả là nơi đây kinh niên tới chưa từng có người đặt chân. Đại năng bày ra kết giới lực cũng bị cái này tinh thần lực từ từ chiếm đoạt vậy nói không chừng. Tuyết Cơ phân tích nói. Vào xem một chút đi, vạn sự chú ý. Hai người một trường tản đi cái này yếu ớt kết giới, một bước bước vào trong đó, ngay tức thì đấu chuyển tinh di, thiên địa càn khôn ở trước mắt biến ảo. Chân thật cung điện so với lúc trước ở bên ngoài chỗ đã thấy còn muốn quỷ dị, một nửa vào mắt có thể gặp, một nửa kia, chính là thẳng đến cửu tiêu, không thể theo dõi. Lúc này hai người, chỗ sâu cung điện trước trung tâm trên quảng trường, khoảng cách vậy trung tâm cổ điện, tựa hồ lại xa vời không thiếu. Người có cảm giác hay không nơi này rất kỳ quái. Tuyết Cơ lẩm bẩm nói, mặc dù cũng không sát khí hiện ra, nhưng là cho người một loại khó mà đoán cảm giác kỳ quái. Quảng trường này, cái này ánh trăng, còn có chung quanh hết thảy. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, cái này cảnh, làm sao đều là cho hắn một loại vô cùng là cảm giác không chân thật. Trừ xa xa cung điện. Giống như là đang vẽ bên trong vậy, đúng rồi, chính là loại cảm giác này. Tuyết Cơ kinh hô. Khó trách hai người có loại không nói ra được cảm giác, thời khắc này vạn vật, cũng giống như là trong tranh cảnh tượng vậy, thiếu một chút cảm giác chân thực. Đi chỗ đó cổ điện xem. Diệp Thần lại nữa đi xem ngoại vật, thẳng hướng trung tâm cổ điện đường đi tới, hắn muốn nghiệm chứng trong lòng mình một ít phỏng đoán. Tiếp liền nửa ngày. Dưới chân cảnh tượng đang thay đổi huyễn không ngừng, thế nhưng to lớn cung điện, nhưng là như cũ xa không với tới, tựa hồ còn xa hơn. Không gian chi lực. Diệp Thần lẩm bẩm nói, vô luận như thế nào tiến về phía trước, trước mắt cái loại này không khoát quảng trường, đều là vô biên tế vậy, đi không tới cuối. Không, đây là thời không lực. Tuyết Cơ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, chúng ta thật ra thì một mực dậm chân tại chỗ. Chỗ đã thấy, bất quá là trong bức họa kia cảnh muốn để cho chúng ta nhìn thấy. Nói cách khác, chúng ta giác được mình đang đi về phía trước, là bởi vì là thấy thời gian ở lui về phía sau. Muốn đem chúng ta vây ở chỗ này. Dựa theo Tuyết Cơ lời nói, hắn hai người một mực lui về phía sau. Có thể vì sao ta hư bia không có cảm ứng. Diệp Thần có hư bia, vậy coi là tinh thông không gian ý chí, nhưng mới vừa mỗi một bước đạp tới. Hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ khác thường, sở dĩ hoài nghi, cũng là hắn theo bản năng phản ứng thôi, cũng không căn cứ. Người am hiểu không gian ý chí, bị một ít tồn tại tận lực che giấu, bởi vì nơi đây chảy ngược chính là thời gian. Nói cách khác, lúc không gian lực lượng, áp đảo không gian bên trên, cho nên ngươi không cảm giác được. Lúc trước tìm Chu Uyên tung tích lúc đó, vậy từng thấy qua Tuyết Cơ thi triển bí pháp, chẳng lẽ đó cũng là lúc không gian một loại bí thuật. Ngươi cẩn thận xem, hiện tại cùng lúc trước, có cái gì không cùng. Tuyết Cơ chăm chú nhìn nói. Diệp Thần nghe vậy, bốn phía nhìn vòng quanh hồi lâu, mở miệng nói, ánh trăng bộc phát trong trẻo lạnh lùng. Còn gì nữa không? Nơi này vạn vật sức sống cũng bộc phát mãnh liệt, thậm chí có hồi phục dấu vết. Diệp Thần nhướng mày một cái,
lúc trước đặt chân cái này phiến quảng trường lúc đó, nhưng mà tĩnh mịch một phiến, phải biết, nơi này là địa ngục. Vốn cũng không nên tồn tại bất kỳ sinh linh mới được. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, bọn họ thật ở nơi này phiến cung điện trước không gian bên trong, nghịch dòng sông thời gian dài lên. Phịch! Một quyền đánh vào lúc trước vậy giòn như giấy mỏng không gian kết giới bên trên, lại truyền tới từng cơn tiếng vo ve, đại lộ quy tắc lóe lên kỳ dị quỷ bí phù văn, không nhúc nhích tí nào. Bị vây ở chỗ này. Tuyết Cơ ngẩng đầu nhìn về một vòng trăng tròn, híp mắt muốn tìm được chút gì câu trả lời. Ta biết vấn đề ở chỗ nào. Diệp Thần lên tiếng nói, nhìn Tuyết Cơ hắn chỉ chỗ ở nguyên mảnh không gian, nói, vấn đề có lẽ và như bánh xe thắng có liên quan, vậy trận pháp này mấu chốt, ở nơi này cục bên ngoài. Cục bên ngoài. Tuyết Cơ sửng sốt một chút, trước mắt liền treo ở trên 9 tầng trời cái này vòng trăng tròn khả nghi nhất, bọn họ hai người trong cuộc, lại nói phương pháp phá cuộc ở cục bên ngoài. Không sai, người có thể còn nhớ đặt chân nơi này thời điểm, người phản ứng đầu tiên là cái gì? Diệp Thần hỏi. Phản ứng đầu tiên, giống như là đang vẽ bên trong. Tuyết Cơ hồi tưởng mình nói qua mỗi một câu nói. Mảnh thế giới này, vốn là người cố ý họa cho chúng ta tồn tại, hết thảy đều là giả tạo, bất quá có chút tồn tại thì không cách nào che giấu. Diệp Thần xoay người, nhìn về xa xa khoáng đạt cung điện. Cho dù là cao nhất tồn tại, cũng không cách nào xóa đi nó tồn tại, như vậy trận này một góc chính là có thiếu, lấy cung điện là trung tâm. Phạm Thiên Thần Công, trận tử quyết, phá. Tâm trận, hiện. Diệp Thần bước chân nhẹ nhàng một chút, thẳng phi thân lên, dẫm ở vậy biến ảo ra tinh thần cung điện bên trên, trong mắt bên trong lóe lên tinh quang, quan sát chung quanh, hắn ở phá cuộc. Tuyết Cơ, đứng ở ta tốn vị. Tuyết Cơ nghe vậy sửng sốt một chút, chợt thấy Diệp Thần đưa ngón tay một chút, ở bên người hắn cách đó không xa, một mảnh đất gạch sáng lên ánh sáng. Phá. Hai đạo thân hình trở về vị trí cũ trong nháy mắt, trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống vô tận minh mông, giống như tẩy mực vậy, đem chu thiên nhuộm màu, rút đi tiêm trần. Càn khôn lại chuyển, trong nháy mắt họa cảnh vậy thế giới lật đổ, ở sụp đổ. Có thể á ngươi, thâm tàng bất lộ. Tuyết Cơ nhìn về Diệp Thần ánh mắt, thêm mấy phần tán thưởng, kinh khủng như vậy trận pháp thành tựu, nếu thời gian dài, sợ rằng thật có thể áp chế nhất giới. Trên bầu trời một đạo lạnh như băng uống tiếng vang lên, nhập cổ điện đường người, chết. Bá! Lúc trước bị tẩy mực vậy xông lên xoát đi thế giới, dị biến lại xảy ra, 9 chuôi thần kiếm phá vỡ chân trời bay vút tới, thẳng cắm ở trên quảng trường, phân 9 vị, đem hai người vây khốn. Trên bầu trời ban đầu một vòng trăng tròn không tái phát ra trong trẻo lạnh lùng ánh trăng, mà là diễn hóa làm một viên màu máu mặt trời đỏ, tỏa ra uy áp. Làm sao có thể? Đây là, không không thời không trận pháp. Cái gì không không thời không trận pháp? Tuyết Cơ đối với trận pháp biết rõ vốn cũng không nhiều, giờ phút này thấy Diệp Thần diễn cảm ngưng trọng, trên 9 tầng trời một vòng máu ngày lại là như vậy chói mắt, mới vừa hỏi nói. Không không lúc nào không cường giả lưu lại sát trận, cơ hồ không rõ ràng. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, khó trách lấy khốn trận là trước chống đỡ, một khi phá vỡ, chính là thả cái này đạo sát trận. Bố trí này điện tồn tại, thật là sâu tính toán. Trận pháp đều là người là, sao sẽ không rõ ràng? Tuyết Cơ một lời thức tỉnh người trong mộng, đúng vậy, cái này sát trận chính là không không cổ trận, tại sao sẽ ở này bảo vệ một tòa cung điện? Diệp Thần tính hạ tâm lai tỉ mỉ hội, đúng là có không không sát trận oai thế, nhưng bất quá chỉ là một góc tàn trận, là bị cao nhất đại năng vẽ điêu khắc mà trồng. Không không sát trận tàn trận bảo vệ, cái này điện đường sau lưng. Nhất định có lai lịch lớn. Xem ra là chân chính chạm tới thí thần địa ngục vùng trung tâm, liền không không thời không sát phạt đại trận, đều là bị dọn tới một góc. Tuy nói là tàn trận, nhưng lấy bọn họ hai người trước mắt tu vi, có thể hay không phá trận cũng còn chưa biết, chỉ có thể hết sức thử một lần. Nếu thật là không không sát trận, trừ phi đem máu ngày miễn cưỡng luyện hóa phương có thể ngăn cản, nhưng mà đây là tàn trận một góc, tâm trận không có ở đây máu kia ngày. Nghe được Diệp Thần nửa câu đầu, Tuyết Cơ định động thủ đem vậy cửu thiên máu ngày phá hủy, cũng may kịp thời bị Diệp Thần ngăn cản, lúc này mới tránh khỏi một kiếp. Chân chính không không sát trận, lấy đại nhật làm gốc, vô luận là loại gì tu vi võ giả, cho dù là thực tế vô lượng cảnh tiên đế, có thể cũng không cách nào dung chuyển chân chính ngày, cho nên ta nói, trận này không rõ ràng.
Nhưng nơi đây là thí thần địa ngục chỗ sâu, cái này biến ảo ra máu ngày, tự nhiên không thể so với chân chính đại nhật, có thể phá hủy, nhưng sợ rằng một khi như vậy, liền sẽ khởi động chân chính sát kiếp. Diệp thần trong mắt chỗ sâu, trải qua một chút dùng mình, quảng trường này trước sát trận, ngăn cách hết thảy sức sống. Diệp thần quay đầu nhìn về ở riêng chín vị chín chuôi thần kiếm, hàn mang lẫm liệt, đều có ngưng thực sát khí. Đây là dính liền vô số người máu tươi mới có uy áp. Tăng! Tiếng xé gió vang lên, một kiếm từ tuyết cơ giữa lưng xuyên qua tới, kẹp theo sấm sét màu tím, vặn vẹo không gian, ước chừng thấy một chút mũi vạch qua, thân kiếm che giấu hư không. Chú ý! Diệp thần lên tiếng nhắc nhở, tuyết cơ tự nhiên cũng không phải phiếm phiếm hạng người, trong nháy mắt cảm giác nguy cơ cũng là làm nàng toàn thân lông tơ đảo thụ, một cái bay lên không xoay người. Lúc này mới tránh được cái này một kích chí mạng. Những thứ này cổ kiếm thật kỳ quái. Tuyết cơ mới vừa muốn mở miệng nói gì, bả vai bên trên nhưng là vèo một đạo huyết tuyến bão tố ra, thiếu nữ vai bên trên, lau một cái đỏ thấm thấu ánh ra, máu ngày tựa hồ đánh hơi được mùi vị, ánh sáng sâu hơn. Cùng trong chốc lát, tựa hồ được triệu hoán, còn lại tám chuôi thần kiếm dục dịch, kiếm minh tiếng chói tai, lóe lên hàn quang thân kiếm đang rung rung. Đáng ghét. Ta rõ ràng hoàn mỹ tránh được một kiếm kia mới đúng. Tuyết cơ che nơi bả vai vết thương, tựa hồ có lực lượng nào đó đang không ngừng biến dạng miệng máu, làm được nàng mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, mơ hồ cảm giác đau đớn cảm giác không ngừng đang bị phóng đại. Là hủy diệt quy tắc lực. Diệp thần liếc mắt một cái tuyết cơ vết thương, đầu ngón tay bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao phúc tại thiếu nữ bả vai bên trên, ánh sáng sáng chói phun trào. Đem miệng vết thương kia lực lượng đồng hóa, tuyết cơ lúc này mới có nơi dấu hiệu chuyển biến tốt. Mới vừa là chuyện gì xảy ra? Diệp thần hỏi. Ta rõ ràng tránh được một kiếm kia, vẫn còn là bị tổn thương, chẳng lẽ là không giấu vết kiếm? Tuyết cơ khẽ gật đầu một cái, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cái này thần kiếm quỷ bí dị thường, bất chi bất giác chính là bị nó gây thương tích. Vèo, vèo, vèo. Bên tai không dứt tiếng xé gió vang lên, chín chuôi thần kiếm đồng thời xông lên trời không, sắc bén hàn mang bể nát hư không, đem hành tích hoàn toàn ẩn nặc đi, nguyên mảnh không gian bên trong, chỉ có bên tai truyền tới từng cơn kiếm minh tiếng. Bá! Lần này nhanh hơn, chín đạo kiếm mang đợi đến hai người kịp phản ứng lúc đó, đã gần ngay trước mắt. Diệp thần thần sắc ngưng trọng, kiếm này so mình thi triển trảm thiên cửu kiếm sát tâm vô ngân còn muốn vi diệu. Luân hồi diệt thiên trảm. Diệp thần đem tuyết cơ bảo vệ ở sau lưng, tay cầm luân hồi thiên kiếm một kiếm ầm ầm ra, kiếm vô hình khí kích động, không gian từng cơn vặn vẹo, nhấc lên rung động cùng theo chín đạo kiếm mang đều là bị hắn kinh khủng luân hồi thiên kiếm nơi áp chế. Ca. Bầu trời bên trong một tiếng nổ vang, chín chuôi thần kiếm quy về yên lặng, biến mất tung ảnh lại cũng không gặp. Ngươi đều đang đỡ được, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Tuyết cơ biểu tình kinh ngạc chưa nhảy lên tới cực điểm, chỉ gặp Diệp thần quanh thân giống như là quả cầu da xì hơi vậy, tám tia máu mũi tên bão tố bắn phun ra, bắn thiếu nữ trước mắt đỏ thắm. Diệp thần ngươi bị thương. Ta không có sao, Diệp thần nhàn nhạt nói. Chín chuôi thần kiếm chỉ là một vòng liều chết xung phong, đã là như vậy khủng bố khó phòng, liền Diệp thần rơi vào đều là như vậy buồn bã thảm cảnh, nếu như tuyết cơ trực diện chín chuôi mũi, sợ rằng sẽ trong phút chốc chết thảm. Linh bia, bát quái thiên đan thuật, khải. Một tiếng quát to, có hồi phục lực luân hồi huyền bi một trong linh bia trôi lơ lửng ở Diệp thần trước mặt, rồi sau đó, Diệp thần quanh thân tách thả ra vô tận tinh mang, bao gồm toàn thân. Nơi bị thương ở lấy mắt thường có thể thấy được độ sống lại, quanh thân trên dưới vậy tám đạo sâu thấy tới xương, ồ ồ xông ra huyết dịch chỗ vết thương vậy dâng lên từng tia màu trắng sương mù, sau đó chậm rãi khép lại. Hụ hụ. May là lấy Diệp thần như vậy năng lực biến thái, giờ phút này cũng đã có chút chịu không nổi. Nếu như vậy chiến đấu tiếp, chỉ có một con đường chết, phải mau sớm tìm được phá cuộc điểm, phá cuộc mới được. Rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng đã quay mũi toàn bộ kiếm ý, nhưng là chín đạo chí mạng tổn thương nhưng là vô luận như thế nào cũng phải chịu đựng sao? Tuyết cơ tê liệt ngã xuống đất tự lẩm bẩm, đã có chút mất ý chí chiến đấu, như vậy nghịch thiên trận pháp. Làm sao còn đánh? Chín chuôi thần kiếm trở về vị trí cũ vào vỏ, ẩm huyết sau đó, tựa hồ bộc phát hung tàn, tản ra ánh sáng cũng là dần dần chói mắt, liền phong tỏa kỳ thần vận chín cái vỏ kiếm, đều là mơ hồ có vỡ nhỏ cảm giác.
Diệp thần luân hồi máu, ẩn chứa một phần chia luân hồi lực lượng, làm cho chín chuôi thần kiếm là máu sau đó, hơn nữa sao động không chịu nổi, công kích một lần nữa, đem sẽ không so khủng bố. Mới vừa một kiếm kia, rõ ràng là vô ích. Diệp thần híp con ngươi, lúc trước một kiếm kia thà nói là lấy kiếm ý luân hồi ngăn cản chín phong sát phạt thế công, ngược lại không như nói là phá vỡ trong hư không ảo ảnh. Chân chính cửu kiếm, ở ta không thấy được địa phương ẩn núp. Liền liền vết thương cũng là vô căn cứ xuất hiện, ở đó cửu kiếm sát phạt sau này. Diệp thần đầu óc bên trong hồi tưởng lại Tuyết Cơ lần đầu tiên né tránh lưỡi kiếm cảnh tượng, cũng là né tránh mở sau đó, mới đột nhiên gian bị một đạo kiếm khí gây thương tích. Mình kiếm ý luân hồi đâm vào không khí, cũng là ở sau đó, cửu kiếm vết thương mới vào cơ thể, nếu không phải là bản năng chiến đấu làm được từ mình đánh hơi được nguy hiểm, thời khắc mấu chốt ngẩng đầu lệch hướng một tấc. Một kiếm kia chính giữa ấn đường, thần hồn vỡ vụn liền sẽ tại chỗ chết thảm. Tuyết Cơ, phấn chấn một ít. Diệp thần hét lớn một tiếng, nguyên nhân không phải hắn, chín chuôi cắn nuốt Diệp thần máu, dị thường sao động thần kiếm đã lần nữa ra khỏi vỏ, lần này, có cửu tinh trận, thẳng đến Tuyết Cơ. Tựa hồ nhìn thấu Diệp thần khó dây dưa, trận pháp này có linh, cần phải trước chém Tuyết Cơ. Bá, 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 chín đạo tiếng xé gió vang lên, vậy tê liệt ngã xuống đất Tuyết Cơ như cũ không gặp chút nào chống cự ý, đối với như vậy xuất thế liền ở tông môn sống trong nhung lụa tồn tại, vốn cũng không từng trải qua sống chết đánh giết. Không cách nào tránh né cảm giác vô lực, cho nàng tạo thành cực lớn tâm lý bóng mờ, thêm tới máu ngày ánh chiếu hạ, cái này lạnh người đỏ lại là bình thêm mấy phần kiềm chế, còn có cái này không tháo trận pháp, đánh tan hoàn toàn Tuyết Cơ tâm lý phòng tuyến. Đấu chữ quyết, trận tự quyết, đấu đế thiên kiếm trận. Diệp thần quát to một tiếng, phạm thiên thần công bùng nổ, đấu chữ quyết và trận tự quyết đồng thời phát động, thậm chí rất nhiều thiên kiếm, toàn bộ bạo giết đi ra. Lấy luân hồi thiên kiếm là hạch tâm, bảy thanh thiên kiếm, nhanh chóng hợp thành một cái đại trận, bao trùm ở Diệp thần và Tuyết Cơ quanh thân, đấu khí chấn động, ngăn cản trận pháp đánh giết. Diệp thần triệu hoán huyết long tới, ngự long bay lên trời, chấn giữ tại đại trận trung ương, hồng mông đại tinh không lại tách ra phát ra, gắt gao bảo vệ. Có thể, chẳng biết tại sao, cái này chín thanh kiếm vẫn là tiến vào. Một kiếm nhập vào cơ thể. Hai kiếm xuyên tâm. Ba kiếm qua ấn đường. Tiếp theo làm người ta một màn quỷ dị lại xuất hiện, cửu kiếm tiếp liền hướng tê liệt ngồi ở đất Tuyết Cơ mà qua, nhưng là không có nửa điểm mà huyết quang hiện. Thật là ảo ảnh. Gay gâu. Diệp thần rất than thở một tiếng không ổn, ảo ảnh biến mất, nếu không bổ túc, sẽ chém chết Tuyết Cơ. Hư bia, không gian dịch chuyển. Trong nháy mắt Diệp thần ngưng thần, thần niệm lực phun ra, lấy không gian làm chất dẫn đem mình cùng Tuyết Cơ vị trí hết đổi. Oanh! Diệp thần đang muốn động thủ, nhưng là đột nhiên kiếm thức bạo tán ra, tựa hồ cùng loại nào đó cường đại năng lượng va chạm, một cổ kính gió ầm ầm tung lên. Che lồng liền thương khung, đầy trời bụi đất tung bay, đem Tuyết Cơ lật một mét có thừa, tỉnh hồn lại thiếu nữ ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, tâm tình ngũ vị tạp trần. Đợi đến bụi bầm tan hết, máu ngày ánh chiếu xuống Diệp thần lãnh đạm hình bóng cao ngất thêm kiên nghị. Hoặc giả là bởi vì góc độ nguyên nhân, Diệp thần hình bóng bị vô hạn kéo dài, thẳng tắp kéo dài đến bên chân của nàng. Diệp thần, thấy lôi cuốn vô cùng uy thế cửu kiếm đều xuất hiện, vẫn bị Diệp thần chặn, hơn nữa còn là Diệp thần một lần nữa cứu nàng. Nếu là không có Diệp thần năng lực, sợ rằng mình sẽ bị cửu kiếm xuyên qua tim, thậm chí sẽ vỡ vụn đầu lâu mà chết đi. Ta hiểu ý. Máu ngày hè, Diệp thần gò má lộ vẻ được ửng đỏ, hắn quay đầu nhìn cách đó không xa Tuyết Cơ, đột nhiên cười nói. Cái gì? Tuyết Cơ rõ ràng sửng sốt một chút, tên này đã tìm được phương pháp phá cuộc. Nhưng mà mình rõ ràng không cảm giác được gì, quỷ dị này trận pháp lại đã bị Diệp thần tìm được sơ hở. Nơi này, Diệp thần chỉ dưới chân của mình, bóng dáng lan tràn đến Tuyết Cơ bên người. Hắn mở miệng nói, vậy cái gọi là cửu kiếm, bất quá là ảo ảnh thôi. Chân chính sát phạt thế, liền che giấu ở bóng dáng bên trong. Diệp thần cười nói, bóng dáng, Tuyết Cơ không rõ ràng. Đúng, bóng dáng, bởi vì góc độ nguyên nhân, công kích chân chính sẽ dẫn đầu hoặc là theo sau để tới. Mới vừa lúc tác chiến chúng ta hình bóng ở dưới ánh chiều rất ngắn, cho nên thần kiếm bóng dáng vậy sẽ ngắn, chân chính sát phạt thế sẽ theo sau. Diệp thần lúc này nhìn mình bị vô hạn kéo dài bóng dáng,
chợt trầm giọng nói, tới. Chỉ gặp trong hư không lần nữa trở về vị trí cũ vào vỏ chín chuôi thần kiếm phát ra ông minh, tung tăng tiếng làm được chúng nháy mắt khắc vỡ nhỏ liền chín cái tiên kim vật liệu chế tạo vỏ kiếm. Rắc rắc, thương thiên tranh viêm, chín phong sáng lên hàn quang trong nháy mắt, Diệp Thần ánh mắt ác liệt, sử dụng thần hy chi phong, cuồng như vậy một kiếm chém ra, nắng ban mai phong kiếm tất cả nội tình, vào giờ khắc này sâu sắc bùng nổ, thương thiên tranh viêm kiếm thế, cũng là thi triển đến trình độ cao nhất. Âm, đi đôi với một tiếng sóng thần sụp đổ vậy kiếm khí nổ âm, một cổ mênh mông vô cùng màu cam sắc kiếm khí sóng, giống như ngàn vạn dặm sóng lớn, ùn ùn kéo đến về phía trước biểu chém ra, nguyên phiến thiên địa, ở nơi này màu cam sắc kiếm khí sóng lớn nổi bật hạ, đều là hóa thành đỏ thẫm màu sắc, đặc biệt nguy nga. Đồng thời, trong hư không cửu kiếm tung tóe, che giấu trong đó kiếm mang lóe lên dùng mình, Diệp Thần nhưng là ánh mắt như đuốc, không chút nào ý tránh né. Diệp Thần, mau tránh ra. Tuyết Cơ lo lắng hét lớn một tiếng, nhưng là thấy Diệp Thần lâm nguy không sợ, kiếm trong tay động một cái, quát lên nói, tán. Tiếng gào chấn động cửu tiêu, trong hư không chín chuôi thần kiếm, mà lại ở Diệp Thần gầm một tiếng dưới, lên tiếng đáp lại vỡ vụn, hóa thành phấn vụn mất đi tại thương khung. Cái gì? Thấy một màn này Tuyết Cơ không khỏi được khiếp sợ, Diệp Thần lại thật tìm được phương pháp phá trận. Gầm một tiếng chấn vỡ chín chuôi thần kiếm, uy thế vô cùng, thời khắc này Diệp Thần áo dài vù vù vang dội, máu ngày ánh chiếu phía dưới lỗ như đao tước vậy anh Tuấn, trải qua lau một cái ửng đỏ. Chớ ngẩn ra đó. Diệp Thần cười một tiếng, tỏ ý Tuyết Cơ xem dưới chân, Diệp Thần lòng bàn tay vạch qua lau một cái lượng sắc, trong đó đường vân lan tràn, đầu ngón tay một chút. Oanh! Một cổ kính gió mạnh thổi phất mà qua, máu đỏ mặt đất bên trên. Giống như mạch lạc vậy rõ ràng có thể thấy được thần bí đường vân dẫn dắt chín chuôi thần kiếm. Đây là... Không cùng Tuyết Cơ thấy rõ ràng, Diệp Thần nhẹ ho một tiếng, giữa trường ánh sáng tắt, mặt đất trên đường vân vậy biến mất không gặp. Trước kia chiến đấu, hắn tiêu hao cũng không nhẹ, phá vỡ thời không gian trận pháp sử dụng thuật pháp, quá mức hao phí tâm thần. Cửu kiếm là ảo ảnh, chân chính sát phạt thế công ẩn núp ở dưới đất, không, là máu này ngày quang. Lấy bóng dáng phát động đánh giết. Tuyết Cơ mới chợt hiểu ra, noi theo Diệp Thần phương pháp, cũng là chặn lại mấy vòng cửu kiếm liều chết xung phong. Nhưng mà như vậy, từ đầu đến cuối không cách nào phá cục, không tìm được trận tâm, sẽ bị dây dưa chết ở chỗ này. Diệp Thần nhưng là nhẹ giọng nói, trận pháp là chết, người là sống, ta ở chờ linh lực khôi phục. Tuyết Cơ không hổ thông minh, chợt trước mắt sáng lên, ngươi là muốn. Nàng nghĩ tới Diệp Thần phong tỏa minh linh hư không thú cảnh tượng, noi theo lúc trước phương pháp, khống chế thần kiếm trận tâm, tự nhiên không chỗ ẩn trốn. Không sai, bây giờ là thời điểm nên chúng ta phản kích. Chín chuôi thần kiếm lần nữa phá không lên, Diệp Thần ở thời khắc mấu chốt cố ý chậm hơi đập, một kiếm sâu ngực mà qua. Đẫm máu hư không, Diệp Thần luân hồi thánh hồn thiên thi triển đến trình độ cao nhất. Ở bên kia, Diệp Thần thân hình thẳng bắn ra. Hướng rộng bên ngoài sân một nơi không đường vách đá đường cùng chạy đi, Tuyết Cơ thấy vậy, cũng là vội vàng đuổi theo. Chín thần kiếm ảo ảnh còn đang công phạt, ẩn núp ở bóng dáng ở giữa chân chính ý định giết người cũng bị Tuyết Cơ cản ở phía sau, toàn bộ chặn. Diệp Thần không thể, bên kia tựa hồ là vách đá. Mắt thấy Diệp Thần muốn xông lên xuống vách đá, Tuyết Cơ lớn tiếng nhắc nhở, mặc dù lấy bọn họ tu vi, rơi xuống dốc núi không hại đến đại thể. Nhưng người nào vậy bảo không cho phép, phía dưới cất giấu nguy hiểm gì, ở bước này một sát cơ thí thần địa ngục, hơi lơ là, liền sẽ bỏ mình. Vèo. Diệp Thần thân hình không có chút do dự nào, thẳng tung người mà vào. Tuyết Cơ khẽ cắn hàm răng, dậm chân, cũng là theo Diệp Thần nhảy một cái cùng phó. Hai người hạ xuống thân hình nhưng là cảm giác một hồi người không thăng bằng, choáng váng cảm giác tập kích để bụng gian. Tuyết Cơ. Nghe có người kêu lên mình. Chợt mở mắt ra một cái, Diệp Thần cầm kiếm đứng, hình bóng hướng về phía nàng. Mình thì ở vào một tòa tế đàn nơi ranh giới, mà Diệp Thần đang cảnh giác nhìn cái gì. Tế đàn ngay chính giữa, hiến tế một viên màu máu đỏ hạt châu, ước chừng có cỡ quả đấm, trận pháp này tất cả vận chuyển năng lượng, ta suy đoán hẳn là do nó cung cấp. Máu kia ngày, chắc và hạt châu này có liên quan. Diệp Thần đứng yên, trong tay luân hồi thiên kiếm ở ông Minh. Hủy diệt hạt châu này, mất đi năng lượng cung ứng nguyên, trận pháp hẳn sẽ ngừng vận chuyển. Kiếm 6, đạo linh lửa,
phá. Một kiếm ra, cuộn sạch lửa cháy mạnh hướng tiên máu màu đỏ châu chiếm đoạt đi, trên tế đàn Đường Vân dễ như bỡn vậy nổ tung, liền không gian đều là bị hết thảy hai nửa. Giọt máu ở hủy diệt quy tắc lực lượng đè ép dưới, tí ti vết rách lan tràn lên vậy trong suốt hình cầu. Mở. Diệp Thần lại là một kiếm đâm ra, trước mặt màu đỏ như máu hạt châu ầm ầm nổ tung. Phịch. Mảnh vỡ bắn tung tóe lên, hóa thành một bãi chất lỏng sền sệt, xem chín tầng trời nước chảy ngược, lại là ngay tức thì bao gồm thương khung. Dị tượng hoành xanh, làm được Diệp Thần cùng Tuyết Cơ hai người thầm nói không ổn. Trận pháp là chết, người là sống, người ở chờ linh lực khôi phục, ta đang chờ cái gì? Một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang vọng ở cái này bị phong bế không gian bên trong, trừ nơi nơi đỏ tươi cùng mùi tanh gay mũi ngoài ra, đừng không bất kỳ hắn vật. Đúng rồi, ta ở chờ thời gian. Tế đàn trung tâm nổ chỗ, một bóng người chậm rãi đi ra, quanh thân phun trào ra không không hơi thở, có lẽ bởi vì ở chỗ này quá lâu nguyên nhân, lộ vẻ được có chút tả tơi không chịu nổi, liền thân thể thon gầy bên trên không gặp một chút nào màu máu, hai cái tay cánh tay lại là như liền củi vậy, tùy thời có thể gãy. Chống đỡ hắn hai cái hai chân, giống như trong gió chập chờn tàn trúc vậy, tùy thời sẽ tiêu tán. Có can đảm tới đây khiêu chiến ta, thật rất giỏi lắm, nhưng là ta có thể tán dương ngươi, chỉ có một điểm này. Bộ dáng này, hình như khô cằn, thật sự có sức đánh một trận sao? Nhìn xuất khẩu cuồng ngôn thủ hộ giả, Tuyết Cơ có chút nghi ngờ lại xem Diệp Thần, làm không rõ ràng vì sao tên trước mắt sẽ đối với cái này người sắp chết như vậy cảnh giác. Hụ hụ, theo một hồi nhẹ ho, thủ trận người gầy nhom thân hình đều là chiến nguy nguy, liền đứng cũng miễn cưỡng. Nháy mắt vĩnh hằng, thủ trận người khẽ quát một tiếng, một cổ cường đại phong ấn lực xuyên qua hắn ngực, đem lập tức muốn giã rời thân thể vững chắc. Quả nhiên không như thế đơn giản. Tên này rốt cuộc là người vẫn là quỷ, trận pháp chi tâm làm sao có thể lấy sinh linh hình thái tồn tại, tuyệt không thể nào, có thể tên này. Thượng không cùng Diệp Thần phản ứng, thủ trận người chính là lấy xương cánh tay làm kiếm, hướng hắn chạy nước rút tới. Đinh! Diệp Thần lấy Luân Hồi Thiên Kiếm làm để, vậy một cái chỉ kiếm đâm ở đen nhánh trên thân kiếm, phát ra đinh một tiếng giòn giã. Thủ trận người ánh mắt đông lại một cái, chợt cánh tay trái hóa đao, căn căn cốt gai từ trong cơ thể nộ phun trào vùng vẫy ra, phá vỡ vốn là khô héo một tầng da, tản ra óng ánh giết mang hướng Diệp Thần cổ bổ tới. Cốt đao, chỉ kiếm, thật là bá đạo thủ đoạn. Diệp Thần lại nữa thả chiến đấu, trở tay một cái chảm thiên cửu kiếm. Bước lui thủ trận người mãnh liệt thế công, kéo ra khoảng cách lui đến Tuyết Cơ bên người. Diệp Thần, hắn khí thế, một mực ở leo lên, có thể tên này rõ ràng chỉ là một đạo tàn hồn, hẳn là càng đánh càng yếu ớt mới đúng, rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Không không thời không ra hỏa đều là như thế quỷ dị sao? Một mực ở xem cuộc chiến Tuyết Cơ mở miệng nói. Chẳng lẽ là cái này bị màu máu bao gồm thiên địa, đang cho hắn lực lượng? Lúc trước giọt máu kia chưa từng tan vỡ trước, cũng không một mực ở là kiếm kia trận cung cấp vận chuyển cần năng lượng sao. Tuyết Cơ nghĩ đến đây, hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, người tới kéo cái này, ta tới đánh vỡ cái này mảnh không gian. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, Tuyết Cơ thực lực không tính là quá yếu, mình kềm chế thủ trận người, phía sau giao cho nàng tới, bất quá thích hợp nhất. Thằng nhóc, cùng ta chiến đấu lại dám phân thần. Thủ trận người lại là một cái cốt đao đại khai đại hợp tới, Diệp Thần khỏe mạnh thân hình không ngừng xê dịch, né tránh công kích đồng thời, nhích tới gần hắn gầy nhom ngực trước. Giơ lên trong tay không chỗ nào bất lợi Luân Hồi Thiên Kiếm, Diệp Thần hướng về phía thủ trận người sơ hở chính là một kiếm đâm ra, hàm chứa hủy diệt và luân hồi ý chí kiếm mang hung hăng đâm vào hắn trên lồng ngực. Cái này tinh tế một kiếm, cực kỳ hao phí tâm thần, xen lẫn luân hồi chỉ một cái lực lượng. Có thể nói hút khô Diệp Thần trong cơ thể một nửa linh lực, ngưng tụ vào một chút nhô lên gai. Đinh! Một tiếng giòn giã, thủ trận người quanh thân một tầng trong suốt khôi giáp ở vỡ nhỏ, giãn nứt một đạo lỗ hổng, giấy lên màu đen lửa cháy mạnh. Sắc sắc! Từng tiếng nổ vang, Diệp Thần rút người ra trở lui, vốn cho là có thể đâm thủng hắn lồng ngực một kiếm, lại chỉ là phá vỡ hắn bên ngoài thân một tầng kiên cố phòng ấn khôi giáp. Không tệ thủ đoạn, không không thời không khôi giáp. Đều bị ngươi đánh nát. Thủ trận người tự giễu cười một tiếng, ý chí chiến đấu nhưng là càng thêm sôi sục, hắn vậy phảng phất tùy thời sẽ tàn lụi thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái, quanh thân thiêu đốt hủy diệt ý chí lực bị phủi xuống,
phát ra đùng đùng tiếng vang. Sau đó cùng vỡ vụn cháy hết, còn có thủ trận người quanh thân che lấp không không thời không khôi giáp. Đánh nát tầng kia khôi giáp, vậy người này chính là không chịu nổi một kích. Tuyết Cơ dư quang liếc mắt một cái Diệp Thần, thấy Diệp Thần phá đi thủ trận người phòng ngự, mình cũng là không cam lòng yếu thế, sử dụng Thiên Linh Tông bí truyền. Thiên Linh Liên Tâm Quyết. Tiếp liền mấy trưởng đánh ra, Tuyết Cơ ở diễn hóa đại lộ tại cái này thí thần địa ngục bên trong, nàng đang diễn hóa đạo của mình, liền Diệp Thần đều không từng làm được. Một đóa đóa trong suốt sắc hoa sen không có dễ mà sống, hư không như ẩn như hiện, hào hùng sức sống tràn ngập nguyên mảnh không gian. Mở. Theo Tuyết Cơ nhịp bước múa, một đóa đóa không có dễ liên lục tục tách ra, ở quanh thân của nàng Mạn Vũ, phảng phất tiên nữ. Một cổ nhu hòa nhưng không cách nào kháng cự lực cắn nuốt từ hoa sen múi mà gian rỉ ra, đem vậy vô tận đỏ tươi nơi dẫn dắt. Không có dễ liên, có thể chiếm đoạt vạn vật Thiên Linh Liên. Thiên Linh Tông vẫn còn có đạo thống truyền thừa hậu thế gian. Thủ trận người tựa hồ đối với thế giới hiện thật rất nhiều chuyện cũng rõ ràng, đối với Tuyết Cơ thân phận cùng với lai lịch khá là kinh ngạc, nhưng xem thần tình, nhưng là không giống nhân quả, phản ngược lại có chút rất nhiều đối nghịch ý. Bất quá nháy mắt tức thì quang cảnh, một đóa đóa màu máu hồng liên bồng bềnh ở trên hư không, đem nguyên bản giọt máu vỡ vụn bao phủ khói mù toàn bộ thu thập, điều khiển vô số màu máu hồng liên, tựa hồ liền Tuyết Cơ đều có chút cố hết sức, sắc mặt một hồi thanh hồng. Hôm nay liền hoàn toàn phá ngươi trận pháp. Bảo. Tuyết Cơ một tiếng quát to, đầu ngón tay tràn đầy tia máu, nguyên cái trên cánh tay phải đều là hồng liên hình vẽ, nổ lên gân mạch đường vân làm căn cơ. Lấy mạch máu hô ứng trên hư không chấm hoa sen máu. Một đóa đóa màu máu hoa sen nháy mắt tức thì tách thả ra ánh sáng rực rỡ, thẳng đến vỡ vụn, màu máu ánh sáng hóa thành từng đạo kiếm khí tàn phá, động bể hư không. Kinh khủng chập chờn liền đang cùng thủ trận người đấu Diệp Thần đều là trong lòng run lên, cái này tế đàn trung ương chỗ, sợ là phải san thành bình địa. Oanh! Thiên địa sụp đổ, hư không giống như tấm gương rơi xuống đất vậy tùy tiện vỡ thành vô số khối. Cách đó không xa tinh thần cung điện cũng là lần nữa hiện ra, cả tòa trung tâm trên quảng trường, tất tất chi địa đều là hóa là bụi bặm. Huyết quang cuộn sạch trận pháp, đem vậy ông Minh không chỉ chín chuôi thần kiếm đều là đồng thời chìm ngập. Mấy hơi thở sau đó, Tuyết Cơ đi tới Diệp Thần bên người. Như thế nào, trận pháp này coi như là phá trừ đi, có hay không rất bội phục ta? Tuyết Cơ dí dỏm le lưỡi một cái, giờ phút này máu ngày đã giải trừ. Nhưng thiếu nữ mặt đẹp vẫn như cũ là có chút ửng đỏ, xem ra một chiêu này đối với nàng tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Chú ý! Diệp Thần mới vừa dự định mở miệng, thủ trận người còn không từng hiện thân, lấy mới vừa giao thủ thực lực tới xem, trình độ này chập chờn, không cần hắn tánh mạng, huống chi Tuyết Cơ Thiên Linh Liên Tâm Quyết, vốn cũng không phải là vì chu diệt thủ trận người. Tuyết Cơ còn chưa nghe rõ Diệp Thần lời nói, một cái nhỏ hết sức có lực bàn tay đã dò tới trước mắt. Vững vàng bấu vào nàng trắng như tuyết mịn màng trên cổ. Ta nói, ta ở chờ thời gian, ngươi đang chờ cái gì? Lạnh như băng vậy giọng hài hước vậy mở miệng, bất ngờ chính là mới vừa vậy thây khô vậy gầy yếu thủ trận người. Thời khắc này thủ trận nhân thần tình khinh bạc, đầu đầy tóc dài màu đen như thác vậy rủ đến gót chân, màu vàng kim con ngươi bên trong lóe lên sấm sét, huyết khí mạnh mẽ. Chỉ cần hắn hơi dùng một chút lực, là được nhẹ lấy Tuyết Cơ tánh mạng. Làm sao có thể? Diệp Thần tự phế khư bên trong lên, nhìn trên hư không hơi thở bộc phát kinh khủng thủ trận người. Mới vừa rồi như vậy nhất kích cũng không có đánh bại hắn. Diệp Thần đứng dậy, mắt lạnh nhìn trên hư không phong thái kinh thế người tuổi trẻ, người này cho hắn áp lực, so với trước kia gặp phải bất kỳ đối thủ đều phải khủng bố. Thủ trận người giờ phút này giống như tân sinh, vẫn như cũ là vậy áo quần lam lũ. Trần lộ ra da thịt so với em bé đều phải non nớt trắng như tuyết. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, cuồng như vậy một kiếm chém ra, nắng ban mai phong kiếm tất cả nội tình, vào giờ khắc này sâu sắc bùng nổ, thương thiên tranh viêm kiếm thế, cũng là thi triển đến trình độ cao nhất. Đi đôi với một tiếng sóng thần sụp đổ vậy kiếm khí nổ âm, một cổ mênh mông vô cùng màu cam sắc kiếm khí sóng, giống như ngàn vạn dặm sóng lớn, ùn ùn kéo đến về phía trước biểu chém ra, nguyên phiến thiên địa. Ở nơi này màu cam sắc kiếm khí sóng lớn nổi bật hạ, đều là hóa thành đỏ thẫm màu sắc, đặc biệt nguy nga. Có ý tứ, nếu như người đối mặt là thực tế cường giả, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đáng tiếc ta đối không không cảm ngộ so ngươi sâu quá nhiều.
Thủ trận người chân mày khinh bạc, đối Diệp Thần một kiếm nhưng là làm như không nghe, sán màu vàng kim con ngươi ngầm nụ cười. Đinh! Nhưng mà mạnh như vậy thế một kiếm ở thủ trận người trước mặt, nhưng là lại cũng không cách nào tiến thêm. Là chín thần kiếm. Diệp Thần theo bản năng ám niệm một tiếng gay gâu, quay đầu lại nhìn về Tuyết Cơ hô lớn, mau tránh ra. Ở hắn lúc trước vị trí đứng Tuyết Cơ nghe vậy, dùng cả mình cũng là xông lên đầu, vậy tim hồi hộp cảm giác. Tựa như sắp chết. Vèo, vèo. Tám đạo tiếng xé gió vang lên, chín thần kiếm trong đó một cái hộ chủ, đỡ được Diệp Thần nhất kích, còn thừa lại tám kiếm, lặng yên không một tiếng động hướng Tuyết Cơ đi. Sinh sát đại thế tới được quá nhanh, cho dù là Tuyết Cơ, ở vận dụng bí pháp sau đó, thân hình so với lúc trước, độ cũng có chỗ không kịp. Đạo linh lửa, Nhan Tuyền Nhi, bảo vệ. Một tiếng quát to, Diệp Thần mâu lúc đó, một cái xinh đẹp lửa hoàng hư ảnh thẳng chui ra, vỗ cánh kêu nhẹ, hóa thành lửa khải, từ Tuyết Cơ dưới chân bay lên vần quanh lên. Dẫu sao cũng không phải là thần hỏa căn nguyên, đối mặt tám đạo sắc bén giết mang, chỉ là mấy tức tới giữa, chính là rạn nứt. Nhưng một cái chớp mắt này quang cảnh, đủ nàng bảo vệ tánh mạng. Tám đạo cắt rời hư không giết mang đem thần hỏa hóa thành khôi giáp cắn nát, Tuyết Cơ trong lòng bàn tay mấy đóa đại lộ liên cũng ở đây tách thả ra ánh sáng rực rỡ, thay nàng chặn chí mạng kiếm ý. Rắc rắc, thiên linh liên tâm quyết biến ảo ra không có dễ liên cũng ở đó một khắc vỡ nát làm tan rã, mấy đạo kiếm quang cũng ở đó sau đó, tiêu trừ tại vô hình. Ho, phun ra một ngụm máu tươi, Tuyết Cơ ngước mắt nhìn về trên hư không Diệp Thần, lau một cái xinh đẹp nụ cười sau đó. Chính là mới ngã xuống đất, tiếng thở dốc thô trọng, hiển nhiên là không có sức tái chiến. Thiên linh tông thế hệ này truyền nhân chân thực quá yếu. Thủ trận người khẽ gật đầu một cái, bĩu môi khinh thường sừng, quay đầu nhìn về Diệp Thần. Chín chuôi thần kiếm tựa hồ đánh hơi được chủ nhân hơi thở, chậm rãi quay về gộp lại thủ trận người bên người, hóa thành chín đạo thần thì vào cơ thể. Trước kia trận pháp không có bị phá. Thấy chín chuôi thần kiếm ngay tức thì. Diệp Thần chính là có phản ứng, lại xem trước mắt thủ trận người, hắn trong lòng toát ra một cái to gan ý tưởng. Người tựa hồ và thiên linh tông có chút nhân quả dính. Thấy thủ trận người nhìn mình, Diệp Thần mở miệng hỏi nói. Người không phải thiên linh tông người, ta có thể cảm nhận được, người cũng không có vậy cổ âm nhu lực lượng, mà nữ oa kia, võ học không hề tinh, chỉ là có chút thiên phú thôi, nàng tông môn tổ sư gia ở ta trong mắt, cũng không quá ngươi ngươi. Thủ trận người tùy ý cười to, nhìn về Tuyết Cơ ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi! Tuyết Cơ mâu gian lóe lên sát ý, tông môn tổ sư gia, tên trước mắt làm sao sẽ biết được. Thiên linh tông bất quá vứt đi mà thôi, chung quy đi về phía đường cùng. Thủ trận người vô tình nói. Ngươi im miệng! Tuyết Cơ cố nén đau đớn, tức giận nàng lần nữa tiến lên đón thủ trận người, đại lộ liên hình thức ban đầu lại hiện ra, cưỡng ép tăng lên hơi thở. Oanh! Tiếp liền mấy trưởng đánh ra, làm thiên địa biến sắc trưởng phong nhẹ nhàng hất ra liền hư không, đầy trời sấm sét gào thét, cực kỳ kinh khủng. Nhìn lại vậy mái tóc dài như thác thủ trận người thân hình từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn, chưa từng có nửa bước dao động, liền né tránh đều là chưa từng. Mặc cho Tuyết Cơ bá đạo vô cùng lực lượng chiếu nghiêng xuống đập xuống ngực, hắn đều là mặt không đổi sắc, liền rủ xuống sợi tóc đều không từng bay lượn tung bay phân nửa. Đầy trời sấm sét tựa hồ kiêng kỵ kỳ thế, không dám đánh xuống. Tốc độ không đủ, cưỡng ép tăng lên lực lượng, nhược điểm quá nhiều, khó mà thành khí. Thủ trận người lắc đầu một cái. Thiên linh tông duy nhất cầm được xuất thủ, cũng chính là môn hạ cô gái dung mạo rất phong phú, miễn cưỡng âm áp giường không tệ. Hắn cười lớn một tiếng, trong cơ thể một đạo thần thì phún ra ngoài, hóa thành một chuôi thần kiếm đem Tuyết Cơ tử hư không chém xuống. Uy thế. So với lúc trước vô chủ lúc chín thần kiếm trận, uy năng tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Oanh! Diệp Thần một kiếm đem thương khung cuốn lên một đạo sâu không thấy đáy chỗ rách, lấy không giữa khe hở làm thuẫn, đỡ được thủ trận người một kiếm. Để ta đi, ngươi không phải tên này đối thủ. Diệp Thần hướng về phía Tuyết Cơ khẽ nói, nhìn thiếu nữ này hàn xương ý lại ý định giết người không giảm ngược lại sâu hơn gương mặt, không biết nói những gì, Tuyết Cơ lại là buông xuống chấp niệm, lúc này lui ra. Cái này thế gian, mạnh hơn các ngươi lớn sinh linh còn có quá nhiều, thực tế, đáng đời bị diệt. Thủ trận người hời hợt nói. Ngươi là người nào? Diệp Thần nói. Ta tên Cửu U.
năm đó ta nhưng mà diệt giết không ít thái thượng công đức chiến thiên tài. Cửu U cười một tiếng, tựa hồ này cùng huy hoàng chiến tích, không đáng giá để ra. Đạo linh lửa mà lại ở tay ngươi trên, xem ra chưa tính là hạng người vô danh, ngươi tới nơi đây, cũng là vì cái vật kia. Cửu U ánh mắt như có như không liếc về phía Diệp Thần sau lưng, cũng chính là trung tâm quảng trường chỗ tòa kia tinh thần cung điện bên trong. Cái vật kia. Diệp Thần sắc mặt không hề bận tâm, nhưng trong lòng thì nhấc lên sấm sét vạn quân, hắn vì tìm Chu Huyên tới, hắn mục đích chính là tà kiếm cửu tà long chu hồn kiếm, nhưng dưới mắt xem ra, ngôi sao này cung điện bên trong có dấu đại bí. Liền Cửu U như vậy ngạo thị hoàn vũ tồn tại cũng tới tranh đoạt. Ta nói Thiên Linh Tông trẻ tuổi một đời cũng khá nổi danh đệ tử hẳn chết hết mới đúng, tại sao lại nhô ra một bé gái? Xem ra có người lại kéo dài hơi tàn xuống. Bất quá cũng không sao. Cửu U tự giễu vậy cười một tiếng, nói, thằng nhóc, nơi này truyền thừa ngươi định trước không nhìn lấy được, đó là ta. Ra nơi đây, cung điện bên trong hết thảy lại không. Oanh! Giờ khắc này, Diệp Thần ra tay, hắn nhìn thấu Cửu U sát ý, Thiên Linh Tông đệ tử từng bị giết tuyệt, người này cùng Tuyết Cơ thủ sợ rằng không cản. Trọng yếu hơn chính là, người này tựa hồ từng giết Thái Thượng Công Đức Chiến người dự thi. Cái này bên trong chẳng lẽ còn có cái gì năm xưa bí mật? Tử Hoàn Đại Đế, mượn ta lực lượng. Luân hồi mộ địa mộ bia chấn động, ánh sáng tím lóng lánh, Tử Hoàn Đại Đế bóng người hiển hóa đi ra. Tựa hồ biết Diệp Thần trước mắt phiền toái, Tử Hoàn Đại Đế đem cả người linh khí năng lượng, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trên mình. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần cả người tử mang bạo tăng, hơi thở tăng vọt. Ồ, người trên mình vẫn còn có người khác hơi thở. Thật quen thuộc hơi thở. Cửu U tựa hồ phát giác cái gì? Luân hồi diệt thiên trảm. Một kiếm này, là kết hợp Tử Hoàn Đại Đế lực lượng một kiếm. Diệp Thần không có dùng thần hy chi phong, mà là lựa chọn luân hồi thiên kiếm. Một kiếm xuyên thủng sống chết, khám phá luân hồi. Đầy trời thời gian mảnh vỡ ở bay tán kích động, trung tâm quảng trường giờ phút này hoàn toàn lâm vào là chiến trường, giống như một tấm bị xé nát ảnh chụp vậy, thiên địa đảo huyền, hình ảnh ngưng. Chín tầng trời mây cùng bụi bẩm tướng khuấy hóa thành đất vàng, bốn phương mặt đất phát ra đám mây hơi thở, tiên cơ hội lúc ẩn lúc hiện. Vô tận thời không mảnh vỡ cuốn lên kiếm ý gió bão, trong đó nạp hết sức thiên địa vạn vật, hướng Cửu U cuốn tới. Cho dù là lúc trước đối chiến minh linh hư không thú, thủ đoạn như vậy cũng là bị Diệp Thần coi là đòn sát thủ, làm sao cùng lá bài tẩy sử dụng. Mà nay giơ tay lên chính là lấy luân hồi thần thông đối địch. Có thể gặp Cửu U khủng bố, cho hắn áp lực đã đến điểm giới hạn. Trong nháy mắt, Cửu U giữa trường khép mở, trên đỉnh đại lộ hơi thở ngưng tụ hóa thành một cái như ẩn như hiện năm móng rồng thần quanh quẩn, có vô thượng uy thế. Chém vận. Đầu ngón tay nhẹ một chút, khí vận hóa rồng làm một đoàn ánh sao nổ tung, sau đó cùng tản đi còn có tự thân hết thảy. Diệp Thần kiếm ý ngay tức thì mất đi mục tiêu, đầy trời thời gian mảnh vỡ không khác biệt cuộn sạch cả tòa quảng trường. Trên hư không Cửu U vậy giống như cỏ cây vậy bị biến dạng. Càn khôn hồi sinh. Đợi đến hết thảy quy tịch, một tiếng lạnh nhạt tiếng hò hét vang lên, càn khôn điên đảo, lúc trước vậy tùy cùng kiếm ý gió bão cùng lâm vào là mảnh vụn Cửu U lại lấy trôi ra thái độ lần nữa ngưng hình. Năm móng rồng thần hư ảnh lại xuất hiện, hắn hạ Cửu U thân hình quay về gộp lại, không chút tổn hao nào. Diệp Thần cũng là chăm chú nhìn nói, người thật rất mạnh. Lấy càn khôn lực tái tụ đạo thân, thật là thủ đoạn. Cửu U nhưng là khẽ gật đầu một cái, nói trưởng càn khôn không dễ, nếu không phải ngươi luân hồi ý chí ảnh hưởng thiên địa, càn khôn cũng không như vậy tùy tiện đổi ngược. Hai người đối mặt, cách nhau không xa, thậm chí đã không thấy rõ mặt mũi của đối phương, mơ hồ cực kỳ. Đó là ý chí lực lượng ở chống lại, nhìn như không hề bận tâm, thực thì dòng nước ngầm phun trào, nếu là có bất kỳ sinh linh đến gần. Cũng sẽ ở trong phút chốc bị nghiền làm bùn máu. Diệp Thần cùng Cửu U hơi thở dẫn động thiên lôi, lăn lăn sấm sét màu tím quanh quẩn chín tầng trời, hội tụ thành biển, tích tích rớt xuống. Hàm chứa đại lộ quy tắc phá hoại lực, hướng Diệp Thần cùng Cửu U phun trào tới. Đạt được lôi bia Diệp Thần vốn là không sợ tầm thường sấm sét kiếp, nhưng giờ phút này vào cơ thể, đại đạo ăn mòn vậy ở trong người phá hư hắn kinh mạch, giống như con kiến từng bước xâm chiếm vậy khó nhịn. Không gian một bên kia cuối Cửu U thân hình vững vàng, chín đạo thần thì xông ra bên ngoài cơ thể, hóa thành chín chuôi thần kiếm dẫn động sấm sét hội tụ quanh quẩn,
trên đỉnh rồng thần chiếm đoạt sấm sét, phiến phiến vảy sụp đổ vỡ vụn không ngừng chóc ra. Có thể thấy hai người cũng đang chịu đựng đại đạo ăn mòn. Thiết ngai vàng. Diệp thần vung tay lên, thiết ngai vàng phá không bay ra, chấn rơi vào trong hư không, tản mát ra vô biên vô tận sức hấp dẫn. Đạo linh lửa. Diệp thần hét lớn một tiếng, áo dài vù vù vang dội, da thịt dưới, lửa hoàng xăm tựa hồ bị lôi đình lực đốt sinh mạng vậy, ở hắn quanh thân ngao du. Thu. Một cái thần hoàng phá thể, chỉ là tiền ánh sáng màu đỏ tránh rồi biến mất, thần hoàng chính là tản đi, tràn đầy ánh sáng nóng rực sáng lên, nhiệt độ kinh khủng ở trong nháy mắt đem sấm sét ngưng tụ thành minh mông cũng toàn bộ bốc hơi. Suy. Một đoàn tiền ánh sáng màu đỏ bọc Diệp thần. Thời khắc này hắn phảng phất mặt trời vậy chói mắt, trong nháy mắt bước động bước chân, quyền phải xúc lực, trực kích cửu u ấn đường, Diệp thần muốn một lần hành động xuyên thủng thần hồn, chém chết người này. Oanh! Cửu u thân hình bạo lui, như thác vậy mái tóc dài bay múa đầy trời, căn căn đâm thủng hư không, liền tóc đều ở đây phát lực. Hắn tay phải nắm lại, chín đạo thần thì phúc tại quyền thượng, cửu sắc ánh sáng lượn lờ quanh quẩn, mỗi một chuôi thần kiếm đều là ở ông minh. Đây là cửu u đi chơi thế gian, thu thập chín chuôi tuyệt thế thần kiếm, lấy phương pháp bí truyền luyện chế mà thành, mỗi một chuôi sử dụng, đều đủ để chém chết tiên quân cường giả. Hôm nay cửu kiếm toàn bộ phòng ngự, đối kháng Diệp thần. Oanh! Một tiếng nổ vang, phảng phất cả tòa thế giới đều ở đây bạo tán, liền bụi bậm bên trong đều là thấm ra truyền khắp thế gian sóng âm, một tầng tiếp một tầng, xuyên qua thiên địa. Không gian mất đi, thấy được một chút hỗn độn khí tức thấm ra. Cực kỳ kinh khủng. Không biết qua bao lâu, chân trời một góc đẫm máu, giống như sinh linh từ màn trời chiếu nghiêng xuống máu, không biết là Diệp thần vẫn là cửu u. Vết nứt không gian một góc trong mảnh vụn, Diệp thần nửa người chảy máu, căn căn xương trắng vết nứt, xương bể chỗ bền bị dính mang thịt vụn, cái này còn là gây dựng lại thịt sau lưng thảm trạng. Mặt đất bên trên, một cái đầu lâu cô lỗ lỗ lăn xuống ở một bên bụi bặm bên trong, nửa bên đã vỡ vụn, mơ hồ không chịu nổi. Một nửa kia một cái màu vàng kim con ngươi ngậm tức giận, trong nháy mắt, chính là cửu u. Diệp thần. Tuyết cơ từ trong hư không lộ ra thân hình tới, gặp đến thời khắc này hai người thảm trạng, hơi khiếp sợ. Hô! Lại qua không biết bao lâu, Diệp thần sắc mặt trắng bệch, thân hình phiêu diêu rớt xuống hư không, hắn chống đang hết bệnh hồi phục thân thể, nếu không có tuyết cơ đỡ, sợ thì không cách nào đứng. Đã bố trí xong. Yếu ớt Diệp thần nhẹ giọng hỏi nói. Nói bất quá mấy chữ, khóe miệng đã là dâng lên tia máu, tích tích rớt xuống. Còn cần một hồi. Tuyết cơ đáp. Ừ. Một cổ động trời hơi thở hồi sinh, cửu u từ bụi bặm bên trong phóng lên cao, hắn trạng thái giống vậy cũng không khá hơn chút nào, tái nhợt sắc mặt tựa hồ nhưng là càng lộ vẻ non nớt. Quanh thân lượn quanh chín đạo thần thì thôi đi thứ bảy, chỉ có hai đạo yếu ớt thần mang còn ở vần quanh, ánh sáng ảm đạm, tùy thời cũng sẽ tắt, hô hấp vô cùng không ổn định. Đáng ghét. Ta là bất bại quân vương. Lần nữa mạnh chống đỡ, cửu u bạo tán ra kinh khủng lực lượng, nhưng sinh mệnh lực nhưng là gấp đi nữa tốc hạ xuống, hắn vì tôn nghiêm, ở thiêu đốt sinh mệnh. Diệp thần thấy vậy, cũng là tức giận bên trong đốt, không để ý hết thảy thiêu đốt luân hồi máu tươi. Rào rào. Màu đen lửa cháy mạnh từ Diệp thần cánh tay phải giấy lên, ngọn lửa bất diệt ở tầm ăn thịt của hắn thân, đồng thời vậy tản ra kinh khủng chập chờn. Hai người lần nữa không để ý hết thảy liều chết xung phong, dư âm một sóng không rơi một sóng hồi sinh, thiên địa bắt đầu chấn động. Chính là hiện tại, tuyết cơ, động thủ. Tán. Tuyết cơ một tiếng quát to, lấy bí pháp dung chuyển càn khôn, Diệp thần cùng cửu u tập kích bất ngờ mấy bước tới giữa, cửu u thân hình không ngừng biến ảo, một bước tạm thời quang. Oanh. Diệp thần một quyền oanh trên mặt đất, đập ra một vực sâu không đáy, hắn hạ vô số vong linh tựa hồ ở kêu rên. Hắn xoay người hướng về phía tuyết cơ, khẽ mỉm cười. Thành công! Diệp thần trên mặt rốt cục thì treo lên nụ cười. Càn khôn lại nghịch, cung điện khảo nghiệm thông qua. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Diệp thần cùng tuyết cơ hai mắt nhìn nhau một cái, lớn như vậy trung tâm quảng trường, chẳng biết lúc nào, đã khôi phục bình tĩnh. Vẫn là lúc trước tòa kia trên quảng trường, nhưng là nghiêm túc vậy xào xạc rất nhiều, không gặp chút nào cỏ cây sinh linh. Yên tĩnh làm người ta phát hoảng. Bước ra một bước văng lên bụi bặm đều là có chừng mấy trượng, có thể gặp kinh niên tới, nơi đây cũng không có dấu người, cùng lúc trước đặt chân lúc quỷ dị so sánh, hơn nữa chân thực,
nơi này mới thật sự là tinh thần cung điện trước, thí thần trong địa ngục tim. Ồ, ngươi! Tuyết Cơ kinh ngạc nhìn về Diệp Thần, lúc trước đánh một trận, thương thế rất nặng, Diệp Thần một kích tối hậu lại là thiêu đốt máu tươi, giờ phút này sao sẽ? Hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này mới coi là chân tránh phá trận. Diệp Thần bước ra một bước, lảo đảo mới ngã xuống đất, Tuyết Cơ thấy vậy vội vàng muốn lên trước đỡ, lại bị Diệp Thần khoát tay một cái ngăn lại. Nhìn vòng quanh bốn phía, lúc trước bên trong trận pháp chín thần kiếm vậy không có tung tích gì nữa Khả Tuần. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là liên hoàn trận pháp, nếu không phải ngươi nhắc nhở trong trận thời không gian không cùng, ta cũng không tìm được phương pháp phá cuộc. Tuyết Cơ cũng là đặt mông tê liệt ngồi ở đất, nàng hao tổn không thể so với Diệp Thần nhỏ, nhất là tâm thần, giờ phút này thoát khỏi nguy hiểm, cũng là truy hỏi nói kết quả này chuyện gì xảy ra. Ta vốn cho là phá trận, có thể cho đến cửu u xuất hiện, người hủy diệt giọt máu, hắn lập lại đỉnh cấp. Ban đầu cho là giọt máu lực lượng, có thể thấy chín thần kiếm lại xuất hiện, ta cũng biết, chúng ta liền trận thứ nhất đều không từng phá vỡ. Tuyết Cơ đây là bừng tỉnh hiểu ra. Nói tiếp, cho nên ngươi ban đầu vận dụng luân hồi lực lượng, nhiễu loạn càn khôn bố trí, để cho ta lấy bí pháp ở đối phương thời điểm suy yếu nhất phá cuộc. Vừa nghĩ tới này, Tuyết Cơ chính là trong lòng rét một cái, kịch liệt như vậy chiến cuộc, may là lấy nàng ở thái thượng thế giới sông sáo tâm thần, đang đối mặt không thể đoán chín thần kiếm trận lúc đều có trong nháy mắt dao động, mất trí. Có thể Diệp Thần lại, toàn lực ứng phó đồng thời, đang đối mặt cửu u như vậy yêu nghiệt kịch chiến đồng thời. Còn đang bố trí. Cái này, cực kỳ khủng bố. Cũng may không phải kẻ địch. Tuyết Cơ lẩm bẩm một lời, Diệp Thần nhưng là quay đầu hỏi, người nói gì sao? Thiếu nữ vội vàng khoát tay một cái nói sang chuyện khác, nơi này rốt cuộc có cái gì truyền thừa? Diệp Thần nhìn về cách đó không xa tinh thần cung điện thật lâu không nói, như vậy cửu u nói không giả, nơi đây cửu u ở nhiều năm trước cũng đã đặt chân qua, mà trên quảng trường. Cũng không vậy vỡ nát thần kiếm tàn phiến, nói cách khác. Người nói là, mới vừa giao thủ cái tên kia, chỉ là một đạo tàn hồn. Là trận pháp kia nơi khắc xuống năm xưa cảnh tượng. Không đúng không đúng, tên kia rõ ràng có thể cùng chúng ta câu thông. Tuyết Cơ nghe được Diệp Thần thuyết pháp này, cũng là lắc đầu hủy bỏ nói. Thiên Linh Tông tiền bối có từng nói tới người này. Không từng nghe nói, nhưng hắn nói chuyện, nhưng là không giả. Tuyết Cơ khoát tay một cái, tỏ ý Diệp Thần không muốn truy hỏi. Thời đại kia chuyện, ta bất tiện nhiều lời, người vậy chớ có hỏi lại. Được rồi, đúng như tên kia nói, lấy hắn thực lực, đoạt cái này cơ duyên không khó, tin tưởng truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, nếu không, nơi đây cũng sẽ không yên tĩnh lâu như vậy, trước hay là tìm Chu Uyên muốn chặt. Diệp Thần đang muốn dậm chân trước tìm, Tuyết Cơ trên mình một đạo hơi thở nhưng là hấp dẫn hắn dừng bước. Ừ. Là Thiên Linh Ngọc Ấn. Tuyết Cơ cũng là lúc này sửng sốt một chút, chợt chỉ thấy bên hông đối với Ngọc Ấn đổ ánh hư không, chính là Thiên Linh Tông chí bảo, ngày xưa chia làm hai, hôm nay bị Tuyết Cơ tìm được Thiên Linh đạo nhân di thể, vật này cũng coi là hoàn bích quy triệu. Thiên Linh Ngọc Ấn có thể cảm giác không gian màn hình, ở chúng ta bầu trời, có một nơi không biết không gian. Tuyết Cơ thận trọng nói, chỗ này là thật tà môn, trước chính là đặt chân liền nơi đây. Gặp phải cái này liền vòng pháp trận, thiếu chút nữa gặp cướp, hôm nay gặp lại không biết màn hình, nàng không dám kết luận bừa. Mở ra xem, chúng ta không đi vào là được. Diệp Thần mặc dù cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng có thể dùng đầu mối tuyệt không thể bỏ qua, mặc dù trước có Thanh Linh kiếm làm dẫn, nhưng đặt chân nơi đây sau đó, nhưng là nửa điểm mà Chu Uyên bóng dáng đều không từng nhìn gặp. Đây cũng không phải là một cái tốt điểm. Khải. Nghe được Diệp Thần đáp ứng, Tuyết Cơ đầu ngón tay một giọt máu tươi hô ứng Thiên Linh Ngọc Ấn, màu tím ánh sáng rực rỡ nháy mắt tức thì tách thả ra cùng hư không, rạch ra một đạo lỗ hổng. Chú ý! Ta đi xem, người ở chỗ này chờ, nếu có dị động, không cần để ý ta, lập tức đóng cửa không giữa khe hở. Diệp Thần chỉ là dặn dò một tiếng, không cùng Tuyết Cơ đáp lại, tay cầm luân hồi thiên kiếm chính là phù diêu lên. Xuyên thấu qua trong hư không một đạo lỗ hổng. Loáng thoáng có thể gặp trong đó chính là một nơi cổ cảnh, có đình đài lầu các, nhưng lại không có không rõ hơi thở. Vạn không thể khinh thường, tinh thần cung điện trước kia cũng là như vậy trật tự. Diệp Thần nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại một câu, làm bộ liền muốn tìm trong người mà qua. Vèo! Trước mắt đến một cái bóng đen bỗng nhiên lúc này đập xuống,
bất ngờ không kịp đề phòng, liền Diệp Thần đều là chưa từng cảm nhận được hơi thở. Không nên động thủ. Khi nhìn rõ người sau đó, Diệp Thần vội vàng quay đầu hướng về phía dưới đang muốn động thủ Tuyết Cơ hò hét nói. Ừ. Tuyết Cơ sửng sốt một chút, chợt trong tay giết mang liếm hết sức, thấy Diệp Thần đem vậy không giữa khe hở bên trong rơi xuống bóng người trong ngực xuống, nàng vội vàng tiến lên nhìn xem. Một bộ áo xanh bộ dáng thư sinh thiếu niên, ước chừng so Diệp Thần còn muốn còn trẻ chút, trường sam bên trên có mấy tia màu máu, rất rõ ràng chiến đấu dấu vết, không người nào ngại, nhưng là lâm vào hôn mê. Đây chính là ngươi muốn tìm bằng hữu. Tuyết Cơ đầu ngón tay nhẹ một chút môi mỏng, tùy ý nàng muốn phá óc cũng không rõ ràng, vì sao giới này ở giữa thiếu niên sẽ cùng Thiên Linh Tông Ngọc Ấn phát sinh cảm ứng, Diệp Thần người muốn tìm cứ như vậy tuồng tính có hiện tại trước mắt. Không sai, chính là hắn, Chu Uyên. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, còn như Thái Thần, hắn ngược lại không lo lắng, dẫu sao một vị vô lượng cảnh cường giả, dù là không địch lại, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cùng với cao nhất thần thông đều là nhiều vô số kể. Cùng hắn tỉnh lại, lại đánh nghe tình huống cụ thể đi. Diệp Thần cũng là nhìn thấu Tuyết Cơ con người giữa nghi ngờ, liền hắn cũng là kinh ngạc, Chu Uyên vì sao sẽ xuất hiện ở Thiên Linh Tông Ngọc Ấn cảm ứng được một nơi khó hiểu bên trong không gian. Nhìn dáng dấp, thằng nhóc này vậy bị chút tổn thương, so với lúc trước che chở mình cùng vậy vạn thú lúc chiến đấu, trên mình cũng là bằng thêm không thiếu vết thương. Bất quá cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Không biết qua bao lâu. Hụ hụ, ho. Chu Uyên ngực đột nhiên kịch liệt phập phồng, giống như là kìm nén một cái kinh niên không tiêu tan hơi thở, sắc mặt tăng được đỏ ửng. Diệp Thần, hắn thế nào? Tuyết Cơ lo lắng nhìn về Diệp Thần, nhưng thấy cái trước chỉ là nhẹ nhàng khoát tay một cái, nhẹ giọng nói. Không sao, thằng nhóc này thể chất đặc thù, là muốn tỉnh. Vừa dứt lời. Chu Uyên đóng chặt con ngươi chính là thong thả mở ra, thở một cái chọc khí, kịch liệt phập phồng ngực xu hướng tại bình tĩnh, hùng hùng hổ hổ nói, hết thảy các thứ này lại là giả. Kém điểm chúng nói. Ồ, công tử. Chu Uyên thấy Diệp Thần đầu tiên nhìn, đầu tiên là mâu gian thoáng qua một vẻ vui mừng, toàn cho dù là tàn khốc hô. Đầu tiên là sư tôn, lần này lại là công tử, ta đây muốn xem ngươi chơi thủ đoạn gì. Chu Uyên thân hình ngay tức thì bạo khởi. Một quyền hướng Diệp Thần cùng Tuyết Cơ đánh tới, tay phải phủ cốt tách thả ra ánh sáng rực rỡ, ông minh tiếng va chạm thương khung, từng đạo sấm sét sử dụng. Này, người này tại sao như vậy à? Tuyết Cơ thấy Chu Uyên quyền phong bao gồm vô cùng sát ý, lúc này liền là tiến lên trước một bước, sau lưng không có dễ liên phiến cánh hoa múi làm nhận, bắn tung tóe ra. Yêu nữ! Chu Uyên ánh mắt run lên, trước mắt cô gái, thực lực khá là không tầm thường. Vậy cùng ánh hư không không màu hoa sen, lại mơ hồ có một chút đại đạo uy áp. Phải biết, nơi này chính là thí thần địa ngục. Oanh! Lau một cái thanh quang ở chân trời tách thả ra, ngang trời xuất thế kiếm mang nháy mắt tức thì kinh hồng điệu múa, chém ra nửa bên thương khung, kể cả mặt đất đều là lan tràn ra một cái khe hở, thiên địa sợ hãi. Keng! Một thanh kiếm phong băng liệt đạo lỗ hổng, trường kiếm đóng vào Chu Uyên cùng Tuyết Cơ trước mắt hai người, tách rời ra chiến trường. Vẽ đất làm tù. Ừ, Thanh Linh kiếm, thật sự là công tử. Chu Uyên quanh thân sát ý trong nháy mắt tan hết, hơi có vẻ trẻ trung gương mặt bên trên treo nhàn nhạt lúng túng, gãi đầu một cái nhìn về Tuyết Cơ, ách. Cái đó, đều là hiểu lầm. Tuyết Cơ tức giận mắt liếc Chu Uyên, người mới vừa kêu ta cái gì. Ánh mắt của cô gái chừng được xem chuông đồng, một bên Diệp Thần cau mày nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người có thái thần tiền bối tin tức. Từ mới vừa Chu Uyên mất trí cử chỉ lời nói tới xem, tiến vào cái này thí thần địa ngục tới nay, không có chút nào tung tích thái thần, giống như là nhân gian bốc hơi vậy. À, ta đạp một cái đủ nơi đây. Chu Uyên đem mình gặp gỡ nói liên tục. Lúc đầu, lúc trước vì giúp Diệp Thần thoát khốn, Chu Uyên đạp nghịch hướng truyền tống trận sau đó, chính là bất ngờ đi tới ngôi sao này cung điện trước, vừa vào trung tâm quảng trường, chính là nghe được thái thần chỉ dẫn. Một giới khác bên trong, Chu Uyên như có như không cảm nhận được liền mình sư tôn hơi thở, chính là không để ý hết thảy toàn lực mở ra kết giới, xông vào trong đó. Thân hình một khóa giới, chính là cùng theo không gian đồng thời bị giam cầm, nhúc nhích không được, ở đó phiến bất động lãnh vực bên trong, đại lộ quy tắc vạn cổ làm hắn khổ không thể tả. Nếu như Diệp Thần tới trễ một chút nữa, nói không chừng thật muốn xảy ra chuyện. Ngươi không có gặp phải trận pháp.
Tuyết Cơ kinh ngạc hỏi nói, nếu hắn dẫn đầu đặt chân quảng trường, vì sao có thể tránh? Một bên Diệp Thần mở miệng nói, thằng nhóc này thể chất đặc thù, những thủ đoạn này, không đối phó được hắn. Tuyết Cơ nhưng là bĩu môi khinh thường, rất hiển nhiên, nàng đối với Chu Uyên trước kia gọi, vẫn cảnh cảnh tại trong lòng. Thật có như vậy mạnh mẽ ra hỏa. Ở nghe nói Diệp Thần đám người gặp gỡ sau đó, Chu Uyên cũng là không khỏi được trước mắt sáng lên, cái này võ si, sức lực lại nổi lên. Chỉ bằng ngươi, Tuyết Cơ hừ lạnh một tiếng, vậy cửu u một trưởng chính là có thể đưa ngươi vào địa ngục. Vậy cung điện bên trong, có cổ quái. Diệp Thần cũng không để ý gì tới sẽ hai người khác cãi vã, thương thế khôi phục 7-8 sau đó, hắn chính là đứng dậy chăm chú nhìn, nhìn về sau lưng cách đó không xa vậy gần trong gang tấc cung điện. Chu Uyên nghe được lời của công tử, cũng là phụ họa nói, không sai, lúc trước ta cảm ứng được sư tôn hơi thở, cũng là nó dở trò quỷ. Ba người tranh luận một phen, quyết định hướng cung điện chỗ sâu xuất phát, vừa thấy kết quả. Trên đường đi cũng không lần nữa thiệp hiểm, rất thuận lợi đi tới cung điện phụ cận, ngôi sao kia nơi chế tạo vạn trượng thiên môn không gặp toàn cảnh, chỉ là mong được một góc liền làm người ta lòng vẫn còn sợ hãi. Ba người dừng chân ngắm nhìn, trước mắt gần ngàn đài bạch ngọc nấc thang một đường phù diêu, chỗ cuối chính là vậy khoáng đạt vô cùng cung điện. Kéo kẹt, Chu Uyên bước ra một bước, chỉ gặp dưới chân bạch ngọc phẩm chất nấc thang, thấu lượng ngọc thạch bên trong, tí ti đỏ thẫm như máu rỉ ra, cùng lúc đó, bên tai vang lên ngất trời hét hò, gào thét cùng đau uống không ngừng. Diệp Thần chỉ thấy được bước ra một bước Chu Uyên sững sờ tại chỗ, cũng đã cảm giác được xảy ra chuyện, vừa muốn có động tác hắn thấy Chu Uyên đã là thất khiếu bốc khói, thẳng lộ ra thân hình liền muốn cứu. Vèo, yên tĩnh ở giữa thiên địa, lâng lâng mà qua một đạo thanh khí, nhẹ nhàng thổi phất dưới, Chu Uyên thân hình giống như đạn đại bác vậy bắn ra, trùng trùng nện xuống nấc thang. Đáng chết, Chu Uyên thấp giọng đau uống, vùng vẫy đứng dậy. Diệp Thần nhưng là con người đông lại một cái, nhìn về phía hư không, nhẹ giọng nói, đa tạ các hạ ra tay, xin hiện thân vừa gặp. Ha ha ha, thật là nhạy cảm khứu giác, lần này hậu sinh cửa đáng sợ à. Hư không từng cơn vặn vẹo, một vị tiên phong đạo cốt bộ dáng cụ già từ hư không màn sân khấu sau hiện thân, tay áo vung tay lên, lấy tường vân làm thang, chậm rãi đi xuống. Dám hỏi tiền bối là ai? Diệp Thần nhẹ giọng hỏi. Phòng bị chi tâm nhưng là chưa từng buông xuống, ở nơi này thí thần địa ngục bên trong, nhất là quỷ dị này cung điện trước, bất cứ sinh vật nào đều không phải là tốt chung đụng tồn tại. Như là tới từ không không lúc nào không, là địch hay bạn còn thật không nhất định. Dẫu sao chí cao ý chí sáng lập luân hồi sáu giới tới mai táng luân hồi. Cụ già đầu tiên là trên dưới quan sát một chút Diệp Thần, vẻ tán thưởng không thêm che giấu, nói, đời này còn sống phá vỡ trận pháp, ngươi là người thứ nhất. Ồ, trên mình ngươi có Nhâm tiểu tử hơi thở. Diệp Thần nghe được Nhâm tiểu tử cái này ba chữ, liền biết đối phương nói đúng Nhâm phi phàm, chẳng lẽ Nhâm tiền bối cũng đã tới nơi này. Tiền bối, ngươi biết Nhâm phi phàm? Diệp Thần hỏi. Lão nhân cười cười, nhẹ khẽ gật đầu, coi như là trả lời Diệp Thần cái vấn đề này. Rồi sau đó hắn nhìn về phía Tuyết Cơ, đối với một bên Tuyết Cơ, cụ già tựa hồ biết được người phần, thở dài một tiếng nói, Thiên Linh Tông mệnh đồ đa xuyến. Nếu là không có xuất hiện cái đó chuyện, sợ rằng hôm nay cũng sẽ không vạn khư xưng bá, bất quá, đến đây còn có như vậy hậu bối kéo dài hương khói, thực là không dễ. Còn như Chu Uyên, cụ già không ta đánh giá, nhưng trong giơ tay nhấc chân, dư quang nhưng là chưa từng rời đi hắn. Ta bất quá là canh giữ ở điện này đường tiền một luồng ý chí thôi, rất nhanh thì phải tiêu tán. Tuyết Cơ kéo một cái Diệp Thần một góc ống tay áo, nhẹ giọng nói. Nghe thượng cổ đại năng tỏa hóa trước, sẽ đem truyền thừa tích chữ đời, gác lại có tư cách hậu bối. Đồng thời bọn họ sẽ đem một món thiên địa ý chí giam giữ hóa linh, ở chỗ này trấn thủ truyền thừa, trước mắt vị này, chỉ sợ không phải người sống. Diệp Thần tự nhiên biết hết thảy các thứ này, nhưng vậy làm bộ gật đầu một cái, Tuyết Cơ dẫu sao lần đầu tiên đi ra, lịch duyệt chân thực quá cạn. Cụ già hòa ái cười một tiếng, hướng về phía Tuyết Cơ nói, Thiên Linh Tông bé gái nói không giả. Bất quá thế sự biến đổi, liền ta cũng muốn tiêu tán. Tốt ở giây phút sau cùng, có thể được thấy vậy ưu tú con em đời sau, cũng coi là không chịu nơi nhờ. Diệp Thần con ngươi híp lại, hắn vẫn là rất tò mò cửu u rốt cuộc muốn cái gì. Nơi này truyền thừa, vẫn là nói cái khác. Cụ già tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần nghi ngờ,
cười nói, đứa nhỏ, có cái gì thẳng hỏi chính là, cũng coi là ngươi ở lão phu tiêu tán trước, giải buồn. Nơi đây đã rất lâu không gặp người hành động, liền ta cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm. Tiếng cười bên trong hơi có vẻ tịch mịch, bình tĩnh như nước trong mắt ngồi xem đầy trời tinh thần lóng lánh. Trận pháp kia người trong, ta cùng chi giao tay là thật. Diệp thần hỏi một chút. Giả tưởng thôi, cung điện chủ bày ra trận pháp lưu cất cổ kim tới đây người chiến đấu trí nhớ. Diệp thần nhưng là truy hỏi nói, vậy hắn nói, là thật là giả. Cụ già chỉ là lắc đầu một cái, liền hắn cũng không có cho ra câu trả lời rõ ràng. Cổ kim người đến, nói cách khác, nhiều năm trước thật có cửu u người này đặt chân cung điện. Diệp thần hỏi ra mình quan tâm nhất vấn đề. Cụ già thâm thúy con người không hề bận tâm, giờ phút này không nhìn ra bất kỳ tâm trạng biến hóa, hắn chỉ là nhẹ khẽ gật đầu nói. Không sai, thật có người này. Chính là năm đó thái thượng thế giới cực kỳ chói mắt thiên tài. Chợt nhìn một chút Diệp thần, nói tiếp, thằng nhóc ngươi cũng không tệ, có thể cùng lúc còn trẻ cửu u chiến tới kiệt lực, tương lai thành liền không thể giới hạn. Lại xem thiên tượng, cụ già con ngươi bên trong lần đầu tiên có vẻ không hiểu, lẩm bẩm nói, kỳ quái, ta lại không cách nào xem mặc một cái bách già cảnh tiểu tử. Ngươi đang nói láo, cửu u rõ ràng đã cướp đi nơi đây truyền thừa, vì sao ngươi thượng còn ở này? Diệp thần một lời ra, trong mắt bên trong sạch bóng tách ra ra. Tuyết cơ cùng Chu Uyên hai người cũng là thời gian đầu tiên kéo ra khoảng cách, giữ phòng bị. Theo lý mà nói, truyền thừa có nơi quy tụ, người liền hẳn tiêu tán mới là, chẳng lẽ là chấp niệm làm kỳ thành liền tà hồn. Tuyết cơ nhưng mà chính mắt nhìn gặp qua cửu u thủ đoạn, lấy người kia tư chất, truyền thừa tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay, hơn nữa hắn có tuyệt đối thực lực thừa kế. Như vậy dưới mắt cụ già, tất nhiên có vấn đề. Ha ha ha, Thiên Linh Tông bé gái. Nếu không ngươi lấy là ta vì sao sẽ đi về phía đường cùng? Truyền thừa không có chủ, ta lại sao sẽ sợ năm tháng trôi qua tiêu tán? Cụ già cười ha ha một tiếng, ngồi xếp bằng thân hình cũng không có chút nào hốt hoảng, cũng không dậy bất kỳ ngạt niệm. Diệp thần không khỏi nghi ngờ, trước mắt tên này, rõ ràng đã là đến đèn cạn dầu bước, tùy thời có thể tiêu tán. Năm xưa vị kia cao nhất pháp, quả thật đã bị cửu u mang đi. Cụ già nhẹ giọng nói. Bất quá, chỉ là thượng thiên. Diệp thần nghe vậy sửng sốt một chút, cao nhất pháp chia làm hai. Cửu u chỉ mang đi hơn nửa bộ phận, như vậy nửa phần dưới vẫn còn ở nơi này. Diệp thần cau mày, lẩm bẩm nói, cái này nói không thông. Năm xưa trong điện đường, chỉ có thượng thiên lưu tích chữ, đáng tiếc cướp đi người nó cũng không biết, ở sau đó, sáu đạo cung điện chính là biến mất. Vị kia từng nói, thượng thiên đại thành cực cảnh. Cung điện liền sẽ tái hiện thế gian. Lão nhân nói ra trong đó chân ý. Diệp thần không khỏi được hoảng sợ, đây cũng chính là ý nghĩa, cửu u còn sống. Lại thượng thiên đã tu luyện tới trình độ cao nhất. Còn có cái này cái gọi là sáu đạo cung điện, biết hay không và luân hồi có liên quan nào đó. Diệp thần trong lòng tựa như có nhiều hơn nghi ngờ. Cái gì, cái đó ngày xưa tàn sát người khác ra hỏa còn sống. Liên Tuyết Cơ đều là mặt đẹp ngay tức thì tái mét, vậy cùng yêu nghiệt kinh khủng cấp nhân vật, sống đến hiện tại. Vậy biết hay không đã trở thành tiên đế? Rất có thể liền Thiên Linh Tông lão tổ đều không phải là đối thủ. Sáu đạo cung điện lúc nào hiện thế? Diệp thần cao mày, cửu u còn sống, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, hắn bây giờ, phải chăng đã trở thành tiên đế, thậm chí là đã vượt qua một bước kia? Cụ già đáp lại, thật ra thì, ta cũng không biết. Vốn là ta cần phải thân ở này, chính là vì cùng hắn. Chỉ là không nghĩ tới, trước tới nơi đây, lại là các ngươi. Tạo hóa trêu người à? Cụ già lắc đầu cười một tiếng, nói ta nguyên vốn cho là cửu u dung mạo đã có 102 thiên hạ, nhưng chưa từng nghĩ ở nhiều ít năm sau ngày hôm nay, ra cùng sóng vai người. Đáng tiếc à, sinh không gặp lúc. Thật đáng tiếc thời đại bi ai, Diệp thần, khởi bước quá muộn. Công tử! Vậy hạ thiên truyền thừa tuyệt không thể chắp tay tặng cho vậy cửu u, chúng ta phải bắt được. Nghe nói Diệp thần ở trận pháp bên trong gặp gỡ sau đó, đối với cái này chưa từng gặp mặt kình địch cũng là thay công tử nhà mình bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiền bối sao sẽ đoán chừng người nọ tới đây? Diệp thần hỏi, dựa theo ngày xưa sáu đạo điện đường truyền thừa, cửu u còn sống là không tranh sự thật, hạ thiên truyền thừa hắn tất nhiên sẽ không bỏ rơi. Thượng thiên chăn cực kỳ cảnh có thiếu.
chắc hẳn lấy tâm tính của hắn, từ sẽ trở lại chốn cũ. Cụ già nói, huống chi, Diệp Thần Tổng cảm thấy nơi nào có chút cổ quái, nhưng tạm thời lại không nói ra được, chỉ gặp cụ già muốn nói muốn chỉ. Các ngươi tới đây, hoặc giả là vận mạng an bài, nguyên bản chỉ có tập được cho thiên mới có tư cách dòm ngó sáu đạo điện đường hạ thiên, nhưng sáng rực võ hồn ngoại trừ. Cụ già con ngươi chăm chú nhìn Chu Uyên, lúc trước mấy người biểu hiện hắn đều là từng cái để ở trong mắt, mặc dù Diệp Thần cực kỳ tươi đẹp xuất sắc, có thể nói yêu nghiệt thiên phú liền hắn cũng làm lộ vẻ xúc động, có thể không thế nào Diệp Thần võ đạo đã cùng luân hồi dính, hơn nữa cực kỳ phức tạp, không thích hợp tu luyện. Trọng yếu hơn chính là thượng thiên thật rõ ràng đã có chủ. Diệp Thần cho dù là thu được đồng ý, qua cửa trước chủ bày ra khảo nghiệm, cuối cùng lấy được truyền thừa, cũng là không có chí bảo mà lực bất tòng tâm. Mà Chu Uyên không cùng, ban đầu đặt chân nơi đây, vô cùng là đặc thù thể chất lại cụ già nhìn chăm chú dưới, liền trận pháp đều không từng kích hoạt. Cái này làm được cụ già đối cái này vạn năm không ra đời, chỉ tồn tại ở tin đồn bên trong sáng rực võ hồn có nhận thức mới. Đặc thù võ hồn ý chí, đủ để từ bỏ hết thảy nghĩ bậy đưa vào tu hành, nhưng chủ phần lớn là võ si, trưởng thành bên trong mệnh đồ đa xuyến. Cụ già trong mắt đông lại một cái, trầm giọng nói, thằng nhóc, nhưng có sư thừa. Diệp Thần sửng sốt một chút, hóa ra đây là tới cùng thái thần cướp đệ tử tới. Chu Uyên cười hắc hắc, ôm quyền cung kính kêu, đa tạ tiền bối nhớ nhung, vãn bối đã có sư thừa, sư tôn đối với ta rất tốt. Vừa nghĩ tới thái thần núi đỉnh viện bên trong không ngừng nghỉ tu luyện, Chu Uyên mí mắt đều là không khỏi được giật giật. Lời tuy như vậy, nhưng ở thái thần loại khác dưới sự chỉ đạo, hắn trưởng thành có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, Diệp Thần vẫn nhớ được ngày xưa Chu Uyên tu vi nhỏ, thậm chí ở vực ngoại đều là bị khi dễ rất nhiều, hôm nay trưởng thành đến đủ để sánh vai thái thượng thế giới thiên tài Tuyết Cơ trình độ. Thời gian này liền Diệp Thần đều là chỉ cùng Chu Uyên từng có mấy lần gặp mặt, có thể gặp thái thần chăm sóc huấn luyện đệ tử thủ đoạn như thế nào. Lúc đầu đã có sư thừa. Cụ già trong mắt bên trong thoáng qua một chút kỳ quái thần sắc, nhưng là không nhiều lời nữa, đổ là một bên Tuyết Cơ chen miệng nói. Lão nhân gia hiện tại còn muốn thu tên học trò. Ngài không phải mau tiêu tán sao? Một bên Chu Uyên nhe răng tuét miệng, nhưng là bị Diệp Thần một cái ánh mắt ngăn lại. Tuyết Cơ ý nói chính là, người đã đèn cạn dầu, truyền thừa hữu quy túc chính là tự thân tiêu tán lúc đó, còn muốn thu học trò. Ha ha ha, lão phu tạm thời yêu tài, ngược lại là quên được tình như vậy cảnh, đáng tiếc. Cụ già một hồi cười to, thật là thoải mái, chợt hướng về phía Chu Uyên mở miệng nói, thằng nhóc, người có thể nguyện ở chỗ này tiếp nhận sáu đạo điện đường hạ thiên thật rõ ràng truyền thừa. Chu Uyên nghi ngờ nhìn về cụ già, hắn thể chất võ hồn đặc thù, có thể trình độ nhất định coi thường trận pháp cùng ảo cảnh, là vì viên kia thuần túy võ đạo chi tâm, tà ma không cách nào đến gần. Lúc trước Diệp Thần cùng Tuyết Cơ phá trận, gặp phải cửu u, Chu Uyên trước một bước đặt chân nơi đây, nhưng là chưa từng rơi vào trận pháp, dự đoán hết thảy đều bị cái này cụ già để ở trong mắt. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Thần có phòng bị. Mặc dù hắn thiên phú võ đạo cùng tâm tính cũng có thể nói yêu nghiệt, liền xây đời một vực cửu u đều không cách nào trấn áp, nhưng tiếc là, dựa theo cụ già lời nói, truyền thừa thượng thiên đã bị lấy đi, hắn không cách nào tu tập hạ thiên. Người này thể chất có thể thử một lần, được hạ thiên truyền thừa, trừ hắn ra. Nói đạt tới nơi này, cụ già khẽ gật đầu một cái, không lại nói tiếp. Cửu u thượng thiên chăn cực kỳ cảnh, Chu Uyên nếu như lấy được hạ thiên, sẽ như thế nào? Diệp Thần hỏi, tranh đoạt cơ duyên là tốt, nhưng nếu là có thể đối thượng một vị so với thái thần còn mạnh hơn tồn tại, không bằng lúc này thối lui. Hạ thiên là chân chính truyền thừa chỗ tinh túy, có tu vi phù diêu lên, còn như có thể trưởng thành tới trình độ nào, ta cũng không thể nói, có thể cùng cửu u tranh cao thấp một cái cũng không định, bất qua sáu đạo điện đường truyền thừa, chỉ có thể tập một người thân. Cụ già mở miệng đáp lại. Cái gì? Liên liên Diệp Thần cùng Tuyết Cơ đều là sửng sốt một chút, cái này truyền thừa như vậy nghịch thiên. Nếu thật như vậy, có thể nói thiên đại cơ duyên, có thể một bước lên trời. Sáu đạo điện đường truyền thừa hẳn là trò đùa, nếu không vị kia cũng sẽ không vài vạn năm cục, chia thượng hạ hai thiên gác lại hậu nhân. Không thiên tài, cùng đời không thể địch người, mới có tư cách thừa kế y bát. Diệp Thần nhưng là đối với lần này cầm thái độ hoài nghi, nghi ngờ nói, dám hỏi tiền bối, cái này sáu đạo cung điện chủ, khi còn sống là vì sao cảnh giới.
Một bài truyền thừa có thể địch vô lượng trung hậu kỳ cường giả. Vạn năm trước Cửu U liền cùng Diệp Thần thực lực xấp xỉ, hắn hôm nay, chỉ sẽ hơn nữa sâu không lường được, cái này truyền thừa có như vậy khoa trương. Dĩ nhiên, cái này truyền thừa cùng mình luân hồi truyền thừa so sánh kém rất nhiều. Tay không trích tinh, về tay một vực. Thậm chí tiên đế, chỉ là bắt đầu thôi. Cụ già nhẹ giọng đáp lại, Diệp Thần còn muốn hỏi chút gì, nhưng là nghe được ngoài bầu trời một tiếng nổ vang, liền sáu đạo điện đường trên bầu trời đều là nứt ra từng đạo lỗ hổng. Thí thần địa ngục đang bị rung chuyển, là vậy người tới sao? Cụ già chăm chú nhìn về ngoài bầu trời, nhẹ giọng líu díu. Là ai, Cửu U sao? Tuyết Cơ sắc mặt ngưng trọng, nhìn về một bên Diệp Thần. Rắc rắc, chi chít sấm sét quanh quẩn chân trời, lại là không dám rớt xuống. Một tôn hư ảnh hiển lộ ở hư không, che đậy màn trời, nguyên phiến thương khung đều là to lớn kia hư ảnh đang quan sát đảo mắt nhìn mặt đất. Hắn đang ở phụ cận. Cụ già mở miệng nói, chợt nhìn về Diệp Thần, ở chờ hắn làm quyết định. Diệp Thần tổng cảm thấy nơi nào có chút cổ quái, nhưng là không nói được, quyết định thật nhanh muốn rút đi lúc đó, một bên Chu Uyên nhưng là đứng ra. Công tử, người từng cùng vạn năm trước Cửu U đánh một trận, như vậy đối thủ, ta cũng muốn thử một lần. Sau này người còn sẽ đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế, đối mặt không không lúc nào không mạnh hơn tồn tại, ta muốn giúp công tử chia sẻ, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, hôm nay truyền thừa dễ như trở bàn tay, ta muốn thử một lần. Nghe được Chu Uyên như vậy lời nói, Diệp Thần tình thế khó xử, thấy Chu Uyên vậy kiên nghị bất khuất gương mặt, nhưng là muốn nói lại thôi. Nếu như lần này rút đi, tâm ma khó trừ. Chu Uyên khẩn thiết nhìn Diệp Thần, từ nghe nói có người có thể cùng công tử nhà mình cái này hắn một mực truy đuổi thần tượng hợp lại được lấy mạng đổi mạng, thân là võ si hắn trong lòng viên kia manh nha hạt giống đã sớm kết quả, hôm nay có cơ hội thay đổi mạnh hơn. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Uyên bả vai. Một đạo quỷ dị ánh sáng tràn vào trong đó, tựa hồ là hồng mông đại tinh không và luân hồi thánh hồn thiên lực lượng, nhưng rất mịn nhỏ, tất cả mọi người không có phát hiện. Sau đó, Diệp Thần mới nói. Cũng được, đánh một trận chính là. Diệp Thần, ngươi. Tuyết Cơ thấy Diệp Thần làm ra như vậy quyết định, không khỏi được nóng nảy cắt đứt, ở gặp qua Cửu U chiến lực sau đó, nàng có thể chưa thấy được, cái này truyền thừa có thể lực bính vạn năm sau vị kia ra hỏa. Không sao. Diệp Thần nhưng là đối trước mắt Chu Uyên tràn đầy tự tin, cười cắt đứt Tuyết Cơ lời kế tiếp, xoay người hướng về phía lão nhân nói. Tiền bối, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu truyền thừa đi. Trên 9 tầng trời, hư ảnh ở chiếu, uy áp dần dần đổi được khủng bố, không gian đều ở đây vặn vẹo, chỉ là một đạo tinh thần lực vẩy chiếu tác dụng. Được. Cụ già trong mắt bên trong sạch bóng chớp mắt, chợt giữ eo một quả ngọc bội bay ra, phù tại Chu Uyên trước mắt. Chợt chư thiên cảnh tiêu tán, uy áp lại nữa, mọi người khí cơ bị xóa đi, điện này trước hết thảy bị che giấu. Cầm vật này có thể xông trận, nhập vào sáu đạo cung điện, truyền thừa dễ như trở bàn tay. Chu Uyên ngưng trọng gật đầu, mang theo ngọc bội bước ra thứ nhất ngọc cấp, lúc trước kinh khủng cảnh tượng cùng khó hiểu hét hò lại nữa, chỉ là áp lực cực lớn làm được hắn khom người khom người. Ngàn cấp ngọc đài, lên đỉnh liền coi là thành công. Cái này cấp thứ nhất bắt đầu. Chính là đoán cốt. Cụ già giải thích. Trừ đoán cốt, còn có cái khác khảo nghiệm. Tuyết Cơ hỏi. Đó là tự nhiên, sắp đỉnh mấy cấp, chính là luyện hồn. Cụ già khẽ vuốt râu hoa râm, nhẹ giọng kêu. Một bên Diệp Thần nghe vậy, đáy mắt ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, im lặng không lên tiếng. Rắc rắc. Cấp thứ 100 bắt đầu, Chu Uyên bước ra một bước, toàn thân cao thấp xương cốt đều ở đây kêu xèo xèo. Mỗi một căn cốt cũng đang ma sát, quanh thân da ửng đỏ, máu xông ra bề mặt. Oanh! Cấp thứ 200, áo xanh đã bị máu tươi thấm ướt, xương cốt mơ hồ có dạn nứt thế, khóe miệng không ngừng có máu tươi lận theo thịt vụn khạc ra. Đáng chết, còn có 800 cấp. Chu Uyên cắn răng nhìn về chỗ cuối ngọc cấp, giờ phút này giống như thang trời, mỗi bước ra một bước, đều là thừa nhận đến từ mỗi nhỏ máu kêu gào. Người này tâm tính cũng thuộc về thượng cấp. Cụ già tựa hồ đối với Chu Uyên biểu hiện vô cùng là hài lòng, từ hắn bắt đầu bước vào ngọc cấp bắt đầu, nụ cười trên mặt chính là bộc phát sâu hơn. Theo tiền bối nơi gặp, ta cái này huynh đệ nhưng có bước vào sáu đạo cung điện tư. Diệp Thần hai cánh tay vòng ngực, hướng về phía cụ già nhàn nhạt nói.
Diệp Thần gặp ông già hồi lâu không có trả lời, lúc này mới chuyển mâu nhìn về cụ già, tựa hồ là cảm nhận được liền ánh mắt đầu rơi vào tự thân, cụ già lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố, vội vàng nói. Khá cái căn cốt, như muốn cao hơn một tầng, cần được 500 cấp đi lên. Oanh! Cấp thứ 500, Chu Huyên một bước bước lên, không có nghĩ xem bên trong căn cốt đứt từng khúc nối thẳng, ngược lại thì một cổ thần khí từ thiên địa tụ đến, như mây xanh quán đỉnh, Chu Huyên tu vi ở trong nháy mắt đột phá. Làm sao có thể, thằng nhóc này đột phá tốc độ nhanh như vậy? Tuyết Cơ kinh hô thành tiếng, một bên Diệp Thần yên lặng nhìn chăm chú hết thảy trước mắt, trong mắt trong nháy mắt, không biết ở trong lòng tính toán chút gì. Mắt dòm hơi thở tăng vọt Chu Huyên, cụ già cũng là lại cười nói, như vậy tiến hành tiếp, truyền thừa có hy vọng. Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua, Chu Huyên đã tới gần 500 cấp đại quan, ngâm thân thể quá trình đã xong, áo xanh đã sớm bị máu tươi ngâm nhuộm, mồ hôi hột sen lẫn máu đỏ tươi chảy xuống. Tiếp theo, chính là rèn hồn đi. Diệp Thần hời hợt hỏi, cụ già nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong mơ hồ nóng bỏng vẻ bị hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Vù vù. Chu Huyên ngay tức thì bước ra cấp 1, trên đó thân hình rõ ràng run lên, lay động muốn rơi xuống, thần hồn cùng thể xác có chóc giống. Còn chưa đủ. Chu Huyên một đạo gầm lên, nhiều tiếng vang khắp bầu trời không cam lòng, lại là mơ hồ có đem rời thân thể thần hồn vững chắc khuynh hướng. Bá 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 bá. Tiếp liền mấy bước nhanh chóng tập kích bất ngờ, một hơi ước chừng du ngoạn liền mấy chục cấp, bước chân mới bắt đầu tràn vào chậm. Thằng nhóc này như thế biến thái. Tuyết Cơ giờ phút này cũng là không khỏi được bĩu môi một cái cảm khái nói, nhưng là ngại vì Chu Huyên lúc trước đối với nàng thái độ, thiếu nữ rất hiển nhiên vẫn là không có tha thứ hắn. Ý thức được tự mình nói bậy, Tuyết Cơ vội vàng nói sang chuyện khác, quay đầu lại gian nhưng là gặp được Xuẩn Xuẩn dục động cụ già, thon dài không lọt song trưởng tay áo bảo hạ đang dũng động cái gì, ánh mắt cuồng nhiệt, thân hình muốn động vượt quá. Tiền bối, ngài thế nào rồi? Tuyết Cơ gãi đầu một cái, nghi ngờ hỏi nói. Gặp nguy hiểm. Diệp Thần nhìn chậm chạp leo lên Chu Huyên, Tuyết Cơ bị một tiếng này hò hét kinh được một lần, chính là xoay người nhìn về trên thang trời, từng bước bước lên cấp đạo thân ảnh kia. Cụ già phất tay áo cười lớn một tiếng, nói tới gần 800 cấp, như vậy tu vi có thể làm được như vậy, quả thực tươi đẹp lão phu. Sáng rực võ hồn, thiên phú võ đạo vậy vậy đủ để sánh vai một vực yêu nghiệt tư. Vừa dứt lời, cụ già thân hình chính là trong nháy mắt lộ ra, hướng ngọc cấp trên thang trời Chu Huyên lao đi, nháy mắt tức thì chính là nếu như không người cảnh chạy lên. Chu Huyên chỉ cảm thấy sau lưng dùng cả mình tấn công tới, vội vàng quay đầu lại lúc đó, thân ảnh của lão nhân đã là dựng thân tại bên người mình, nụ cười quỷ dị đầy ở mặt. Oanh! Thang trời trùng trùng uy áp tới, Chu Huyên phân tâm để gặp, thần hồn bị một tầng vô hình không gian nơi chắn. Truyền thừa, liền do lão phu vì ngươi thu nhận. Cụ già hóa thành lau một cái lưu quang tràn vào Chu Huyên ấn đường, ở đó ra thịt bên trên lưu chuyển, nhưng là vô luận như thế nào lại cũng không được tiến thêm. Bá! Từ Chu Huyên quanh thân tản mát ra một cổ vô hình kiếm ý, không gặp kỳ hình nhưng là quấy nhiễu hư không, vậy nhiễu loạn trên thang trời chập chờn. Tàn phá bừa bãi hơi thở thẳng đem Chu Huyên thần hồn đánh xuống nấc thang, rơi ở Diệp Thần bên người, Tuyết Cơ tự nhiên vậy nhìn ra liền đó là Diệp Thần thủ đoạn. Thằng nhóc kia thân xác còn ở phía trên, lão già kia muốn nhân cơ hội đoạt xác. Nàng lo lắng nói. Một bên Chu Huyên thần hồn cũng là quay đầu nhìn về Diệp Thần, mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là thấy công tử nhà mình một mặt ổn định ung dung nhìn định được như ý cụ già. Hắn như động thủ, chính là ngày rỗ. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Công tử, là khi đó cũng đã đoán về sau. Chu Huyên thần hồn trong nháy mắt nghĩ tới du ngoạn thang trời trước. Diệp Thần ý vị sâu xa cử động, chính là vậy phách động mình bả vai lúc đó, lưu lại hậu thủ. Đáng tiếc, vô dụng. Cụ già hóa thành một màn kia lưu quang mang đại trán, đem Diệp Thần bày ra kiếm ý toàn bộ vặn tán. Thình thịch, vô số đạo kiếm ý mảnh vỡ bốn phía kích động ra, phá vỡ thương khung, nhiễu loạn không gian. Ngưng, một tiếng già nua uống tiếng vang lên, vậy dạn nứt hư không lại là ở nháy mắt tức thì lần nữa khép lại. Thằng nhóc. Ý tưởng không tệ, lấy kiếm ý bể hư không nhiễu loạn nơi đây bố trí, muốn giải cứu sáng rực võ hồn. Phía dưới Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhịp bước dưới chân không dừng lại nữa, liền muốn chạy tới. Cụ già thấy vậy, không khỏi được hừ lạnh một tiếng nói, chậm.
Hưu. Lau một cái lưu quang biến mất, lão nhân cùng sáng rực võ hồn hoàn toàn dung hợp. Lão thất phu, ta chờ chính là ngươi. Đang chạy như điên Diệp Thần bỗng nhiên dừng bước, ở cách thang trời tiết thứ nhất ngọc cấp chỉ có một bước xa chỗ đứng yên, khóe miệng vạch qua một nụ cười. Không đi động hai bước, còn thật không gạt được ngươi cái này lão bất tử đồ. Diệp Thần tụ thủ đứng, nhẹ giọng quát lên, luân hồi thánh hồn trời, nghịch chuyển. Bình bịch bịch. Chu Uyên thân xác quanh thân nổ tung mấy cái lỗ máu, từ hắn chỗ vết thương ban đầu nhảy bắn kích động ra kiếm ý mảnh vỡ phá thể ra, luân hồi ý chí lại xuất hiện. Trói buộc. Theo Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, vô hình gông xiềng đem sáng rực võ hồn và Chu Uyên bao phủ, cùng lúc trước đối chiến minh linh hư không thú bất đồng chính là, lần này gông xiềng, vượt quá giam cầm. Nháy mắt tức thì, Chu Uyên thân thể xương cốt ở ken két vang dội, cụ già nơi đoạt xác Chu Uyên thân xác, ở lấy mắt thường có thể thấy được độ thu nhỏ lại. Luân hồi thánh hồn thiên lực lượng, ngươi làm cái gì? Già nua tiếng quát giận dữ. Hắn phát hiện mình nhúc nhích không được. Ngươi phải làm gì? Thấy phía dưới Diệp Thần tay cầm luân hồi thiên kiếm làm ra tay tư thế, không khỏi được vẻ mặt căng thẳng. Vèo. Thang trời uy áp tất nhưng lại không có cách nào áp chế luân hồi thiên kiếm, tiếng xé gió vang lên ngay tức thì, một chuôi đen thui như mực kiếm phá vỡ hư không đâm tới, bằng vào Chu Uyên thân thể trạng thái, vậy tuyệt đối không ngăn được cái này kinh thiên một kiếm. Người này lòng dạ ác độc. Nhìn phía dưới sát ý bắn tán loạn lại không giảm chút nào Diệp Thần, một kiếm này nếu như xuyên thủng thần hồn, có hắn chịu. Hắn không dám đánh cuộc. Vèo. Lau một cái lưu quang từ Chu Uyên ấn đường bay ra, trực bức chân trời, Diệp Thần thấy vậy, một mực căng thẳng huyền mới thoáng buông lỏng một chút, chợt hai ngón tay tịnh lập, quát lên. Hư bia, không gian chi lực, khải. Trước mặt hư không từng trận vặn vẹo, không gian đổi thành năng lực lại xuất hiện, Diệp Thần cùng Chu Uyên thân thể vị trí trao đổi, nháy mắt tức thì, luân hồi thiên kiếm hắc mang đã tới, hắn đưa tay nắm kiếm, hướng về phía hư không lần nữa một kiếm ra. Có thể Diệp Thần vẫn là khinh thường trên thang trời uy áp, mang kiếm cổ tay rõ ràng một lần, góc độ cũng là lệch hướng mấy phần, kiếm mang cũng không có trúng mục tiêu, ngược lại thì bị lão già kia bỏ chạy. Chu Uyên. Diệp Thần hét lớn một tiếng, chợt gọi Chu Uyên thần hồn vào cơ thể. Mấy tức sau đó, Chu Uyên yếu ớt thanh âm truyền tới, công tử, ta coi như là được cứu rồi sao? Tuyết Cơ thấy Diệp Thần dáng vẻ, chuyển mắt hướng về phía hắn mở miệng hỏi nói, ban đầu. Người cũng biết lão già kia là ở dẫn dụ chúng ta lên bộ. Diệp Thần nhìn Chu Uyên, nhẹ nhàng mấy bước tiến lên, đầu ngón tay nhẹ một chút ở hắn ấn đường. Thiên tiên cá chép sao? Hóa giải. Trong nháy mắt, Chu Uyên cảm giác được mình trong cơ thể phun trào lên loại nào đó không biết tên lực lượng đang hội tụ một chút. Ho! Diệp Thần sắc mặt một trắng, chợt mở miệng nói, luân hồi thánh hồn thiên lực lượng ta đã tan mất, nhưng thân xác khôi phục cần một ít thời gian. Cái này mấy ngày ngươi liền an phận một chút, đừng nghĩ ra tay. Nghe nói như vậy Chu Uyên trong nháy mắt giống như là xương đánh héo quả cà, cúi đầu nhẹ giọng nói, ta biết, công tử. Chu Uyên mình cũng biết bị kẻ gian lừa, vì cái gọi là cao nhất truyền thừa kéo Diệp Thần vào cuộc, mất mặt không nói, còn được công tử cứu giúp, nơi đó còn có mặt mũi mở miệng nói chuyện nữa. Lúc mới bắt đầu, ta cũng tin lão già kia nói. Coi như là ứng Tuyết Cơ nghi vấn. Diệp Thần mở miệng giải thích, cửu u xuất hiện, nhiễu loạn chúng ta rất lớn trong trình độ đối hắn hiểu lầm. Một bên là cao nhất truyền thừa, có là được một bước thăng thiên. Này cùng cám dỗ, cộng thêm lão già kia trước kia làm nền, cho dù ai cũng sẽ nửa tin nửa ngờ, có thể bất luận là người nào, cũng muốn đánh cuộc. Đây cũng là nhân tính nhược điểm. Ngươi cũng không kém, Tuyết Cơ bĩu môi, lúc trước Diệp Thần một kiếm kia, cũng là đang bức bách lão già bỏ chạy. Lấy người chi đạo còn trị người thân. Coi là vậy đi, bất quá, nếu như lão già kia còn nương nhờ Chu Uyên trong cơ thể không đi, một kiếm kia nói không chừng thật giết hắn. Diệp Thần nhún vai một cái, không có vấn đề nói, dù sao Chu Uyên thằng nhóc này, mệnh cứng rắn rất, trên mình hơn bị chút tổn thương, cũng không ngại, tối đa bị chút đau khổ da thịt. Dù sao có nhất khí hóa tam thanh, muốn chết. Chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Một bên Chu Uyên nghe được Diệp Thần mà nói, khóe miệng một run một cái, thật là nhà mình công tử, một chút chưa cho hắn lưu mặt mũi. Công tử, ta! Chu Uyên mới vừa muốn mở miệng, trên bầu trời một tiếng nổ vang, giống như trời sập vậy cảnh tượng,
để cho bọn họ tất cả người làm liếc mắt. Một bóng người đưa lưng về phía bọn hắn, uy áp vô cùng, liền 9 tầng trời mây đều là ở trong phút chốc tiêu tán đi. Gay gâu, là vậy cửu u đuổi tới. Tuyết Cơ kinh hô thành tiếng, nếu thật là bị phát hiện, một vị thái thượng thế giới cự phách ra tay, thật là không có chút nào con đường sống. Diệp Thần nhưng là sững sốt cười một tiếng, giả thần giả quỷ. Cửu u có thể không sẽ xuất hiện ở nơi này. Diệp Thần một kiếm vung ra, nóng rực kiếm mang trực bước chân trời, xé ra nhất tầng thiên mạc, cùng theo mà tản, còn có vậy không từng lộ diện bóng người. Giả tưởng, Tuyết Cơ lẩm bẩm nói, có thể kinh khủng kia cảm giác bị áp bách, tuyệt đối không giả, liền nàng cũng chỉ có ở trong môn trưởng bối tức giận lúc cảm nhận được qua. Có lẽ vạn năm trước thật có cửu u hắn người đến qua, nhưng cái gì hạ thiên thật rõ ràng, đơn thuần nói liều. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hướng về phía thương khung quát to, lão già kia, còn thật cầm mình cung. Rắc rắc, một tiếng nổ vang, thương khung sụp đổ, đập xuống cung điện trước khi hết thảy, bạch ngọc phẩm chất thang trời vậy theo cùng tiêu vẫn, liền vậy lượn quanh tiên ra hơi thở, giờ phút này cũng là bị nâng lên bụi bậm bao phủ. Thiên địa minh mông lúc đó, đổ nát cung điện lóe lên suy nhược ánh sáng, nơi nào còn có trước kia uy thế. Ảm đạm không ánh sáng nấc thang bên trên, tràn đầy bụi bậm trải phúc, trừ đi Chu Uyên mới vừa dậm chân một nhóm dấu chân ra, lại không có dấu người. Sáu đạo cung điện trước, hai tôn to lớn tượng đá đứng thẳng, trong đó một tôn bị chặn ngang chém ra, hông chia lìa, liền vậy ngày xưa có thần hơi thở con mắt, đều là chọc trần vạn năm, đã mất linh vận. Chỉ có khác một tôn còn hoàn hảo, dáng người đứng thẳng, như môn thần vậy trấn thủ ở chỗ này, yếu ớt thần huy tỏa ra cả tòa lụi bại cung điện. Lúc trước bọn họ cách xa xa nhìn ra xa đến ánh sao, cũng chính là hắn nơi chiếu. Hết thảy các thứ này đều là giả tưởng. Tuyết Cơ tự lẩm bẩm, nguyên lấy là thật có truyền thừa ở chỗ này, chưa từng nghĩ nhưng là như vậy lụi bại quang cảnh. Vạn năm trước nơi này có lẽ thật có truyền thừa, bất quá lại bị vậy cửu u mang đi, đúng như ngươi như nói, bảo vệ nơi này linh hoàn thành sứ mạng, theo lý chết. Diệp Thần niệm đến nơi này, nhưng là nhẹ giọng nói, đáng tiếc. Nếu như ra đời linh trí, không muốn như vậy chết, vậy liền có hành động hôm nay. Chỉ gặp cung điện trước khi vậy tôn uy vũ tượng đá nhưng là miệng phun tiếng người, vui vẻ cười to, đoán không sai, tiểu tử. Truyền thừa đã đoạn tuyệt, người bất quá là đạo hữu khéo léo vận mà thôi, liền tàn hồn đều không coi là, bị đoán được, còn có sức đánh một trận. Diệp Thần nhẹ giọng nói, lúc trước chưa từng động thủ, chính là cưỡng bức tượng đá này ngưng tụ thành uy áp kinh khủng mà thôi. Thật ra thì bất quá là một hổ giấy thôi. Ngươi lấy là vạn năm quang cảnh, ta là như thế nào sống sót. Tượng đá bên trong, một đạo thần huy đổ ánh chư thiên, dị tượng sống lại. Thương khung giống như là một cái lậu mưa dù, đầy trời cát vàng thấm vào xuống, viên viên đập bể núi đá tới. Tên này trao đổi nơi này đại lộ quy tắc. Diệp Thần cau mày, nếu là lấy thủ đoạn như vậy, còn thật khó giải quyết. Câu thông. Ta vốn là đạo. Tượng đá ngông cuồng tiếng cười lớn vang lên, cả tòa giữa trời đất vạn vật đều là khải liền linh trí vậy, hướng mấy người đánh tới. Một bụi cỏ, nhô lên làm kiếm, mang đại lộ quy tắc mũi nhọn đâm tới. Tên này vì sống sót, sáp nhập vào nơi này đạo tắc, cam nguyện là thiên địa người làm. Tuyết Cơ tự nhiên cũng là rõ ràng thủ đoạn như vậy, chính là thượng cổ bí mật, nhưng giá phải trả chính là vĩnh trấn nơi đây, không được rời. Tên này bị kẹt vạn năm. Truyền thừa đoạn tuyệt sau đó, vốn nên rơi xuống hắn, cưỡng ép cùng thiên địa đạo tắc hòa hợp, mặc dù tàn duyễn liền xuống, nhưng sức sống cùng linh trí ở lấy một loại hình thức khác chậm chạp trôi qua. Hắn muốn đoạt xác Chu Uyên, bằng vào sáng rực võ hồn không sợ thiên địa trói buộc thế chấp, hóa thân thành chân chính người. Chạy! Diệp Thần quyết định thật nhanh rút đi, nếu như cùng một phiến trong thiên địa đại lộ là địch, trừ phi tiên đế có như vậy bút tích, có thể bể nhất giới. Nếu không, quả quyết không chống lại lực. Chạy tới đó à? Tuyết Cơ giữa trường không có dễ liên biến ảo ra, che ở mấy người rút lui, chỉ theo trước thiên địa vạn vật đuổi giết, ở nơi này phiến bên trong không gian, khắp nơi đều là ánh mắt, bốn phía phân bố ý định giết người. Vèo vèo vèo. Bay xuống lá cây khô đều là tản ra hàn mang, một lá cắt ra liền hư không. Chạy ra khỏi cái này mảnh không gian, đi lúc tới đường chạy. Lại chiến lại phòng lại lui Diệp Thần cùng Tuyết Cơ thủ đoạn đều xuất hiện, đã là lui đến trung tâm quảng trường vị trí, sau lưng kết giới cửa gần ngay trước mắt.
nhưng là làm được ba người tâm hàn phải, chẳng biết lúc nào, vậy cung điện trước tượng đá, lại đã là rời bước đến lối ra, đem kết giới trận cái nghiêm nghiêm thật thật. Phá! Trên bầu trời một tiếng quát to, bốn phía yên tĩnh trên quảng trường, không có chút nào công sự phòng thủ khu vực trung tâm, từng cơn gió nhỏ phất dậy. Rắc rắc! Chỉ là một hồi gió mát, liền đem tuyết cơ không có dễ liên tùy tiện vỡ nhỏ, ba người ngay tức thì chính là thành người máu. Một món gió nhỏ, giết người vạn dặm gian. Chỉ là mấy hơi thở tới giữa, ba người quanh thân trên dưới chính là nhiều mấy trăm đạo vết thương thật nhỏ, đang không ngừng tràn máu. Cái này gió, có chút quỷ dị. Chu Uyên có Diệp Thần che chở, tình huống hơi khá hơn một chút, nhưng cũng không thể tránh non nớt trên da thịt lớn vết thương nhỏ hiện ra hết, tuyết cơ đã thất khiếu phân bố vết máu. Công tử, vậy nhất giới. Thời khắc mấu chốt, Chu Uyên hét lớn một tiếng. Hai người ăn ý đã sớm khắc ở trong xương. Diệp Thần ngay tức thì chính là rõ ràng liền Chu Uyên ý, mấy người phát hiện Chu Uyên nói vậy nhất giới, mặc dù hung hiểm, nhưng so với ở chỗ này chờ chết, không bằng buông tay đánh một trận. Tuyết cơ, người vậy thiên linh ngọc ấn. Thiên linh tông đặc thù tâm pháp thúc dục, màu tím ngọc ấn lần nữa tách ra sáng lên, đổ ánh hư không, từ từ mở ra một đạo lỗ hổng. Hừ, vậy nhất giới đã sớm không tồn tại sinh linh, ta nói, cũng có thể kéo dài. Tượng đá khinh thường hừ lạnh một tiếng, Diệp Thần thấy vậy, một kiếm vung ra, nháy mắt tức thì đem chém thành mấy đoạn. Ha ha ha, thẹn quá thành giận con kiến hôi, không biết tự lượng sức mình. Đá vụn núp lại, tượng đá bình yên vô sự, ngược lại thì châm chọc vượt quá, nói, đã như vậy, vậy ta liền tự tay tuyệt các ngươi con đường sống. Giữa trời đất đột nhiên gió lớn nổi lên bốn phía, vậy nhất giới bên trong tất cả đều ở đây tiêu diệt, vô số đình đài lầu các. Sơn xuyên thủy mạch văng tung tóe, thiên địa thất sắc, sông máu chảy dài. Diệp Thần ba người xuyên thấu qua không gian khe hở thấy cảnh này, tim đều là lạnh một nửa. Ca. Một cổ kính gió vỡ vụn một tòa cự phong, ở đó vách núi để, một đạo tử mang phóng lên cao. Ừ. Tuyết cơ cảm nhận được thiên linh ngọc ấn lại có chập chờn, dị thường mãnh liệt, cách nhất giới cũng có thể có cảm ứng. Oanh. Một bóng người từ không gian một đầu khác ngang nhiên lao ra. Tiện tay một trưởng liền đem trong thiên địa đạo tắc ngưng trệ một cái. Thiên linh tông năm xưa lại có người chết tại vậy nhất giới. Tượng đá kinh hô thành tiếng, nhưng lại không sợ. Không gian khe hở chậm rãi khép lại, đạo nhân ảnh kia khóa giới tới, chính là vốn nên chết, di thể đều bị Diệp Thần các người tìm được. Thiên linh đạo nhân, sư tôn, tuyết cơ khó tin nhìn trước mắt nam tử, thân hình to lớn, cùng Diệp Thần nhìn thấy gầy nhom di thể so sánh. Chừng như hai người. Nhưng dung mạo nhưng là mười phần tương tự, là thiên linh đạo nhân không thể nghi ngờ. Tuyết Nhi, ngươi sao sẽ ở chỗ này? Thiên linh đạo nhân thấy nhà mình đệ tử lại xông thí thần địa ngục như vậy hiểm cảnh, hiển nhiên thất kinh. Không nghĩ tới lại lấy loại trạng thái này cùng ngươi gặp lại, năm xưa ta từng dặn dò môn nhân, trong thời gian ngắn không được để cho ngươi xuất thế. Xem ra trên đời đã qua vạn năm liền sao? Thiên linh đạo nhân lầm bầm lầu bầu, nhìn Diệp Thần đám người cùng mình đánh dấu thời đại mới quần áo, cảm khái nói. Một đạo phân thân mà thôi, vậy mưu toan lật đổ sáu đạo cung điện. Tượng đá nghiêm túc quát một tiếng, giữa trời đất đại thế hồi sinh, trên đám mây vô số đạo mưa máu ngưng tụ, bỏ ra từng chút chính là trương dung hết thảy. Tường vân ngưng huyết, giống như Thái Sơn rớt xuống, cảm giác bị áp bách mười phần. May là lấy thiên linh đạo nhân cũng là nhướng mày một cái. Nói, sáu đạo cung điện, nơi này truyền thừa sớm bị người nọ đoạt, khí vận tan hết, sao sẽ có ý định giết người ở chỗ này? Phía dưới Diệp Thần nghe vậy cả kinh, vạn năm trước chính là bị đoạt đi truyền thừa sao? Tuyết cơ vội vàng truyền âm hướng về phía thiên linh đạo nhân giải thích chuyện ngọn nguồn. Thì ra là như vậy, một vận sinh linh cũng phải quấy phá. Mặt đối với chỗ này thiên địa đại đạo áp chế, liền thiên linh đạo nhân trong chốc lát cũng không cách nào có thể bắt được. Dẫu sao đã sớm chết đã lâu, một cái phân thân, nếu là có thể tính tiêu hao hầu như không còn, đem sẽ hoàn toàn tiêu tán ở thế gian. Thiên linh đạo nhân nghe xong tuyết cơ tiến vào thí thần địa ngục tới nay gặp gỡ, cũng là cả kinh. Các ngươi gặp, cửu u, luân hồi chi chủ, chợt nhìn về Diệp Thần con mắt bên trong, tràn đầy khó mà bày tỏ thần sắc phức tạp, hướng về phía Diệp Thần truyền âm nói, tiểu hữu có từng có kết bạn đạo lữ. Sống chết cục. Thiên linh đạo nhân một lời làm được Diệp Thần rất không nói,
trong chốc lát không biết như thế nào mà chống đỡ. Hoặc giả là ý thức được mình lỡ lời, Thiên Linh đạo nhân giải thích, tiểu hữu ngày sau định sẽ bị tiêu diệt vạn khư, lấy ngươi dung mạo, cái này thái thượng thế giới cũng không nói ở đây, Thiên Linh tông nguyện cùng ngươi giao hảo. Có lẽ có rất nhiều chuyện ngươi còn không rõ ràng, cái này phiêu diêu thế giới không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, vạn năm trước đã đi tới đường cùng, ngươi muốn phải bảo vệ quan tâm hết thảy, phải đi ra ngoài. Thiên Linh bên trong tông có một nơi cấm địa, chỉ có ngọc của ta phía Indo có thể mở ra, liền người tông môn đều không từng biết được nơi này tồn tại, đến lúc đó ngươi có thể xem một chút, vạn cổ đại bí tất cả đều ở đây. Diệp Thần nghe vậy nhưng là nhướng mày một cái, như vậy lấy lòng, không giống tầm thường. Dám hỏi tiền bối, duyên vì sao tặng hạ như cơ duyên này? Thiên Linh đạo nhân thở dài một tiếng, nói, lão phu chỉ có một cái thỉnh cầu, thời khắc nguy nan, hy vọng luân hồi chi chủ cứu Thiên Linh tông tại nước lửa vực sâu. Diệp Thần nhẹ giọng đáp lại, một đường tới, Tuyết Cơ coi như là bạn của ta, tự nhiên sẽ hết sức tương trợ. Lấy được luân hồi chi chủ bảo đảm, Thiên Linh đạo nhân ánh mắt bên trong lại là lần nữa tỏa sáng hào quang, chỉ cần Diệp Thần có thể lớn lên, như vậy hắn hứa một lời. Có thể để cho Thiên Linh tông chứng vạn cổ. Ta sẽ hết sức giúp ngươi cùng thoát khốn. Thiên Linh đạo nhân trầm giọng nói, lấy trước mắt hắn còn sót năng lượng, liền cái này đạo phân thân đều sợ là khó mà kéo dài chiến đấu, dẫu sao người đã chết, làm sao thủ đoạn thông thiên, cũng không cách nào thi triển. Tiền bối, có lẽ có thể bạo tán hả giận tức, nguy cục có thể rõ ràng. Thiên Linh đạo nhân nghe vậy cười một tiếng, nói cũng vậy, người bên người, lại sao sẽ không có hộ đạo giả chờ đợi. Cũng được, liền thử một lần. Nói xong. Nguyên cái phân thân đều là giấy lên màu máu ngọn lửa, lấy tự thân làm chất dẫn, muốn tự bảo. Người điên, chẳng lẽ là lấy là tự bảo có thể ngăn trở đại lộ quy tắc? Tượng đá khinh thường hừ lạnh một tiếng vang vọng, Diệp Thần nhưng là lớn tiếng ưng thuận nói, vãn bối Diệp Thần, cung tiễn tiền bối nhập luân hồi. Oanh! Thiên địa mở một đường, tắc tắc văng tung tóe, tự thành một mảnh thế giới nhỏ bên trong, đều bị đập vào mắt ánh sáng bao phủ. Không phân biệt rõ phương hướng. Bên tai nổ vang tiếng một sóng thắng được một sóng, Diệp Thần loáng thoáng gian cảm giác được, liền liền cách đó không xa sáu đạo cung điện, đều ở đây hóa là cho tàn. Vô số ngôi sao đắp cung điện, cũng ở đây Thiên Linh đạo nhân một đạo phân thân tự bảo hạ, nghiền thành phấn vụn, trung tâm trên quảng trường, trước mắt hoang vu. Tấc tấc đất nám đen, tản ra khó ngửi mùi vị, ngước mắt lại xem, thương khung cũng là độc nhất vô nhị. Ban đầu yếu ớt ánh sao bị hoàn toàn nhất kích tán loạn, đen thui như mực thương khung tới giữa, từng đạo vực sâu lỗ hồng tản mát ra hồng hoang hơi thở. Sư tôn, ở Thiên Linh đạo nhân phân thân cuối cùng tự bạo nháy mắt tức thì, hắn quay đầu lại nhìn về Tuyết Cơ, khóe miệng hơi kéo động, cười nói, Tuyết Nhi, ngươi vẫn luôn là ta kiêu ngạo. Từ trước phải, sau này cũng phải. Vô luận Thiên Linh tông như vì sao, có người ở địa phương, chính là Thiên Linh tông. Thiếu nữ gò má hai hàng nước mắt chậm rãi rớt xuống, rơi vào dưới chân vô biên vực sâu bên trong, giờ phút này thiên địa cộng một màu. Tuyết Cơ lần này cũng không có lớn tiếng khóc, nàng cùng Diệp Thần trải qua rất nhiều, vậy lớn lên không ít, trước mắt tôn sư sớm đã là vạn năm trước liền rơi xuống người, hôm nay cơ duyên tạm biệt, có thể nói được hai, ba câu nói, cũng đã là ban cho. Sư tôn yên tâm, Thiên Linh tông truyền thừa, sẽ không đoạn tuyệt, dù là thái thượng thế giới không còn tồn tại. Tuyết Cơ lớn tiếng đáp lại. Đinh! Thiên Linh đạo nhân thân hình ở nhất chói mắt ngay tức thì tan rã, tán làm một đoàn năng lượng bắn tán loạn ra, mỗi một viên điểm sáng, đều là đem hư không chen mặc, trong đó chấm phát ra nhu hòa lực lượng ánh sáng, nhưng là tràn vào Tuyết Cơ trong lòng. Oanh! Từng trận thời kỳ viễn cổ trí nhớ lại xuất hiện Tuyết Cơ đầu óc bên trong, có rất nhiều người không biết, ở tranh đoạt một vật. Không muốn! Thiếu nữ một tiếng quát chói tai. Chính là trước mắt tối sầm, mới ngã xuống đất, chủ uyên chỉ có thể trên lưng Tuyết Cơ. Diệp Thần biết được, nhất định là Thiên Linh đạo nhân ở chết trước, đem cái này cái phân thân nắm giữ một ít bí mật truyền thừa xuống, mặc dù không toàn, nhưng vậy đủ đối Tuyết Cơ thần hồn tạo thành đánh sâu vào. Chủ uyên, nàng không có việc gì, chúng ta vẫn là muốn, làm sao rời đi nơi này đi. Diệp Thần nhìn một mắt chủ uyên trên lưng thiếu nữ, ngước mắt nhìn về trên hư không. Thời khắc này thương khung, giống như vết rách loang lổ thủy tinh, hắn khẽ thở dài một cái, chậm rãi mở miệng nói. Hủy liền phá hủy đi, nơi đó đã là đồ hữu hình thành trống,
mà ta cũng sắp rời khỏi nơi đây. Khẽ than một tiếng vang vọng ở giữa trời đất, bị nghiền rơi vô số bụi bặm bồng bềnh lên, lần nữa ngưng tụ thành một cái tượng đá, đứng sừng ở cái này trời mờ tối tới giữa. Hết thảy đều không phục tồn tại, chỉ có hắn cái này một món thần vận, thần phục với đại lộ, tàn xuyễn ở chỗ này. Sáng rực võ hồn tới tay, cái này giới đều không cách nào vây khốn ta. Rất hiển nhiên, hắn là bảo vệ truyền thừa mà sống, ở sau đó, vì tự thân không cần thiết vẫn bị buộc thần phục phong khốn tại này, Chu Huyên sáng rực võ hồn có thể rõ ràng này cục, mới bị để mắt tới. Ngưng! Một tiếng quát to, thiên địa đại lộ đang lưu chuyển, một chút lực lượng vô hình ở tự chữa giới này, thương khung cũng ở đây khép lại. Công tử! Chu Huyên nhìn về Diệp Thần, nhưng là thấy công tử nhà mình ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc ngưng trọng. Thiên linh đạo nhân phân thân tự bạo tạo thành nhất giới hư hại trình độ có thể nói tai nạn, cho dù là thiên địa quy tắc, tự chữa vậy cần thời gian. Chu Huyên, lấy toàn lực của ngươi, đánh xuyên hư không? Nhớ, nhất định phải dùng thái thần dạy ngươi đồ. Diệp Thần phân phó nói. Chỉ bằng hắn. Khinh thường hừ lạnh một tiếng vang lên, giữa trời đất đại thế hồi sinh, ý định giết người hiện. Oanh! Chu Huyên một quyền ngang nhiên vung ra. Một bó quyền mang thẳng sông lên trời không, phá vỡ màn trời, tập trung tất cả lực lượng tại một chút bên trên, xuyên thủng thương khung, xé ra một vết thương, ánh sáng biến mất ở một giới khác cuối. Ừ, dạo chơi ở thí thần địa ngục không biết tên không gian một đạo thân ảnh ngưng nhìn phương xa, nói, lúc trước chính là dư âm đánh vào biến dạng giới vách đá, hôm nay. Hơi thở này tựa hồ là Chu Huyên. Tử Sam bóng người một lần. Cũng không đoái hoài được quanh thân mấy đạo chảy máu vết thương, lẩm bẩm nói, thông minh tiểu tử, tìm được các ngươi. Hình ảnh quay về. Ngưng. Trong thiên địa đại lộ quy tắc không chỗ nào không có mặt, Diệp Thần cùng Chu Huyên thần sắc ngưng trọng, tiếp tục như vậy nữa, tất nhiên nguy hiểm. Bốn phía đều là vắng vẻ, liền tượng đá thanh âm đều là lại nữa truyền ra, nhìn như bình tĩnh bên trong thế giới, hơi lơ là, liền sẽ bỏ mình. Rắc rắc. Một tiếng nổ vang. Thương khung bị bổ ra một vết thương, đầy trời cát vàng kẹp theo màu máu, từ màn trời chỗ chiếu nghiêng xuống, gai mũi khó khăn xem, lúc trước mặt đất cát vàng giờ phút này lại là đảo huyền, cực kỳ quỷ dị. Một bóng người, vạt áo mang máu, loáng thoáng có thể nhận ra vậy chói mắt Tử Sam, đi đôi với cát mưa, trưởng bể hư không tới. Chính là chỗ này. Người trung niên tự lẩm bẩm, chợt không để ý tự thân thương thế, ngắm nhìn bốn phía, thật ra thì ở hắn xuất hiện trong nháy mắt. Phía dưới Diệp Thần cùng Chu Huyên sớm đã là thở dài một cái, buông xuống đáy lòng cây kia căng thẳng huyền. Bởi vì có người đàn ông này ở đây, liền đại biểu bọn họ an toàn. Đúng vậy, người tới chính là Thái Thần. Người nào gan dám xông vào sáu đạo cung điện di tích. Tượng đá tựa hồ vậy cảm nhận được liền người tới mạnh mẽ, cáo mượn oai hùng, hắn đang hư trương thanh thế. Người này rõ ràng so với trước kia thiên linh đạo nhân phân thân, mạnh ra không chỉ một cấp bậc. Dẫu sao là thật thân. Còn như Thái Thần vạt áo lên vết máu, thì là có thể bỏ quên, một vị vô lượng cảnh cường giả, không nói sinh thịt người chết xương trắng, như vậy thương thế, không đủ nhắc đến. Sư tôn, cái này lão người không chết lừa gạt liền chúng ta. Chu Huyên tụ thủ quơ múa, hướng về phía trong hư không người trung niên lớn tiếng hò hét nói, trên gương mặt tràn đầy nụ cười, hắn biết, mình và công tử an toàn. Thái Thần quay đầu lại gian thấy Diệp Thần cùng Chu Huyên các người mặc dù chật vật, nhưng lại cũng không nguy hiểm tánh mạng, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Từ đặt chân thí thần địa ngục tới nay, hắn chính là bị chia lìa ở bất đồng bên trong không gian, thí thần địa ngục mỗi người thành giới, vô số màn hình đều là tồn tại sát phạt cơ hội, may là lấy hắn vô thượng thu vi, bôn tẩu tất cả giới tìm người, vậy là bị chút tổn thương. Sáu đạo cung điện. Thái Thần sửng sốt một chút. Chợt mở miệng nói, vạn năm trước chính là chết đi nhất giới, cũng dám ở chỗ này huyên náo. Lấy hắn tu vi, lại làm sao có thể không nhìn ra, ngay cả sinh mạng lực cũng đã sớm khô kiệt nhất giới. Cái gọi là thiên địa ý chí. Ở Thái Thần trong mắt, tiện tay có thể lật đổ. Tự tìm cái chết. Tượng đá nghe được Chu Huyên tôn xưng người đến một tiếng sư tôn thời điểm, cũng đã là biết được sự việc lại không quay về chỗ trống, cầu xin tha thứ vô dụng. Không bằng dứt khoát buông tay đánh một trận. Thiên địa đại đạo quy tắc lần nữa ngưng tụ, càn khôn lộn, ý định giết người lẫm liệt. Bể. Thái Thần chỉ là khóe miệng nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại một tiếng,
yên tĩnh trời đất phảng phất cũng thần phục ở dưới chân của hắn, càn khôn giống như có linh, ở run sợ. Chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, trong thiên địa đại thế toàn bộ ở hướng Tử Sam trung niên áp sát, liền đại lộ quy tắc đều là yên lặng. Oanh! Chung quanh hết thảy ở một cước này dưới sụp đổ, ở vỡ vụn. Vào mắt tràn đầy yên lặng hắc ám cũng giống như một mặt tấm gương vậy, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tán loạn. Đây là lực lượng gì, người võ đạo là lai lịch gì? Lúc trước tượng đá kiêng kỵ thanh âm giờ phút này hoàn toàn thay đổi là sợ hãi, vẻ run rẩy không ngừng. Cái này không thể nào. Phát như điên vậy tượng đá lúc này hoàn toàn rối loạn đúng mực, đại lộ quy tắc bị đè được không ngóc đầu lên được, hắn dựa vào tồn tại thủ đoạn bị hoàn toàn giam cầm. Thằng tượng đá lại là giơ tay lên ở giữa trường mâu, bước chậm rãi nhịp bước liều chết xung phong. Thái thần thấy vậy, không thiên vị, tại chỗ yên lặng. Rắc rắc, thạch mâu thẳng cắm ở thái thần trên lồng ngực, mâu phong kia so với hắn thân thể còn cao lớn hơn không chỉ gấp mấy lần, nhưng là ở chạm được thái thần ngay tức thì, vỡ nát thành cho tẫn. Liền vạt áo đều không từng tung lên hơn phân nửa gợn sóng. Thì ra là như vậy, lại là còn sót lại sinh linh. Người sớm nên theo một giới này tản đi. Tựa hồ mới vừa trong nháy mắt đó tiếp xúc, thái thần liền là hiểu được tượng đá kiếp trước kiếp này, cái này cùng kinh khủng thủ đoạn, quả thực kinh người nghe. Tử Sam ống tay áo chỉ là theo gió nhẹ nhàng vung lên, liền vậy dưới bàn tay đều là chưa từng lộ ra, tượng đá chính là giống như trong gió tàn trúc nghênh đón sau cùng tuyên án. Oanh! Lúc trước vậy không có thể một đời tượng đá, thẳng vỡ nát ra, liền bụi bặm đều không từng lưu lại. Liền như vậy tản đi, không có thể sống lại. Người cưỡng ép ra tay, quấy nhiễu nhất giới nhân quả, người sẽ bị những người đó phát hiện. Dung nhập vào thiên đạo ý chí tượng đá truyền ra yếu ớt thanh âm, lời còn chưa dứt, nhưng là nghe được thái thần cường thế nói. Nhân quả, tiêu diệt liền chính là. Chán tới giữa đột nhiên đông lại một cái, khí thế kinh khủng ngay tức thì leo lên, hắn chỉ là hai tay thua lập, thân ảnh to lớn chính là muốn đè đổ hết thảy. Rắc rắc, thương khung giờ phút này giống như là một cái quả cầu da xì hơi, đang nhanh chóng tiêu trừ, không gian ở co đầu rút cổ, đè ép vỡ nhỏ. Các ngươi hai cái, đến bên người ta tới. Thái thần nhẹ giọng gọi một tiếng, Diệp thần cùng Chu Uyên chính là tiến lên, hắn liếc mắt một cái Chu Uyên trong ngực hôn mê Tuyết Cơ, không có nhiều lời. Bể, một tiếng khẽ quát, giống như Diêm Vương phán quan bút định chết chữ, trong phút chốc phương hoa chiếu sáng lên. Mỗi một viên bụi bẩm cũng đang sáng lên. Nguyên bản yên lặng bóng tối nhất giới, giống như mấy chục viên đại nhật ở đồng thời phát ra ánh sáng mang, chói mắt vô cùng. Liền liền Tuyết Cơ cũng là bị tia sáng này dẫn dắt, chậm rãi tỉnh lại. Đây là... Chu Uyên nhìn trên lưng thiếu nữ, nói yêu. Yêu nữ hai chữ lại là thiếu chút nữa bật thốt lên, thấy Tuyết Cơ vậy trừng mắt gương mặt, cũng may kịp thời thắng xe lại. Yên tâm đi, ta sư tôn tới. Chúng ta không sao, hắn thực lực nhưng mà rất mạnh. Phịch, sau lưng không gian thẳng nổ tung, tán thành vô số ánh sao phấn vụn mất đi tại thí thần địa ngục bên trong, phương này không gian, hoàn toàn vỡ nhỏ. Rất mạnh sao? Tuyết Cơ nhìn một chút sau lưng, lại nhìn về phía trước dẫn đường dẫn Diệp thần cùng Chu Uyên thái thần, nàng cảm giác được, người trung niên này người đàn ông ở thái thượng thế giới đều không coi là yếu. Ừ, cảm nhận được một hồi theo dõi. Thái thần quay đầu lại, ánh mắt phong tỏa ở Tuyết Cơ trên mình, một bên Diệp thần vội vàng mở miệng nói. Tiền bối, chuyện là như vậy. Hắn đem mình cùng Chu Uyên đặt chân thí thần địa ngục tới gặp gỡ giản thuật cho thái thần, bao gồm như thế nào biết Tuyết Cơ cùng với mấy người chung trải qua. Thiên Linh Tông sao, có ý tứ. Thái thần sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra vui giận. Tiền bối nhưng mà biết được thái thượng thế giới Thiên Linh Tông. Tuyết Cơ thấy vậy. Mở miệng hỏi nói, nàng trong lòng cũng có nghi ngờ, từ lúc trước cả gan theo dõi tới xem, trước mặt cái này Tử Sam trung niên, tu vi sâu không lường được. Nhưng là làm Tuyết Cơ thất vọng chính là, thái thần cũng không có cần phải nàng nói. Có thể có đầu mối. Thái thần nhìn về Diệp thần, nhàn nhạt nói. Diệp thần biết, thái thần là đang hỏi phải chăng có tà long chu hồn kiếm tung tích, dẫu sao lần này tới chính là vì thế, thí thần địa ngục mỗi một giới đều là sát phạt phân bố. Liền thái thần cũng là bị tổn thương, càng lưu lại, chỉ sinh bất chắc. Không có. Sống chết trải qua ngược lại không thiếu, nhưng tà long chu hồn kiếm đầu mối, nhưng là chút nào không gặp mặt mũi. Đúng rồi,
Diệp Thần. Tuyết Cơ giờ phút này nhưng là nhỏ giọng gọi Diệp Thần, đi tới bên người nhẹ khẽ kéo dắt hắn một góc ống tay áo. Ta lần này vốn là tới tìm sư tôn di hài, hôm nay mục đích vậy đạt thành, nên trở lại hồi sư môn, nếu là bị người của sư môn phát hiện, sợ rằng lại phải bế quan. Diệp Thần trước đây chính là đoán được, con bé này là lén chạy ra ngoài, nếu như bị phát hiện, có thể sẽ có phiền toái. Ta rõ ràng, không bằng một đường đồng hành, có thái thần tiền bối ở đây, người an toàn có thể bảo đảm. Diệp Thần mở miệng nói, nơi đây phân biệt, không biết lại sẽ gặp cái gì ý định giết người, bằng thiếu nữ một người, rất có thể sẽ gặp cướp. Nếu cùng trải qua sống chết, Diệp Thần liền coi Tuyết Cơ là bằng hữu, vô luận như thế nào hắn là sẽ không ngồi yên không lý đến. Thiếu nữ nhưng là khẽ cắn môi mỏng, lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, ta có Thiên Linh Tông bí bảo, có thể trực tiếp trốn ra thí thần địa ngục, người bây giờ thấy được ta, cũng không phải chân tránh ta. Tuyết Cơ nói ra một cái đại bí mất động trời. Diệp Thần nghe vậy sửng sốt một chút, kết quả không đợi hắn phản ứng, Tuyết Cơ liền đem Thiên Linh Tông ngọc ấn cầm ra, ban đầu một nửa giờ phút này hợp bích ngọc ấn, lần nữa bị nàng chia làm hai. Sư Tôn dặn dò, vật này ngươi dùng đến, nếu là có cơ hội, có thể tới Thiên Linh Tông tìm ta. Tuyết Cơ nhẹ giọng nói. Diệp Thần nhìn thiếu nữ trước mắt, Thiên Linh đạo nhân trước khi lâm chung tự bạo, tựa hồ lưu lại liền một phần trí nhớ ở Tuyết Cơ đầu óc bên trong, nàng mất mới quen lúc phần kia ngây thơ. Ban đầu Lạc Nhi không cũng là như vậy. Lạc Nhi bởi vì mình tồn tại, cuốn vào cái này địa bàn lớn cờ bên trong, mặc dù trở thành thiên nữ trận doanh cũng xem là tốt, nhưng cuối cùng là mất đi đã từng là phần này ngây thơ. Đây không phải là ngươi trăm ngàn cay đắng mới tìm được sao? Ngươi thật bỏ được. Còn muốn nói gì Diệp Thần, nhưng là thấy thiếu nữ dương mắt sửng dưng một tiếng, nói, như vậy đem ngươi tới tự mình trả cho ta à? Hai cái răng khểnh lộ ra, Tuyết Cơ cười vẫy tay đối Diệp Thần nói. Còn có ngươi, thằng nhóc thúi, lần sau gặp mặt, bổn tiểu thư sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Tuyết Cơ nhìn về một bên Chu Uyên, liếc xéo nói. Tuyết Cơ, Diệp Thần còn muốn nói gì, thiếu nữ trước mặt thân hình nhưng là chớp mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh, theo gió lúc này tản đi. Chu Uyên cũng là trợn to con ngươi, hắn cũng là lần đầu thấy cảnh tượng như vậy. Ngươi thật lấy là cái đó nha đầu sau lưng không người che chở. Bất quá là đạo phân thân thôi, đến thời gian, cũng nên giải tán. Thái Thần nhẹ giọng nói. Cái gì? Diệp Thần sửng sốt một chút, phân thân. Như vậy chân chính Tuyết Cơ thực lực mạnh hơn. Tuy nói là phân thân, cũng là một loại bí pháp, con bé này không các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy, nhưng cũng không yếu. Có duyên phận từ sẽ gặp lại. Thái Thần nhìn Diệp Thần trong tay vậy Thiên Linh đạo nhân đã từng cầm một nửa ngọc ấn, hiểu ý nói. Thiên Cơ không thể tiếng nói, Thái Thần cũng không tiện giải thích thêm, có một số việc, cưỡng cầu ngược lại mất chân lý. Tiền bối, vậy sáu đạo điện đường truyền thừa nên làm cái gì? Diệp Thần nghĩ tới từng cùng Cửu U đánh một trận lúc tình cảnh, tượng đá mặc dù ý đồ cướp đoạt sáng rực võ hồn, nhưng có mấy lời, cẩn thận đắn đo vẫn là có căn cứ. Vạn năm trước chính là bị người lấy đi truyền thừa, hôm nay bất quá là không có hư xác mà thôi, phá hủy vậy liền phá hủy. Bất quá ngươi ở trận pháp bên trong gặp được, hoặc giả là một ít dưới cơ duyên xảo hợp, thời không đụng phải, còn như có hay không Cửu U người này. Ngươi không cần để trong lòng, nhiễu loạn đạo tâm, ngược lại không ổn, dù là ngươi là võ tổ đạo tâm. Như không có người này ngươi suy nghĩ chủ quan ra, như vậy chính là tự loạn trận cước. Thật có người này. Vạn năm sau này, chiếu ngươi lời nói người này thiên phú yêu nghiệt, có thể xưng tôn một vực mà nói, phỏng đoán liền ta cũng không phải là đối thủ, ngươi thì càng không cần đuổi theo. Dưới mắt ngươi kẻ địch chỉ có Đa Bảo Thiên Quân, Vũ Hoàng Cổ Đế, Lá Lâm Uyên bọn họ. Thái Thần một lời vạch trần thiên cơ, trận pháp này lưu lại một đạo tai họa ngầm, chính là nhiễu loạn đạo tâm. Cho dù còn sống ra, cũng sẽ bị quấy nhiễu. Tiền bối nói cực phải. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, chợt không nghĩ nhiều nữa, mắt thấy phía trước, bước vào một phiến hắc ám bên trong, có Thái Thần làm bạn, ba người tốc độ so với trước đó nhanh không thiếu. Còn như Tà Long Chu Hồn Kiếm hành tung, nhưng vẫn là chưa từng hiện ra. Phía trước cũng là một nơi chết giới, bước nhanh hơn đi. Thái Thần nhẹ giọng gọi một tiếng, liền muốn thẳng vượt qua chỗ tòa này chỉ có một nơi tàn tạ miếu thờ không gian. Vù vù. Ba người tiến về phía trước lúc đó,
Diệp Thần nhưng là đột nhiên thân hình run lên, vậy làm được Thái Thần và Chu Uyên dừng chân quay đầu lại. Là Thiên Linh Tông Ngọc Ấn. Màu tím Ngọc Ấn tản mát ra tiếng vo ve, tuyên cáo nơi đây có không giống tầm thường bí mật. Lúc trước chúng ta bị nói gạt. Thái Thần thấy vậy, trong mắt đông lại một cái, trầm giọng nói. Ta một mực lấy là mất đi sinh linh màn hình, sẽ không giấu có bất kỳ bí bảo, xem để phán đoán xuất hiện sai lệch. Lúc trước vậy sáu đạo cung điện, chính là ở nói gạt chúng ta. Chu Uyên Kinh này vừa nhắc, cũng là quyết định thật nhanh nói. Ba người đều là đều bị nói gạt, cho rằng tĩnh mịch nhất giới không tồn tại bất kỳ giá trị gì, dẫu sao trước kia trải qua còn rành rành trong mắt, thiếu chút nữa bỏ mình. Vậy đúng là như vậy, mới được liền chân chính biện pháp che mắt, làm mấy người rất tin không nghi ngờ. Vậy chúng ta mới vừa rồi há chẳng phải là bỏ lỡ chân chính địa phương. Chu Uyên suy nghĩ một chút, lúc này đắng chát cười một tiếng, vốn là như mò kim đáy biển vậy, kết quả phát hiện biển lại so tưởng tượng bên trong còn lớn hơn. Không sao, nếu Thiên Linh Tông Ngọc Ấn ở chỗ này có cảm ứng, chúng ta lại là như vậy tràn đầy không mục đích tìm, không bằng đi thử vận khí một chút. Trực giác nói cho Diệp Thần, Ngọc này ấn thật không đơn giản, nơi đây lại là như vậy. Thái Thần suy nghĩ một phen, cũng là nhẹ khẽ gật đầu, thà như vậy mò kim đáy biển, ngược lại không như xem cái này Thiên Linh Tông Ngọc Ấn chỉ dẫn vì sao. Ba người căn cứ chỉ dẫn, chính là đi tới chỗ tòa này đổ nát miếu thờ trước cửa, đại môn màu đỏ loét bên trên, liền vậy đồng xanh đổ bê tông bông tai đều là ngâm nhuộm đỏ thẫm, mùi khó ngửi hết sức. Trên cửa dính liền màu máu. Diệp Thần một mắt chính là nhìn ra, cái này có thể không chỉ là đơn giản tất mặt mà thôi, từng có qua một tràng huyết chiến, hơi thở kinh niên không tiêu tan. Oanh! Hai tay nhẹ nhàng đè ở trên đó, bên tai truyền tới tiếng chém giết chính là nhập não, một kiếm tự ý thức tới. Ca! Diệp Thần thần hồn vượt xa hắn tu vi, còn có luân hồi thánh hồn thiên cái loại này nghịch thiên tồn tại, trong nháy mắt thần niệm lộ ra, đem quỷ dị kia một kiếm ngăn lại. Cót két! Trước mặt đóng chặt hai phiến đại môn màu đỏ loét từ từ mở ra, trong đó đá hán bạch ngọc trải xây đình viện lộ vẻ được biệt dạng nhã trí, cũng có không thuộc về Phật môn nơi thanh tịnh thế tục sầm uất cảm giác. Cái này, Chu Uyên vậy phát hiện nơi này quỷ dị, rõ ràng sân nhỏ bên trong cũng không bất kỳ sinh mạng tồn tại dấu vết, càng không cây cối cỏ thực trồng trọt, nhưng đầy đất trừ kinh niên không có dấu người mà phân bố bụi bậm ngọc sắc ra, nhưng là khô héo lá rơi. Một cước đạp chính là nghiền thành phấn vụn. Tiền bối. Diệp Thần cùng Chu Uyên quay đầu lại, này miếu mặc dù không có chút nào ý định giết người hiện ra, nhưng cho hắn hai người cảm giác không được tự nhiên, không khỏi được nhìn về Thái Thần. Không sao, lại đi tới trước xem. Thái Thần trong chốc lát cũng không nhận ra được dị thường, Thiên Linh Ngọc Ấn chỉ dẫn bộc phát mãnh liệt, một nhóm ba người theo sân nhỏ đi chỗ sâu xuất phát. Chủ điện bên trên tràn đầy tất cả loại châu báu linh vật đắp ra sầm uất, cũng may ba người cũng không phải là tới đây tìm bảo, đối với lần này cũng không cảm mạo. Nhưng cầm đầu cung phụng mấy chục tượng Phật lớn bóng người, nhưng là đưa tới Diệp Thần đám người chú ý. Nơi này cung phụng cũng không phải là thế gian Phật tổ. Chu Uyên kinh hô, Phật giáo tổ, cơ hồ ở mỗi cái miếu thờ chủ vị đều là không thể thiếu được, mà ở này 10 tôn tượng Phật, bọn họ nhưng là một cái đều không từng gặp qua. Cung phụng là Phật mới. Chu Uyên gãi đầu một cái, thậm chí là đang hoài nghi mình kiến thức nông cạn. Những thứ này tượng Phật, ta cũng không từng gặp qua. Thái Thần mở miệng nói. Bọn họ diễn cảm dữ tợn, tựa hồ động cực mạnh sát ý. Cái này ở Phật giáo nhưng mà cấm kỵ, nhưng lại vì sao cung phụng ở chỗ này, được người kính ngưỡng. Diệp Thần nhìn vòng quanh mỗi một cái tượng Phật, tất cả pho tượng cũng có chung một cái đặc thù, ánh mắt lạnh lùng. Bại lộ vô cùng sát ý. Hắn đi qua chúng sanh giới, gặp qua chân lý Phật tổ, tự nhiên đối Phật đạo có cực mạnh hiểu. Đinh! Một tiếng giòn giã, ở nơi này không có tiếng vang nào chủ điện bên trên, không thể nghi ngờ lộ vẻ được 10 phần quỷ dị. Hàng ma sử. Đã từng là một chuôi bị hương khói dựng dưỡng vô số trở Phật môn thánh khí lại là vô căn cứ rơi xuống đất, phát ra tiếng vang làm mấy người thần hồn run lên. Kinh này ném một cái. Đoạn vì hai đoạn. Sư tôn, cái này hàng ma sử lại như vậy yếu ớt. Chu Uyên tiến lên, một cái nâng lên rơi xuống đất gãy lìa hàng ma sử, cầm lên tỉ mỉ nhìn xem. Chú ý! Thái Thần nhưng là phát hiện, chẳng biết lúc nào, Chu Uyên nơi mi tâm,
một đạo màu máu dấu vết vạch qua, cả người sắc mặt đều là tà mị liền mấy phần. Trong nháy mắt Thái Thần chính là giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở Chu Uyên trán, đem thần bí kia lại quỷ dị lực lượng hấp thu. T. Liền hắn đều không khỏi được rất kinh ngạc, cái này một luồng tà ý, lại như vậy bá đạo, luyện hóa lại cần vận dụng hắn tu vi. Đừng đụng cái vật kia. Thái Thần dặn dò. Phật ma chày. Diệp Thần nghi ngờ nói, chẳng lẽ cũng không phải là hàng ma sử, mà là truyền thuyết bên trong, Phật môn nơi thanh tịnh đều có không cách nào dung chuyển tồn tại lúc đó, mới sẽ vận dụng lá bài tẩy. Phật môn sạch sẽ mắt lực đều không cách nào tiêu trừ tồn tại, chỉ có thể lấy giống nhau ma ý đối kháng, tập hợp Phật môn cùng ma ý hợp nhất tồn tại, Phật ma chày. Liền Phật ma chày cũng vết nứt, rốt cuộc là dạng gì tồn tại, tiêu diệt liền chỗ tòa này đã từng khoáng đạt, cực thịnh một thời Phật môn nơi thanh tịnh. Thái Thần tự nhiên vậy nhìn ra liền cái này vật món lai lịch, nhưng tỉ mỉ đẩy một cái gõ liền lại là kinh người, chẳng lẽ năm xưa nơi này phát sinh huyết chiến vô cùng là kinh người. Bỏ mặc chuyện gì xảy ra, hiện tại đã sớm truy tìm không có kết quả, người vậy Ngọc Ấn chỉ dẫn chúng ta tới đây. Tất nhiên có nguyên nhân. Thái Thần cũng có chút nghi ngờ, mặc dù quỷ bí, nhưng nhìn dáng dấp, cũng là thời kỳ viễn cổ chuyện xảy ra. Như vậy tàn khí lại có thể bá đạo như vậy. Mới vừa trong nháy mắt trước liền đạo Chu Uyên trên mặt cũng có chút ngưng trọng, sau đó nhìn một cái Phật ma chày, đột nhiên, dị biến hoành xanh. Phịch! Một thanh âm vang lên động, Phật ma chày thẳng đập về phía trên chủ vị rõ vẻ mặt đầy áp sát ý tượng Phật kia bên trên, đem có chừng một người lớn nhỏ đầu lâu đập xuống. Oanh! Rơi xuống đất tượng Phật đầu lâu lúc này vỡ vụn, một đôi tròng mắt như cũ trợn tròn đôi mắt, làm người ta kinh hãi. Công tử! Sư tôn! Mau xem! Chu Uyên không có nhìn về trên đất tượng Phật đầu lâu, mà là ngước mắt giật mình nói. Diệp Thần cùng Thái Thần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được ban đầu vậy tượng Phật ngồi đủ gáy gãy lìa đầu lâu chỗ, lại có một tôn to lớn đầu rồng. Lại một xem chút, vậy chớp mắt rồi biến mất đầu rồng lại chỉ là tượng Phật sau lưng một bộ treo đồ, lộ ra hình dáng. Trong nháy mắt sau đó, chính là lại cũng không gặp, chỉ để lại một tòa không tường. Tà Long! Thái Thần đã từng có nghe thấy, tà kiếm cửu cầm chuôi này tuyệt thế thần binh bên trong, từng có một rồng linh dựng dưỡng ở bên trong, giúp hắn sát phạt vô số, tính tình tà ác. Mới vừa vậy kinh hồng vừa hiện, mặc dù không có thấy rõ, thế nhưng tà ác hơi thở nhưng là cho người để lại ấn tượng sâu sắc. Diệp Thần, xem ra chúng ta tìm đúng chỗ. Thái Thần nhẹ giọng nói. Tiền bối, ngài là nói, năm xưa đem nơi đây Phật môn tàn sát hầu như không còn. Là bên trong kiếm dựng dưỡng tà long. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, giờ toàn bộ Phật môn cũng không có lực chống cự tồn tại, lại chỉ là bên trong kiếm kiếm linh. Như cá gặp nước, Thái Thần lẩm bẩm nói, cái này nhiệt xúc bản thân thực lực có lẽ không có như thế mạnh mẽ, vạn năm trước bí mật chúng ta không cách nào thăm dò, có lẽ nó bị đóng chặt ở chỗ này, trọn đời trấn áp vậy nói không chừng. Nếu không, vậy tà kiếm cửu cũng sẽ không như vậy nóng lòng, để cho ngươi tới lấy kiếm. Có lẽ chỉ có ngươi mới có thể giải khai cái này phong ấn. Giờ toàn bộ Phật môn sức mạnh to lớn lau sạch tồn tại, không thể coi thường à. Thái Thần dừng một chút, không có nói tiếp. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là nói tiếp, Phật môn chú trọng vãng sinh, cầu duyên. Nếu như Tà Long có thể lại xuất hiện thế gian, chỉ có trần quy trần, đất quay về đất. Cũng hoặc là phải, chuyển thế. Cũng chính là luân hồi. Diệp Thần tròng mắt đông lại một cái. Giỏi một cái tà kiếm cửu, ở chỗ này chờ mình, hắn biết được tà long hồi phục vô vọng, Phật môn lực vô cùng, nhưng chỉ có luân hồi có thể rõ ràng. Không sai, tượng Phật này sau lưng, liên tiếp là một cái âm mưu to lớn. Thái Thần chắc chắn nói, nếu như giải khai Phật môn phong ấn, tiền bối có thể có biện pháp hàng vậy tà long. Diệp Thần hỏi, giờ toàn bộ Phật môn nơi thanh tịnh, phối hợp căn cơ mới phong ấn tồn tại. Tuyệt không phải hắn và Chu Uyên như vậy tu vi có thể dung chuyển, hôm nay duy nhất cậy vào, cũng chỉ có Thái Thần. Khó mà nói. Lúc trước vậy liếc một cái, Tà Long hơi thở dư âm, vậy bị phong ấn nhất giới, vẫn là không biết. Diệp Thần muốn để cho Huyết Long ra tay, Huyết Long mặc dù hôm nay thừa kế thiên lý, nhưng phát triển thời gian cuối cùng quá nhiều, nếu để cho Huyết Long đầy đủ thời gian, tất nhiên có thể nghiền ép Tà Long. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong cơ thể võ đạo luân hồi đồ bên trong, khí thế tuyệt cảnh đỉnh thứ 7. Ha ha ha, ta cảm nhận được liền nó hơi thở.
hơi có vẻ lôi thôi người đàn ông đồ đen, giờ phút này nhưng là mặt lộ sạch bóng, lòng dạ hiện ra hết. Phục Tô Long Hồn mở miệng nói, lại thật ở thí thần địa ngục phát hiện tung tích, như vậy ước định của các ngươi muốn làm đếm. Tà kiếm cửu hừ lạnh một tiếng, nói, tà Long Chu Hồn Kiếm cũng là bọn họ phối chấm mút. Đều được là nó chất dinh dưỡng đi, luân hồi chi chủ một khi bỏ mình, như vậy khí thế tuyệt cảnh phong ấn cũng chỉ giống như không có tác dụng. Phục Tô Long Hồn nhưng là lo lắng nói, vậy tà Long hôm nay cảnh giới liền ta cũng không rõ được, ngược lại là các ngươi tới giữa thượng cổ ước định. Sẽ trở thành là phiền toái. Yên tâm đi, ta còn lưu có hậu thủ, dưới mắt mấu chốt chính là để cho luân hồi chi chủ bỏ mình. Người ta an tâm chờ đợi rời đi chính là, còn như sau này. Tự nhiên sẽ dựa theo kế hoạch đi. Tà kiếm cửu cũng là một hồi trầm mặc, lại nữa lời nói. Kiếm năm, thanh thu ly ca. Trảm thiên cửu kiếm kiếm ý, đột nhiên nổ bể ra, giống như thanh thu bên trong tấu vang lên một khúc cách ca. Nghiêm nghị ai uyển, động lòng người. Diệp thần một kiếm vung ra, vô hình luân hồi ý chí xuyên qua mà qua tượng Phật ngực, nhưng là không có nghĩ xem bên trong thiên địa nổ tung cảm giác, ngược lại thì Phật thân thể tản ra một hồi ánh sáng nhu hòa, bao phủ cả tòa đại điện. Công tử, mau xem. Chu Uyên một tay chỉ địa, chỉ gặp một màn quỷ dị xảy ra, ban đầu ngã xuống đất tan vỡ Phật thủ trong mắt lại nữa lạnh lùng, khóe miệng liếc mắt mà xem, vẫn còn có mấy phần nụ cười. Phật thủ mâu gian tản ra một đạo tinh mang, ánh chiếu Phật thân thể ngực, chợt nguyên tượng Phật ngồi kể cả chủ điện trước toàn bộ ở bên trong 10 tôn tượng Phật đều là hóa thành từng viên một điểm sáng, tạc đánh sau lưng vậy chặn một cái thực tường. Phịch, 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 nhiều tiếng đánh lọt vào tai, chỉ gặp ba người trước mắt, một đạo thần môn hiện ra đường danh, nối liền hướng một nơi không biết tên không gian, từ Diệp thần đám người thị giác nhìn lại, thâm thúy không thấy đáy. Phật môn nơi thanh tịnh phong ấn. Bị luân hồi võ đạo phá vỡ. Chu Uyên cũng là cả kinh, khó tin nói. Cái này sau lưng không gian, nhất định không đơn giản, hai người các ngươi nhất định phải theo sát chân ta, nửa bước không thể rời đi. Thái thần ánh mắt ngưng trọng, cái này không biết không gian, cũng cho hắn một cổ không nói cảm giác bị áp bách, rõ ràng thâm thúy nhìn không tới cuối, nhưng là cảm giác được lau một cái nguy cơ. Làm phiền tiền bối hộ tống. Diệp thần cũng là một mặt nghiêm túc. Tà Long Chu Hồn Kiếm đầu mối trời xui đất khiến lại sẽ bị Thiên Linh Tông Linh Ngọc Ấn phát hiện, hôm nay chính là hắn mong đợi phá cuộc. Lên! Ba người thân hình chớp mắt, thẳng cướp nhập thần cửa bên kia, cảm nhận được liền mấy người hơi thở biến mất, thần môn chậm rãi khép lại, trên đất té thành hai nửa Phật ma chày, lại là lần nữa phát ra một tiếng giòn giã. Đinh! Đáng tiếc nhưng là không người lại nghe được, chỉ gặp chủ điện bên trên thời gian nháy mắt thời gian nhớ lại. 10 tôn tượng Phật lần nữa hiện ra, cầm đầu một tôn trừng mắt, sát ý nghiêm nghị. Hô! Bốn phương tám hướng đều là thổi lất phất vô tận âm phong, Diệp thần cùng ba người đặt chân cái này mảnh không gian dậy, chính là cảm thấy trong lòng phiền muộn cảm giác tự nhiên. Cái này trong gió có một ít nói vật, lại sẽ ảnh hưởng tâm thần. Thái thần dặn dò hai người, chớ có bị tà niệm ăn mòn thần hồn, Diệp thần luân hồi thánh hồn thiên thi triển, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Trăng trắng xám treo ở trên trời, một mục nhìn lại, thê lương hiện ra hết, cùng nguyên phiến thiên địa tướng hô ứng, tràn đầy bao la sơn xuyên tới giữa, cũng là màu trắng bạc phân bố, ánh trăng như nước thủy triều. Tà Long sẽ ở này qua lại sao? Chu Uyên không khỏi dùng mình một cái, đặt câu hỏi nói. Võ giả, vốn là nghịch thiên mà đi, không sợ bệnh tật thiên tai, nhất là xem Diệp thần cùng Chu Uyên như vậy cường giả, từ sẽ không dễ dàng bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Hôm nay lại đáy lòng có sợ hãi. Chỗ này có cổ quái, vững chắc thần hồn. Diệp thần lên tiếng nhắc nhở. Một bên thái thần chính là ở phòng bị bốn phía, thần thức văng tứ tán, nhưng là như cũ chưa từng phát hiện vật còn sống tung tích. Công tử, ngọn núi kia, mới vừa rồi là ở di động sao? Chu Uyên dụi mắt một cái, nhưng là nhìn thấy trước mặt mình cách đó không xa nhóm đỉnh bên trong, có một tòa tựa hồ lệch hướng ban đầu trước vị trí mấy phần. Nhưng cũng chưa từng nghe tới tiếng vang. Một ngọn núi coi như sẽ chạy, làm sao vậy sẽ động đất thiên diêu chứ? Chú ý, cái này Tà Long đã phát hiện chúng ta. Thái thần sắc mặt trầm xuống, chợt hướng về phía nhóm đỉnh tới giữa, một trưởng ngang nhiên vung ra. Ngao! Một tiếng long ngâm vang khắp thiên địa. Thái thần dễ như bỡn một trưởng thẳng xé nguyên phiến liên miên bất tuyệt nhóm đỉnh, bụi bậm đầy trời nâng lên, che lồng giới này nhật nguyệt.
liền trong trẻo lạnh lùng ánh trăng cũng thấu không quá nửa phút. Oanh! Không ngừng hóa thành phấn vụn vách núi tiêu tán, vô số cụm núi tiếp liền bị tận gốc lột bỏ, long lanh trong suốt ngăn lại đuôi rồng như ẩn như hiện. Sư tôn, cái này! Chu Uyên mở to tròng mắt nhìn hết thảy trước mắt, ở nơi này vô giới hạn bên trong thế giới, chỉ là lau một cái trong suốt, chính là đủ để diệu thế. Một tiếng long ngâm, lại là cơ hồ chấn vỡ thiên địa. Hô! Vèo vèo tiếng gió từ bên tai vạch qua, nhưng là lại không gặp kỳ hình, may là lấy Diệp Thần giờ phút này tụ tinh ngưng thần trạng thái, cũng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, không được theo dõi toàn cảnh. Xem ra chính là các ngươi. Một hồi âm trầm thấp giọng líu díu, đi đôi với giữa trời đất cuộn sạch biến dạng hư không âm phong lên, ép được Diệp Thần cùng Chu Uyên đều là không thể không dốc hết thủ đoạn phòng ngự. Thời khắc này trên bầu trời, gió mát lạnh ngưng, hóa thành từng trận mây xanh ngưng tụ thành vô số đầu rồng, trừng mắt mắt nhìn xuống mặt đất, một tôn tôn thần thú đứng đầu hiển hóa trên hư không, chín tầng trời đều là lộ vẻ được bị đè một đầu. Diệp Thần mơ hồ cảm giác trong cơ thể đạo linh lửa muốn lao ra thân thể. Kinh khủng này ra hỏa, cũng không xem khi đó lửa hoàng vậy yếu ớt. Nếu nói là Diệp Thần có thể thu phục lửa hoàng dung hợp tại đạo linh lửa là may mắn cơ hội, dưới mắt cái này tà long thật hồn, liền chỉ có dựa vào tuyệt đối thực lực chân áp. Oanh! Đại thế uy áp ngang nhiên tới, thấy đầu không thấy đuôi tà long chi hồn, chỉ là hư ảnh hiển hóa, chính là đè được hắn cùng Chu Uyên không thở nổi, cái này một chàng cứng rắn chiến đấu, còn chưa tới, chính là hạ phong. Tử Sam Thái Thần dáng người cao ngất, vững vàng đem hai vị hậu bối bảo vệ ở sau lưng, một người khu, ngăn cản nguyên giới oai. Loài người! Một đôi tròng mắt giống như đại nhật vậy hiện ra, chói mắt vô cùng, chăm chú nhìn Thái Thần. Tà Long Chu Hồn Kiếm. Hôm nay xem ra, ngày xưa nhân quả, còn có ý hắn. Thái Thần nhẹ giọng líu díu, ánh mắt thâm thúy, nhưng là nhìn về ngoài bầu trời. À! Một tiếng ngoài cửu thiên nghi ngờ vang lên, theo sát chính là giữa trời đất vô tận ý định giết người tiệm khởi. Không có dư thừa lời nói, ánh trăng vẩy chiếu màu trắng bạc bên trong thế giới, thịt sống sắc mùi vị phân bố, mấy người phòng bị. Rắc rắc! Một tiếng nổ vang, Diệp Thần cảm giác bên trong hết thảy đều ở đây vỡ nhỏ, liền hắn nơi lộ ra thần niệm đều là trong nháy mắt bị vặn diệt. Hô! Một bên Chu Uyên đồng dạng là ăn giống nhau đắng, một tiếng thở dài. Sắc mặt hơi có vẻ từng cơn xanh trắng, thần tình nghiêm túc nhìn về Diệp Thần. Súc sinh này, vì sao sẽ trở thành vừa được như vậy bước? Diệp Thần cũng là khó hiểu kinh ngạc, cái này tà long, chỉ là một đạo thật hồn mà thôi, bị đóng chặt chấn ở thân kiếm bên trong, sao sẽ như vậy mạnh mẽ? Mặc dù hắn không cách nào cảm giác tà long chân chính cảnh giới, nhưng từ tình huống trước mắt tới xem, tên này, sợ rằng đã đặt chân liền cực kỳ kinh khủng bước. Chí ít vô lượng cảnh trung hậu kỳ. Cùng lúc đó, khí thế tuyệt cảnh bên trong. Lại là một đời, ẩn núp nơi này, coi là thật đáng. Khí thế tuyệt cảnh đỉnh thứ 7 trên, Phục Tô Long Hồn cảm nhận được liền cùng mình đồng nguyên lực lượng, nó biết là tà long ra tay, hết thảy dựa theo kế hoạch an bài thành thạo động. Nhìn cách đó không xa suối ao bên trong ở trần tắm người trung niên, hắn mở miệng nói. May mắn dò được một chút nhân quả. Nếu không có hành động này, dù là gọi tôn thái thượng thế giới, như nhau không cách nào chống đỡ đám kia tồn tại, thà như vậy, không bằng đánh một trận à. Nhìn như lôi thôi người trung niên trong mắt lúc này, có bầu liền không giống với đời này tinh mang. Cùng trước kia nội liễm so sánh, lúc này tà kiếm cừu, có mấy phần bày mưu lập kế bên trong, chỉ điểm trong thiên địa ý. À, từ chém tu vi, vạn năm tới không được tích trữ vào, ở nơi này sương mù dày đặc bên trong. Phục Tô Long Hồn một tiếng thở dài, còn muốn nói gì, nhưng là bị tà kiếm cừu ngăn lại, nói, hết thảy các thứ này đều đáng giá được, chỉ cần có thể ở cái này nhất thế tranh phong. Người trung niên quanh thân ngay tức thì bạo tán ra vô cùng hơi thở, sắc bén sát ý hóa thành cương phong thẳng phá thể ra, bả vai, bụng, liền hai cánh tay đều là giống như lậu khí quả banh ra vậy, từng đạo mũi nhọn cắt rời ra. À! Phục Tô Long Hồn lắc lắc to lớn đầu rồng, há miệng phun hơi thở. Một đạo ánh sáng nhu hòa sáng lên, thương khung gian xương trắng bay lên rót ngược, thiên tùy âm thủy từ thế gian mỗi một sừng thấm hạ, chìm ngập đỉnh thứ 7. Trắng tinh như mây thiên tuyền tưới dưới, khép lại tà kiếm cừu thân xác, khi đó khắc kế cận sụp đổ tan vỡ thân thể, đang bị đổ bê tông sau đó, liền ra thịt lại là giống như ra đời em bé vậy non trượt.
ngươi thực lực, bộc phát tinh tiến. Tà kiếm cửu giơ tay lên nhìn một chút mình cánh tay thon dài, nhẹ giọng cười nói. Theo luân hồi chi chủ thực lực bắn ra vào, cái này đỉnh thứ bảy khí cơ, ta đều có chút không che giấu được, nếu như lại cho người này thời gian, nếu thời gian dài, chỉ xanh sự bưng. Phục Tô Long Hồn đáp lại. Ha ha, luân hồi chi chủ danh bất hư truyền, nhưng mà, cái này nhất thế tranh, bằng vào chút thủ đoạn này, cũng khó tránh khỏi chết hiểu cục. Đáng tiếc, hắn không có thời gian, lần này, ta sẽ đích thân đưa hắn lên đường. Tà kiếm cửu tựa hồ đối với Diệp Thần nhất cử nhất động sáng tỏ tại ngực, đầy không thèm để ý, bước bước chân hướng đám mây chỗ sâu đi tới, nói hắn bên người tựa hồ còn có một hộ đạo giả. Chỉ cần không phải Nhâm Phi Phàm, hết thảy đều dễ nói. Ừ, bước qua một bước kia, mặc dù không tục, nhưng cũng không lực xoay chuyển trời đất. Tà kiếm cửu hình bóng chỉ là nhẹ giọng dặn dò một tiếng. Nếu như đến một bước kia, ta sẽ đích thân ra tay. Ẩn núp liền nhiều năm như vậy, cũng nên đi vòng một chút, cái này mọi người, cũng nên nhớ lại đã từng cái đó sát thần diện mạo mới đúng. Ha ha! Hắn tiếng cười thật là liều lĩnh, cùng bộ kia hơi có vẻ lôi thôi tướng mạo hình thành so sánh rõ ràng. Phục Tô Long Hồn nhìn vậy dần dần biến mất ở biển mây chỗ sâu bóng người, cũng là không khỏi dù gì nói. Đại hạn sẽ hết. Nó ánh mắt dần dần đổi được rét lạnh đứng lên, cả tòa thiên tuyền đều là ở nháy mắt tức thì ngưng tụ thành băng cứng, một khắc trước thượng còn nóng hổi nguồn suối, giờ phút này đã sớm hóa thành vạn năm không phá hàn băng, giống như lăng kính vậy chiếu ngược vô biên thân rồng. Hình ảnh quay về. Oanh! Thí thần địa ngục bên trong. Liên miên dãy núi giống như bị giao cho sinh mạng, theo một hồi đất rung núi chuyển, trong suốt đuôi rồng một cái càn quét, diệt tuyệt bá tánh. Nghiệt xúc, thái thần thân hình giống như muối bỏ biển, nhưng là chống đỡ nguyên phiến thiên địa, một tiếng khẽ quát, yên tĩnh bên trong thế giới, liền không hơi thở tiếng gió đều là ngay tức thì chỉ mâu. Tử sam hình bóng đổ ánh thương khung, quay đầu lại một cái nhìn thoáng qua tới giữa, một tiếng long ngâm tiếng gào thống khổ rung động hoàn vũ. Diệp Thần cùng Chu Uyên ngay tức thì trước ngực một im lìm, khí huyết nghịch hành, phun ra một ngụm máu tươi. Rào 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 rào. Theo sát phía sau tới phải, chư thiên mưa máu rơi xuống, đi đôi với vô cùng mùi hôi thối, một phiến phiến vảy làm thịt vụn, giống như là mưa đá vậy, chi chít nện xuống. Loài người đáng chết. Tức giận tiếng cùng vẻ sợ hãi cùng tồn tại, thiên địa đại lộ đều là ở nơi này tử sam người đàn ông trung niên trước mặt, từng cơn run sợ. Suy, từng viên một mưa máu rớt xuống, hột rõ ràng máu tươi nhỏ xuống ở Diệp Thần quanh thân bề mặt bên trên, tí ti sương mù màu đen lượn lờ ở hắn cùng Chu Uyên quanh thân. Cái này tà long máu, đều là như vậy bá đạo. Chu Uyên thở dài nói, từ hắn xuất thế tới nay, chiến đấu lớn nhỏ theo Diệp Thần trải qua không phải số ít, ví dụ như Quá Viêm Đế cùng Lạc Gia Cường giả tới vực ngoại nhất giới đổ thừa chuyện, vậy một kiện đều phải cần đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính dũng khí. Hôm nay tà long máu tươi rơi xuống hư không, đều là đủ để đem mình trọng thương, này cùng nguy tình dưới, Chu Uyên vậy vẫn là như vậy quen thuộc cười nói. Công tử, sư tôn ra tay, cái này tà long nhất định không cách nào chạy khỏi. Không đúng. Diệp Thần nhưng là khẽ gật đầu một cái này thí thần địa ngục hung hiểm vạn phần, hơi không lưu ý, chính là sẽ chết. Bước vào nơi đây, nhìn trước mắt mặc dù giống như là một bên cục diện ngược lại. Dù sao lấy thái thần che trời thực lực mà nói, cũng không không ổn, nhưng trực giác nhưng là nói cho Diệp Thần, sự việc cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi cùng ta tới. Suy nghĩ nửa khắc, Diệp Thần thu hồi ánh mắt quang, lại nữa nhìn về trên hư không bóng người, tầng thứ này chiến đấu, bọn họ căn bản không xen tay vào được, sợ rằng chỉ là dư âm, đều đủ để cho hai người tan thành mây khói. Công tử ngươi đây là có cái khác dự định. Chu Uyên theo Diệp Thần đi tới một mảnh đất giới, cũng là không khỏi nghi ngờ nói. Phạm Thiên Thần Công, trận tự quyết, ngưng. Chỉ gặp Diệp Thần dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái, chợt nguyên tòa trận pháp chậm rãi bắt đầu hiện lên, bát quái cửu cung vị, xem được liền Chu Uyên đều là hoa cả mắt. Nếu như nói đến võ đạo, hắn tuyệt đối thứ xung phong một cái sông trận, dù là bỏ mình vậy tuyệt sẽ không một chút nhíu mày, nhưng lại nhìn chăm chăm nhìn một chút trước mắt Diệp Thần. Liền liền Chu Uyên mình, đều là không khỏi được nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Trận pháp. Chu Uyên nhẹ giọng nói, vật này, thái thần không phải là không có đã dạy hắn, trụ cột thủ quyết giấu tay, đều là thân truyền cho. Nhưng làm sao, không phải mỗi một cái cố gắng thiên tài,
cũng có thể trở thành trận pháp đại sư. Chu Uyên, đừng lo lắng, người đi cái vị trí kia đứng yên, sau đó dựa theo ta nói làm. Ngay tại Chu Uyên ngẩn ra xúc động để gặp, Diệp Thần thanh âm đã tự thân trước cách đó không xa truyền tới, thấy phía trước vậy lóng lánh ánh sáng nhô ra, hắn dậm chân đi. Oanh! Trên 9 tầng trời mưa máu không ngừng bỏ ra, cả tòa bên trong thế giới đều là tà long thô trọng thở dốc tiếng đang không ngừng kéo dài, kiểu khác quỷ dị thê thảm, giống như là thiên khóc. Thái thần nhìn thấy cảnh này, trong mắt đông lại một cái, lại là một mình xông lên về phía chân trời, lấy thân làm nói, sắc lệnh chư thiên mở miệng nói. Một lần long linh, đã có hôm nay chính là cửu thế tích đức, lại dám nhiễu loạn nhân thế sinh sát, khinh bạc Phật môn thánh địa. Trong hư không nhưng là vang lên một tiếng hừ lạnh, nháy mắt tức thì còn tựa như xuân đêm vậy mưa nhỏ lâu dài đêm ở đột nhiên sương hoa vạn dặm. Ha ha ha! Một hồi cười quái dị vang lên, vẫn là tà long thấy đầu không thấy đuôi. Thánh địa, sinh sát! Ta trưởng giới này vạn đạo, nhân quả đều là ở tình lý bên trong, nằm trong dữ liệu, còn như đám kia con lửa ngốc. Đáng chết! Đề cập đến lúc trước đổ nát miếu thờ gặp gỡ lúc đó, liền liền vậy thanh âm quỷ dị. Tựa hồ cũng có giận đùng đùng ý. Một cái chớp mắt tới giữa, ban đầu đầy trời mưa máu phiêu sái như mau chóng, xếp thành sóng gió cuốn sạch thiên địa, sông máu chảy đầy, cơ hồ che trời. Người vậy như vậy, dù là thực lực không tệ, vậy đến đây chấm dứt. Gào thét đi đôi với long ngâm vang lên, tựa như mất lý trí tà long, cũng không từng nhìn gặp qua mặt mũi thực nó đột nhiên từ vạn dặm sông máu bên trong sông ra. Phiến phiến vảy bên trên cũng là một bộ chưa từng thấy qua người xa lạ ở nhìn chăm chú. Chiếu ngược chư thiên, cũng ở đây hiện ra cái này trắng bệch quỷ dị, khó mà danh trạng một màn. Chỉ gặp mỗi một phiến vảy bên trên, cũng đang lóe lên một bộ tái nhợt mặt quỷ, có cụ già, có đứa bé, cũng có ý khí phấn phát giờ phút này nhưng là giống như quỷ treo cổ vậy khóc tang mặt. Tất cả loại thê thảm oán hận thanh âm tề tụ, liền thái thần đều không khỏi được cau mày. Thí thần địa ngục. Quả nhiên không chịu suối vàng tên. Nhất khí hóa tam thanh cùng lá bài tẩy tất cả đều thi triển ra, vậy vô số kèm theo ở huyết long quanh thân, kêu rên lệ quỷ đồng loạt bạo tán, ánh sáng nóng rực thẳng bắn thủng một cái hóa hình hồn di hài. Người cùng lại dám lỗ mãng, hôm nay liền để cho người địa ngục này, vô ma. Tử sam trung niên mái tóc dài theo gió phiêu tán, mão một bộ vương miện vô cùng tuyệt luân, tản ra vương giả uy thế, ước chừng mấy triệu oán linh đổ xô vào. Oanh! Một đạo lượn lờ ở thái thần quanh thân thanh khí hiển hóa càn khôn lực, phải biết, trước kia một chút loang lổ tạp chí lực, đều là suýt nữa để cho Diệp Thần cùng Chu Uyên chết, đạo này tinh thuần vô cùng hơi thở, nhưng là thời khắc kèm theo ở tử sam trung niên chừng. Nhất khí hóa tam thanh. Theo một tiếng khẽ quát, thái thần thân hình dần dần đổi được hư ảo mờ mịt, tuyệt điên hơi thở đang không ngừng leo lên. Liền một giới này thiên địa đều ở đây run sợ, co đầu rút cổ. Rắc rắc, theo vô lượng cường giả hơi thở đến điểm giới hạn, cả tòa thế giới không gian bắt đầu dần dần vỡ nhỏ, hóa thành lau một cái lau lưu quang cực nhanh đi. Vèo vèo, vô số đạo mảnh vỡ băng tán phóng kích động, thái thần nhưng là không thèm để ý chút nào, tĩnh tâm ngưng thần cảm thụ tà long hơi thở. Ba đạo phân thân sừng sững ở mênh mông mặt đất bên trên, muối bỏ biển vậy thân hình ở thời gian sông dài bên trong lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé. Nhưng chính là như vậy để cho người lơ là bóng dáng, nhưng là phát ra chấn triệt ngân hà đích một tiếng. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Chợt, một tiếng khẽ quát dưới, cả tòa thế giới đều là giống như giấy phiến vậy bị cắt rời, vỡ thành vô số khối mảnh vụn lụi bại thế giới bên trong, ba đạo thân ảnh chạy bắn về phía bất đồng phương vị. Đầu rồng, thân rồng, đuôi rồng, bình bịch bịch, tiếp liền ba tiếng nổ vang. Cả tòa thế giới ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mơ hồ không rõ. Cực độ thống khổ vặn vẹo tiếng ở chỗ này giới bên trong bồng bềnh. Đầy trời vảy bạo tán, rối rít lên cao màu đỏ như bông tuyết bay nhứ, thế giới rơi vào yên lặng bên trong, lại không tà long tức giận. Kết thúc. Chu Uyên cảm nhận được vậy như sắp băng điểm cảm giác bị áp bách đột nhiên tiêu tán, không khỏi được dưới chân nhịp bước cũng là tràn vào chậm. Thấy Diệp Thần liền cũng không ngẩng đầu. Dịu dàng ánh sáng bao gồm quanh thân, từng đạo thần bí đường vân ở người bên như ẩn như hiện, khắc vào trong hư không giống như kim rơi xuống hãn biển, không gặp tung tích. Công tử! Chu Uyên ánh mắt hơi có vẻ lo âu, Diệp Thần hơi thở bắt đầu hư nổi lên, giữa trán chén lớn mồ hôi hột không ngừng nhỏ xuống.
nhìn trước mắt ánh mắt kiên nghị Diệp Thần, Chu Uyên bỗng nhiên có một loại cảm giác tự nhiên sinh lòng, tựa hồ trước mặt cái này đơn bạc bóng người, có thể chống lên dù là sụp đổ thiên địa. Vù vù, cảnh tượng trước mắt phút chốc khép mở, Chu Uyên chỉ cảm thấy tâm thần run lên, chợt sắc mặt một hồi đỏ ửng, hô hấp dồn dập. Cả tòa thế giới bên trong, nhiệt độ ở dần dần lên cao, liền còn sót không khí cũng đang sôi trào cháy, phát ra suy suy thanh âm. Lấy giới là lò luyện. Trên 9 tầng trời trực diện dị tượng Thái Thần ánh mắt đông lại một cái, hắn dự cảm được cái gì, mong xuống phía dưới Diệp Thần cùng Chu Uyên, vừa muốn động tác, nhưng là bị Diệp Thần truyền âm khuyên can. Tiền bối không thể. Nếu thật là như ngươi sở liệu, một khi bùng nổ đại chiến, ta liền không rảnh chiếu cố đến các ngươi. Thái Thần sắc mặt một hồi biến ảo, trong con mắt vẻ lo âu không giảm, mặc dù Diệp Thần có quyết đoán, nhưng phần thắng vẫn là chưa chắc có thể gặp. Oanh! Từng tầng lực lượng ép xuống, thiên địa từng cơn run run, vô số bụi bẩm từ chân trời rơi xuống. Một giới này đang bị không ngừng nén, đến điểm giới hạn sẽ vỡ nát. Thái Thần một quyền ngang nhiên đánh ra, máu giống vậy mái vòm nhưng là không chút nào dị động, hở một tí lật đổ nhất giới hắn, giờ phút này lại không cách nào phá toái hư không. Đại lộ phù văn đang lấp lánh, màu vàng kim đường vân đổ ánh hư không, giống như gông xiềng, đem nguyên phiến thiên địa nhốt. Vô dụng, người trước kia lực lượng, đã sáp nhập vào thiên địa ý chí bên trong, củng cố giới này phong ấn, may mà nó. Tà Long thanh âm vang lên, màn trời tới giữa, ngày cùng tháng đồng huy, phát ra một tiếng nổ ầm, lại là nứt ra hai đạo vực sâu vậy chỗ rách, kinh khủng dữ tợn, đó là con ngươi của nó. Ở đó trong đó, hai đạo tinh mang kích động, thẳng bắn chết hướng Thái Thần. Thái Thần quần áo tím vù vù vang dội, giơ tay lên chấn áp lướt đi. Nháy mắt tức thì thiên địa xa vào, tàn phá bừa bãi hai đạo giết mang khắc vào lòng đất, hai đạo lan tràn ra nứt ra có chừng vạn dặm vực sâu bất ngờ phơi bày ở trước mắt. Keng! Một hai con người lỗ, treo tinh rơi xuống tháng, diễn hóa dị tưởng tựa như tự thành nhất giới, cực kỳ kinh khủng. Tù! Tà Long một tiếng gầm lên, mặt đất bên trên rạn nứt vực sâu bên trong, phổ biên một con rồng đuôi lâm uyên lên, tựa hồ phải đem thiên địa làm đồ chơi, quanh quẩn tại trong đó. Oanh! Trong sâu thẳm giữa trời đất, thiếu một tia khí vận. Nhiệt xúc, người dám! Thái Thần cảm giác rõ ràng đến, một kích này hoàn toàn đoạn đi giới này khí cơ, Tà Long lấy tự thân vô lượng cảnh tu vi, chém tới liền đại lộ lực. Diệp Thần thân thể bên trong, một hồi dị động, võ đạo luân hồi đồ bên trong thế giới phá vỡ một đạo lỗ hổng, một món gió mát giật tán ra, thậm chí liền Diệp Thần mình, cũng không có chút nào phát hiện. Người nào! Thái Thần cảm giác vô cùng là bén nhạy, thời gian đầu tiên phát giác khác thường, thân hình hướng Diệp Thần cấp tốc lao đi. Gió nhẹ lướt qua gò má, Diệp Thần lúc này biến sắc, cùng bẩm sinh tới cảm giác nguy cơ lập để bụng đầu, nhưng là lúc đã chậm. Đang muốn có hành động, nhưng là cảm thấy thân thể khó hiểu không nghe sai khiến, nhúc nhích không được chút nào. Vèo! Gió mát ngưng hình, Hắc Y Nhân cùng Diệp Thần bốn mắt nhìn nhau, chỉ một cái cách. Tà kiếm cửu có thể hiện thân nơi đây, đây là Diệp Thần nằm mơ cũng không có dự liệu đến. Bị khí thế tuyệt cảnh trấn áp tại đỉnh thứ bảy xuống tù nhân, giờ phút này lại cùng hắn mặt thiếp mặt nhìn nhau. Chỉ một cái khẽ điểm ra, nhưng là giống như đâm rách bầu trời lợi kiếm, trực kích Diệp Thần nơi mi tâm, tà kiếm cửu gương mặt bên trên, thoáng qua một món hài hước quỷ tiếu. Oanh! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đầu ngón tay nhẹ một chút ở Diệp Thần giữa trán, thiết ngai vàng và rất nhiều luân hồi huyền bi bỗng nhiên bùng nổ. Tà kiếm cửu rõ vẻ mặt nhưng là sửng sốt một chút, chỉ gặp Diệp Thần nơi mi tâm, không ngừng xông ra thần bí phù lục ngưng tụ thành một đạo mỏng khải, tan mất phần lớn lực đạo. Ồ! Tà kiếm cửu tựa hồ cảm nhận được liền dưới chân truyền tới dị thường, chu vi quen thuộc hơi thở làm hắn cảm thấy vô cùng là khó chịu, sau lưng Thái Thần đã đánh tới, nhất kích không có được như ý. Hắn không truy kích nữa, rút người ra trở lui. Là ngươi. Diệp Thần không thể tưởng tượng nổi cảm giác khí thế tuyệt cảnh tồn tại, hắn lại liền một chút phát hiện cũng không có, nếu thật là khí thế tuyệt cảnh phong ấn bị phá ra, chính hắn vậy tuyệt không thể nào yên ổn không hao tổn đứng ở chỗ này. Chính là ta. Người đàn ông đồ đen lôi thôi gương mặt bên trên, khóe miệng xé lau một cái quỷ dị độ cong, là ta khinh thường ngươi, dẫu sao là luân hồi chi chủ à. Tựa hồ đang đối với mới vừa rồi sát chiêu không có kết quả cảm thấy thương tiếc, nhưng giọng bên trong ung dung chắc chắn nhưng là hiện ra hết tự tin.
Diệp thần, muốn chú ý, vậy tà long lấy tự thân tu vi bạo tán, che đậy giới này khí cơ, chém nhất giới khí vận. Nói chính xác, bây giờ mảnh thế giới này, đã không có ở đây thiên địa đại đạo quy tắc bên trong, chúng ta rất nguy hiểm. Thái thần sắc mặt ngưng trọng, cái này tà long chu hồn kiếm, từ vừa mới bắt đầu chính là tà kiếm cửu bầy ván cờ. Nguyên lấy vì thế hành thu phục một chuôi hung kiếm mà thôi, dù là thí thần địa ngục vạn phần giấu hung, có một vị hộ đạo giả cấp bậc tồn tại đồng hành, đã là 10 phần chắc chín, một chuôi hung kiếm, có thể mạnh hơn thái thần cảnh giới tồn tại. Hắn đã bố trí nhất là thỏa đáng hậu thủ, nhưng tà kiếm cửu xuất hiện, nguyên bản vi diệu cục diện lại là lay động không chừng. Các ngươi, hôm nay chính là ở lại giới này đi. Tà kiếm cửu cười nhạo một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp thần, chưa từng di động phân nửa. Cái này, Chu Uyên thấy tà kiếm cửu phản ứng đầu tiên chính là, bình thường không có gì lạ người đàn ông trung niên. Ở hắn trên mình, không có cảm thấy mờ mịt vô địch khí tức thiên địa, vậy thuộc về duy nhất vô lượng cảnh uy áp. Thiên đế quyền, thấy lôi thôi chàng trai phách lối cuồng ngông, Chu Uyên hét lớn một tiếng, cướp xuất thủ trước, hắn muốn dò tìm tòi người tới để. Tà kiếm cửu thấy vậy, không tránh, gần ngay trước mắt quyền mang như đại nhật vậy sáng chói chói mắt, hướng hắn bao phủ tới. Đứa nhỏ, không biết tự lượng sức mình. Tụ thủ khẽ vuốt, không có trời đất rung động đáng sợ cảnh tượng, giống như là ruồi muỗi lướt qua hư không vậy nhỏ không thể ngửi nổi. Chu Uyên vậy đủ để nổ tầm thường thái thượng thế giới cường giả nhất kích, chính là từ đó vẫn hành động. Ở chỗ này, giết các ngươi, cũng sẽ không dính nhân quả. Từ hôm nay trở đi, ta chính là luân hồi chi chủ, người tương lai đường, ta sẽ thay ngươi chinh chiến. Tà kiếm cửu trong con ngươi sáng lên sạch bóng. Cả người sừng sững ở trong chỗ này thế giới, giống như một chuôi tuyệt thế hung kiếm, giờ phút này mũi nhọn lộ ra. Diệp thần nhớ lại lần đầu gặp nhau lúc đó, đỉnh thứ bảy lên tà kiếm cửu. Nghịch đời mà đi, nghịch thiên mà đi, à. Đột nhiên, trên bầu trời quanh quẩn thanh âm quen thuộc, cái này tựa hồ tà long thanh âm. Không đúng, là phục tô long hồn. Diệp thần trong lòng chợt lạnh, thanh âm này chính là ngày xưa thiên tuyền bên trong ban cho hắn nghịch lân lực cứu trợ thái thần phục tô long hồn. Làm sao có thể, gần đây lấy tinh thuần lực nổi danh, khiết hà vô cùng phục tô long hồn, làm sao sẽ cùng tên này hợp tác? Thái thần khó tin, ngày xưa một phiến nghịch lân liền có thể đem hắn trọng thương khu khép lại, hôm nay nhưng là sẽ đối Diệp thần ra tay. Không nghi ngờ chút nào, cái này cũng là một vị mạnh mẽ vô lượng cảnh tồn tại. Thái thần tiền bối, ta có thể cảm nhận được. Hôm nay phục tô long hồn, sinh mạng khí cơ không hề cường thịnh. Diệp thần chậm rãi mở miệng, phục tô long hồn cùng hắn lần trước gặp nhau lúc đó, hơi thở uể oải không thiếu. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn cùng Chu Uyên có thể thả chống lại, vô lượng cảnh thủ đoạn bọn họ không phải là không có lãnh giáo qua, ngày xưa lạc gia vị kia, chỉ là chỉ một cái, điều động vực ngoại đại lộ lực Diệp thần đều là thiếu chút nữa bỏ mình, càng đừng sách chống cự. Ngươi muốn sống ra thứ hai đời. Không có long hồn, nhưng là ít đi chân long thần thân thể, bước ra một bước kia, cơ hồ không thể nào. Thái thần than nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái, thiên tuyền bên trong dựng dưỡng một đạo linh vận mà thôi, khai trí đã là không dễ, tu vi có thể bước vào vô lượng cảnh, đó là vạn cổ tới lắng đọng tích lũy. Hôm nay muốn cao hơn một tầng, cùng vậy sáu đạo điện đường tượng đá ý đồ vậy, vì vĩnh sinh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Dĩ nhiên là tranh lần trước tranh. Phục tô long hồn thanh âm vang vọng vang lên, tà kiếm cửu ở vừa lên tiếng nói, tà long chu hồn kiếm, vốn là vì ngươi đo thân chế tạo độ kiếp khí, tà long khu, tập trung ngươi hồn, đời này gọi tôn. Một tiếng khẽ quát, long ngâm chợt nổi lên. Trắng tinh long hồn hóa thành một đoàn ánh sáng nóng rực, tràn vào dưới mặt đất vực sâu kẽ hở bên trong, mấy người nhìn trước mắt một màn quỷ dị, dưới chân mỗi một tấc đất đều ở đây tản ra ánh sáng nhu hòa. Cỏ cây điên dài. Thậm chí liền dưới đất chui lên linh mầm, đều là ở mấy thước bên trong vọt lên, đủ để cùng Diệp thần Chu Uyên cùng sóng vai. Vô số chọc trời cây lớn nhô lên, giống như là du long vậy trực bức thương khung, mong không gặp cuối. Kinh khủng tinh thuần sức sống từ long hồn tràn vào lòng đất giật tán ra, nó buông tha vô số trở khổ tu tinh thuần lực lượng. Hống! Thương khung đỉnh, một tôn to lớn đầu rồng lộ ra, vô cùng quỷ dị hai tròng mắt một đỏ một trắng. Lan tràn quanh quẩn che giấu tại hư không thân rồng mơ hồ có thể gặp, vô số vảy bên trên, có tản ra ngút trời huyết khí,
có chính là giống như mới sinh vậy non nớt ấu lân, dịch thấu trong suốt. Đây là cái độ gì, sức sống cùng hủy diệt cùng tồn tại quái vật. Chu Uyên thấy trên hư không lần đầu tiên hiển lộ tôn dung tà long, cả người cảm thấy không tự tại, chân thực quá mức quỷ dị, một cái bán thần nửa yêu long. Tà long chu hồn kiếm, thì ra là như vậy. Thái thần nhất khí hóa tam thanh, ba đạo phân thân thẳng tiến lên đón trong hư không tà long, nhưng là bị vậy dẫm ở đầu rồng lên tà kiếm cửu ngăn lại hai. Tiểu bối, năm xưa ta ngang dọc thái thượng thế giới lúc đó, ngươi còn không từng tồn tại đâu, tới đi, để cho ta xem ngươi có nhiều ít phân lượng. Tà kiếm cửu lấy một chọi hai, đối mặt thái thần và hắn phân thân, ánh mắt bên trong tràn đầy dâng trào chiến ý, thẳng tiến lên đón. Oanh! Thương khung chỗ, thái thần ba đạo phân thân, cùng tà long và tà kiếm cửu đánh được không thể tách rời ra, từng tiếng rên truyền ra, hư không sụp đổ lại là thay đổi ý nghĩ gian khép lại, ở nơi này phong bế không gian bên trong, thiên địa mơ hồ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần phát hiện cái gì, hướng Chu Uyên đưa tay ra. Công tử, cái tình huống này, ngươi xem ta làm gì? Chu Uyên gặp Diệp Thần nhìn chằm chằm mình chậm rãi đưa bàn tay ra, cũng là không khỏi nghi ngờ. Ẩn giấu đồ đi, lấy ra. Thấy Diệp Thần thẳng điểm phá, Chu Uyên ngượng ngùng gãi đầu một cái, móc ra một nửa tàn phá Phật khí, chính là lúc trước đổ nát miếu thờ bên trong một nửa Phật ma chày. Chu Uyên, ngươi là làm sao cầm nó mang vào? Công tử, vậy thần môn khép lại ngay tức thì, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Lúc đầu, đi ở ba người phía sau nhất Chu Uyên, ở vượt qua thần môn ngay tức thì nghe được sau lưng truyền tới một tiếng thanh thúy vang động, theo bản năng quay đầu lại lúc đó, hắn nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Cho nên, ngươi liền đem nó mang vào. Diệp Thần giờ phút này không khỏi lẩm bẩm nói, có lẽ đây chính là ý trời đi. Chu Uyên nghe được rơi vào trong sương mù, nhưng là gặp Diệp Thần mở miệng giải thích, ta lúc trước vận dụng Phạm Thiên Thần công trận tự quyết, chính là vì câu thông thần ngoài cửa lực lượng thần bí, ngươi thấy 10 tôn tượng Phật lại xuất hiện uy nghi, chính là mấu chốt. Tà Long Chu Hồn Kiếm bị trấn áp tại này, đúng là nói không? Chu Uyên trợn to tròng mắt, nói cái gì? Vậy chúng ta một mực ở cùng vật kia chiến đấu. Trong hư không Tà Long dương nanh múa vuốt, nhất phí chính là có thể đem không gian rút ra nứt ra, liền thái thần cũng không thể không tạm lánh mũi nhọn, phục tô long hồn lực lượng, tuyệt không thể khinh thường. Lúc trước ta một mực cảm thấy được tà kiếm cửu người này có chút không đúng lắm, thực lực có 102, kể cả cấp cường giả khác đều là không sợ, hơi thở lại hết sức nội liếm, cũng không giống như là tận lực làm, mà là trong cơ thể phong ấn cái gì. Cho đến vậy đổ nát miếu thờ bên trong. Liền Phật môn thánh địa đều là bị tàn sát hầu như không còn, nếu nói là vạn cổ trước nơi này không có cường giả chấn giữ, ta sẽ không tin. Công tử ngươi nói là, Chu Uyên cũng là nghĩ tới điều gì, không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu thật sự là như thế, Phật môn tôn giả đều là chết thảm, thánh địa tiêu diệt, bằng lúc trước vậy ta lực rồng, tuyệt không khả năng làm được. Tiêu diệt liền Phật môn thánh địa sau đó, người nọ cố ý đem tà long phong ấn ở này. Muốn hạ một bàn vạn cổ lớn cờ. Là tà kiếm cừu. Chu Uyên mở miệng nói. Không sai, cái này lòng dạ cực sâu, chỉ có như vậy, mới có thể nắm giữ phục tô long hồn lực, hôm nay hắn đã thành công. Còn là nói không thông, đại phí chắc trở tới đây, ước chừng là vì phục tô long hồn. Diệp Thần nói tiếp, tà long chu hồn kiếm, ngươi có từng thấy. Nghe vậy, Chu Uyên lắc đầu một cái. Có thể thái thần tiền bối vị bằng hữu kia nhưng là chứng thật qua, năm xưa thật có một chuôi tuyệt thế hung kiếm bạn hắn cỡ đó, chém giết vô số yêu nghiệt thiên kiêu. Ta lúc trước chính là cảm giác được tà kiếm cửu dị thường. Diệp Thần chắc chắn nói, tên này ở lấy thân nuôi kiếm. Hắn thân xác đã không cách nào chịu đựng hung kiếm hơi thở, hôm nay phục tô long hồn dưới vào, hung kiếm sắp đại thành. Chu Uyên hai tay một chụp, nói, lấy tà lực rồng, ngăn cách nhất giới hơi thở. Muốn chiếm thân xác người thân xác, kiếm như đúc thành, liền lại không địch, hắn lấy được mới đổ đựng, trọng lâm cái thời đại này. Hắn không chỉ có muốn chiếm thân xác, mà là hoàn toàn trở thành luân hồi chi chủ. Oanh! Tà kiếm cửu trong mắt bên trong kích động vô cùng kiếm ý, chớp mắt rồi biến mất, thái thần một đạo phân thân bị chặn ngang chặt đứt, hóa thành bụi bặm vỡ nhỏ. Sư tôn! Chu Uyên hét lớn một tiếng, nhưng là bị Diệp Thần ngăn lại. Vậy cùng tầng thứ chiến đấu, chúng ta không xen tay vào được, chỉ có dùng thủ đoạn khác.
Hắn nhìn về Chu Huyên trong tay một nửa Phật ma chày, tới chỗ này chính là nhân quả cho phép, năm xưa những cái kia Phật tôn cam nguyện ôm hận viên tịch, nhất định còn có chuyển cơ. Diệp thần đưa tay dò hướng Phật ma chày, một giọt máu tươi bức ra, luân hồi thánh hồn thiên bọc trong đó. Hắn tựa hồ cảm nhận được liền loại nào đó hơi thở, một đạo Phật quang từ hắn đỉnh đầu dưới vào, quanh thân tách ra ra vô cùng đại lộ hơi thở, tràn ngập Phật âm, ở lượn lờ không ngừng. Oanh! Diệp thần quanh thân, trận pháp hồi sinh, thần bí phù lục đổi ngược, khắc nhập hư không, dị tượng sống lại. Oanh! Một viên kim quang lòe lòe xá lợi tử phá không tới, thẳng đánh vào Diệp thần ngực bên trong, dưới chân hắn trận pháp lấp lánh rực rỡ, Phật mang lại là ngưng tụ mấy phần. Giả thần giả quỷ! Thấy Diệp thần khởi thế tà kiếm cửu hừ lạnh một tiếng, đối mặt thái thần sát chiêu lại là chưa từng né tránh, trong con người hung quang phun trào, hơi thở bạo tăng. Phịch! Thái thần thân hình trôi ra tới, bàn tay thon dài lộ ra, in ở tà kiếm cửu trên lồng ngực, chỉ thấy được hắn thân hình đột nhiên nổ bể ra. Oanh! To lớn lực trùng kích bạo tán ra, nhưng là cũng không có nghĩ xem bên trong máu thịt văng tung tóe hình ảnh, ngược lại thì thái thần sắc mặt nặng nề, nhìn xa hư không. Tí tách, tí tách. Máu đỏ tươi theo thái thần cánh tay thấm hạ, hắn nguyên cái cánh tay phải, đều là bị bạo ngược kiếm khí lột phần lớn máu thịt, xương cánh tay bên trên cũng là lan tràn ra vết rách. Sớm nên đầu thai đi con lửa ngốc, vậy mưu toan tung lên sóng gió. Bước lui thái thần, nhìn Diệp thần sau lưng chậm rãi ngừng phát hiện vạn trượng Phật ảnh, chính là một trưởng cản không đánh xuống. Rắc rắc, một nửa hư không bị lột bỏ, sau đó cùng bạo tán, còn có vậy to lớn Phật thân thể. Công tử, Chu Huyên thấy tình thế không ổn, liền muốn vọt lên ngăn ở Diệp thần trước người, nhưng là bị thái thần ngăn lại. Diệp thần không có sao. Thái thần nhìn trên hư không sụp đổ bóng người, mặc dù trời long đất lở, nhưng bọc tại Phật mang tới giữa Diệp thần, nhưng là cũng không bị thương tổn. Sư tôn, Chu Huyên nhìn gặp thái thần cánh tay, cũng là không khỏi kinh hãi, lớn như vậy chiến, quá mức kinh thế hãi tục. Liền một mực ở hắn trong lòng vô cùng cường đại thái thần đều là suýt nữa xảy ra chuyện. Nếu không phải vậy tà long lấy tự thân lực phong ấn giới này không gian, chém khí cơ, ngăn cách sáu đạo ra, sợ rằng liền dưới chân tấc đất, đều đưa hóa thành bụi bặm. Tà kiếm cừu. Chu Huyên ngước mắt nhìn về trong hư không bóng người, thái thần nhưng là một lời nói ra thiên cơ. Lấy thân tự kiếm. Cái này tà kiếm cừu, đã sớm hóa thành thành kiếm nô. Cũng không phải là hắn muốn sống ra thứ hai đời, là vậy tà kiếm cần phải lột xác thành người. Mới vừa bất quá nhất kích tới giữa, tà kiếm cửu bộ kia cái xác đã là hoàn toàn bị thái thần nhìn thấu. Tà long chu hồn kiếm kiếm ý cũng là cùng trong chốc lát hủy đi hắn cánh tay phải. Ha ha ha, chỉ cần có thể quân lâm một vực, làm kiếm lại ngại gì. Tà kiếm cửu cười lớn một tiếng, chợt dưới con mắt mọi người, từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể bắn tán loạn ra. Toàn thân cao thấp dạn nứt vô số đạo lỗ hồng, không thấy máu thịt lật bay, có chỉ là mãnh liệt sát ý. Trên bầu trời thấy đầu không thấy đuôi rồng thần ngửi được như vậy hơi thở, đều là run sợ vô cùng, một phiến phiến vảy co đầu rút cổ, có phòng ngự dung mạo, tựa hồ tình cảnh như thế, nó sớm có lĩnh hội. Phịch, tà kiếm cựu toàn bộ thân xác phát ra từng tiếng rên, tà tơi quần áo đen dưới, như ngọc vậy căn cốt dịch thấu trong suốt, có một chuôi cốt kiếm trạng, rực rỡ tươi đẹp côi dị. Cũng giết cơ hội hiện ra hết. Đã thân là kiếm đồ đựng. Tên này đã điên rồi. Thái thần sắc mặt trầm xuống, đầu ngón tay ánh sáng chớp mắt, triệu hồi còn sót cuối cùng một đạo cùng tà long giao chiến phân thân. Hợp nhất sau hắn, mặc dù hơi thở cũng không rõ ràng leo lên, nhưng sau lưng Chu Huyên cũng là mơ hồ có thể nhận ra được, mình sư tôn, dự định vận dụng lá bài tẩy. Ha ha ha, thế gian có thể ra một tên ngươi như vậy tiểu bối, vậy đủ để kiêu ngạo. Đã hóa kiếm tà kiếm cửu cũng không có lúc này mất đi ý thức, ngược lại càng đối với thái thần không tiếc khen ngợi. Bất quá, vẫn là không đạt tới năm xưa những cái kia một vực gọi tôn yêu nghiệt, đời này đường, ta sẽ máu nhận hết thảy, dẫn thái thượng thế giới bước lên độ cao mới. Có chừng một người cao thấp hung kiếm lóe lên hàn mang, long lanh trong suốt trên thân kiếm, tơ tia huyết sắc như ẩn như hiện, giống như người xương cốt huyết mạch kinh lạc đang vận chuyển, mũi nhọn hiển lộ ngay tức thì. Liền tà long niêm phong không gian đều là hoàn toàn nổ bể ra. Oanh! Thần môn lại xuất hiện thế gian, sụp đổ hư không kẽ hở tới giữa, phiêu diêu thần môn mở toang ra, ước chừng ở một chớp mắt kia, nhưng là bị tà long chu hồn kiếm kiếm tức lột có chừng hơn nửa.
cho ta bể. Tà kiếm cửu thanh âm vang lên, thần môn thẳng bạo tán ra, thời không đều ở đây bị chôn vùi bụi bặm, vô số sức sống ở rút đi. Vèo, vèo, vèo. Mấy đạo ánh sáng ở thần môn nổ tung đồng thời, lướt qua thời gian một bên kia, phá vỡ hư không tới, tràn vào Diệp Thần ngực. Đó là đổ nát miếu thờ bên trong 10 tôn tượng Phật, hóa thành xá lợi, đang giúp chúng ta. Chu Uyên kêu lên một tiếng, Thái Thần cũng là một lần, chợt nhìn về Diệp Thần bóng người, nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy, luân hồi đạo cùng phục tô long hồn lực lượng, đều bị lúc trước bày ra trận pháp rút đi liền linh lực. Cảm nhận được quanh mình sức sống nhanh chóng rút đi, xem ra không chỉ là tà long chu hồn kiếm hủy diệt uy áp đang làm dùng. Luân hồi chi chủ, quả thật là thủ đoạn bất tận. Thái Thần không khỏi khen ngợi một tiếng, chợt đứng dậy tiến lên đón tà kiếm cửu, thời khắc này hắn đã hóa kiếm, hàn nhận làm người ta kinh hãi. Ngươi không ngăn được ta. Khinh thường tiếng hừ lạnh vang lên, tử sam trung niên nhưng là sững sốt cười một tiếng, nói, một lần kiếm nô, cũng xứng miệng ra cuồng ngôn. Tu hành vạn năm, quay đầu lại cũng bất quá là một chuôi hung kiếm tác giá y mà thôi. Thái Thần lắc đầu một cái, tiếp tục nói, muốn thay thế luân hồi chi chủ, bằng ngươi tư chất, một trời một vực. Nói xong, hắn chậm rãi đưa ra đã khép lại tay phải, dương ra 5 ngón tay, thì thầm, chứa nói luân hồi chi chủ, dù là cho ta 5 năm quang cảnh, cũng có thể chém ngươi. Oanh! Ánh sáng màu tím giống như biển khơi rót ngược chân trời, một tầng tiếp tầng một rung động tung lên không gian đợt sóng, đem tà long chu hồn kiếm hung ý bọc. Ngươi thật lấy vì ngươi địch qua ta. Tà long chu hồn kiếm phát ra một hồi ông minh, thân kiếm lộn lúc đó, cả thiên địa đều là sau đó đảo huyền, bị như ngừng lại nháy mắt tức thì. Phá thiên! Một kiếm huy động ra, xuyên qua nam bắc chân trời một kiếm ngang trời rơi xuống, Thái Thần mang theo vạn trượng biển tím thẳng tiến lên đón, lấy thân tương để. Ca! Nháy mắt tới giữa va chạm, ánh sáng màu tím chính là mơ hồ có dạn nứt thế, Thái Thần quanh thân, lại là nứt ra mấy đạo tiếng lóng, máu tươi phun ra. Loãng huyết dịch màu vàng tụ vào biển tím, biển máu bên trong nước xoáy bay lên, đỡ được tà long chu hồn kiếm nhất kích. Như vậy, lại tới một kiếm đâu? Tà kiếm cửu cười như điên tiếng sánh vai sụp đổ không gian khí tức bạo ngược, lần nữa một kiếm lâm không, treo ở bầu trời lưỡi dao sắc bén, uy áp sâu hơn. Rắc rắc, Thái Thần lấy máu tươi đổ bê tông biển máu nước xoáy ngừng, hắn thân hình từ nước xoáy trung tâm bạo khởi, dù là giờ phút này máu tươi đầm đìa, vậy nhất định phải chặn tà long chu hồn kiếm. Đến đây chấm dứt, yên lặng thật lâu tà long dương ra miệng to như chậu máu, sắc bén long nha hướng Thái Thần tới. Hống, đột nhiên từ Thái Thần dạn nứt biển máu nước xoáy nơi trung tâm, lộ ra hai con kim lóa mắt bàn tay, bóp một cái ở tà long thủ cấp. Phục tô long hồn làm chủ thân rồng to lớn, ẩn núp hư không thấy đầu đuôi, nhưng là bị cái này lộ ra bàn tay bóp mạch máu. Đến đây chấm dứt, ta là luân hồi, A-di-đà Phật. Màu vàng kim bàn tay tới giữa, phun trào ra vô số úm tự quyết, mỗi một chữ hiện lên yên lặng, đều là đem tà long quanh thân chớp động sát ý vảy nhuệ khí tát. Không, cảm nhận được liền sợ hãi ý, vô luận tà long dẫy dụa như thế nào, cũng thì không cách nào tránh thoát vậy chỉ thiết trường. Diệt, theo bàn tay phát lực, to lớn đầu rồng bị miễn cưỡng vặn hạ. Thác nước vậy máu, mưa như chút nước xuống phủ kín chân trời. Nước xoáy nơi trung tâm, một tôn vạn trượng Phật ảnh lộ ra, chính là lúc trước bị tà kiếm cử một trưởng bể đi đầu lâu Phật tôn. Thời khắc này hắn một tay kéo đỡ cắt thành hai khúc thân rồng, một tay kia làm đơn trưởng chắp tay trạng, hiện ra hư không. Bá bá bá. Đầy trời mưa máu cùng thịt vụn đập xuống ở Phật tôn bóng người bên trên, nhuốm máu kim quang, liền Thái Thần đều là lòng rung động. Đều nói Phật gia gần đây lấy tử bi là trong lòng, độ người độ mấy. Chu Uyên há to miệng, kinh hãi nói, nhưng đang nhìn trong hư không Phật tôn bóng người, cực kỳ quỷ dị. Là Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, từ trước đến giờ đều là khuấy động thiên hạ đại thế tồn tại, có thể cũng không phải là người trong Phật môn. Ngược lại, lại là thà đối lập cũng không quá đáng. Thái Thần chân mày vặn chặt, liền hắn đều có chút nhìn không thấu Diệp Thần, chẳng lẽ là lúc trước dính nhân quả. Hắn rõ ràng chưa lớn lên, thật đáng giận vận nhưng là đủ để ảnh hưởng thánh địa sao. Phật tôn trừng mắt, Bồ Tát thấp nghi, sông máu vạn dặm, điện cơ. Không cho được Thái Thần suy nghĩ nhiều,
vậy trong hư không nhìn như mặt mũi hiền hòa Phật Tôn đột nhiên mở ra hai tròng mắt, nhìn như tựa hồ dữ tợn dị thường, ý định giết người hiện ra hết. A-di-đà Phật. Bốn chữ uy nghiêm, rất có một loại hoặc tim ý. Ha ha ha. Liền ngươi lão bất tử này, đều biến thành cái này quỷ hình dáng, vạn năm trước ta có thể chém ngươi, hôm nay kết cục, như cũ đã định. Tà Long Chu Hồn Kiếm thân ông minh, tà kiếm cửu thanh âm vang lên, đang giễu cợt vị này vạn năm trước đối thủ cũ. Là vậy miếu thờ bên trong tượng Phật, sống lại sao? Chu Uyên mở miệng hỏi nói. Thái thần khẽ gật đầu một cái, giải thích, giới này khí cơ bị ngăn cách, siêu thoát sáu đạo ra, Diệp thần lấy luân hồi ý chí trao đổi Phật ma chảy bên trong còn sót lại hơi thở, hấp thụ lúc trước phục Tô Long hồn lực lượng, mới để cho cái này Phật tôn một món tàn hồn lại xuất hiện. Có thể vì sao vậy Phật sẽ lớn mạnh như vậy? Liền thái thần vậy không nhìn thấu, nếu là một món tàn hồn, vạn năm trước liền bị tà kiếm cửu nơi bị tiêu diệt thánh địa, hôm nay lại làm sao có thể tùy tiện đem vậy tà long đoạn thi? Ta biết, sợ rằng công tử trên mình lá bài tẩy, tội ác thuyền. Chu Uyên ngưng trọng nói, cái này Phật tôn sở dĩ như vậy tôn dung, khuôn mặt dữ tợn đầy áp sát ý, là bị tội ác thuyền ảnh hưởng. Thì ra là như vậy. Thái thần nhưng lại là không khỏi lo lắng, cái này Phật tôn lúc còn sống tu vi không kém gì ta, cho dù là tàn hồn, cũng không phải Diệp thần có thể tùy tiện cưỡi. Hắn lo lắng có đạo lý, thời khắc này Diệp thần, cũng là ở đánh cờ. Diệu thế, tà long Chu Hồn Kiếm ánh sáng đại chán, thân kiếm sáng lên ánh sáng nóng rực, một chút bạo tán ra. Oanh, nguyên phiến thế giới theo kiếm khí ngang dọc mà nổ tung, thái thần lấy mạnh mẽ thủ đoạn bảo vệ xuống Chu Uyên, thần môn sau lưng, một giới này hoàn toàn tiêu vẫn. Rắc rắc, tàn phá miếu thờ chỉ là thoáng qua một chút tàn xem, cũng là cùng theo tiêu tán, chôn vùi vào bụi bặm bên trong. Trùng điệp vô cùng tận thí thần địa ngục cơ hồ đều là bị miễn cưỡng một kiếm cơ hồ ngang qua đồ đâm thủng, đầy trời đất vàng xương khô cuốn lên gió bão tàn phá, trong suốt cốt mưa vậy là tán làm vô biên kiếm mang bạo ngược kích động. Dạo chơi ở chỗ này vô số oán linh hồn chỉ là thấy một chút tinh mang từ chân trời tách thả ra, toàn cho dù là hủy diệt vậy diệu thế đem hoàn toàn nóng chảy, đoán thành bụi bặm. Dứt khoát địa ngục này bên trong, vốn là không sinh linh có thể nói, dù vậy. Nhất kích cũng là đem có chừng ngàn vạn đám người u hồn đưa vào vãng sinh. À! Vô số gào thét thống khổ uống tiếng vang lên ngay tức thì chính là tiêu vẫn yên lặng, thí thần địa ngục trên hư không, một kiếm ngang trời. Tà Long Chu Hồn Kiếm. Lấy tà kiếm cửu vô lượng có bầu nuôi vạn năm tuyệt thế hung kiếm, đã sớm không tầm thường binh khí có thể so với nghĩ. Thái thần thấy cảnh này, cũng là cảm giác sâu sắc không có sức, mạnh như hắn, cũng không cách nào cố gắng xoay chuyển tình thế. Công tử, tiếp liền động bể đếm giới, tà long Chu Hồn Kiếm uy thế không giảm, Chu Uyên mình cũng ở đây thái thần dưới che chở bình yên vô sự, thế nhưng Phật tôn hư ảnh nhưng là xảy ra chuyện. Rắc rắc, thứ nhất màu vàng kim mảnh vỡ chóc ra, theo sát chính là miễn cưỡng nổ vang, vạn trượng Phật ảnh ngay tức thì sụp đổ rốt cuộc, tán làm đầy trời quang vũ. Ha ha ha, lão lừa ngốc, sống thêm nhất thế, như cũ chém ngươi. Tà kiếm cửu thanh âm truyền khắp cả tòa địa ngục. Tất cả u hồn ngửi vào run lên. A-di-đà Phật. Vạn năm trước loại bởi vì, hôm nay chính là thí chủ ngày rỗ. Tiêu trừ trước vạn trượng Phật tôn hư ảnh lại là chậm rãi mở miệng, vốn là quỷ dị gương mặt bên trên, khóe miệng lại là kéo động một nụ cười châm biếm, ý định giết người uy nghiêm. Giả thần giả quỷ. Tà Long Chu Hồn Kiếm lại là nhất kích, đem hư ảnh hoàn toàn nổ. Công tử. Chu Uyên nghiêm túc quát một tiếng, chính là muốn lao ra. Nhưng là bị thái thần lần nữa một cái ngăn lại. Thằng nhóc kia hơi thở không giảm mà lại tăng, chớ bị trước mắt hư cảnh rối loạn thần tự. Thái thần có lực cánh tay đem hắn đè xuống, nhúc nhích không được chút nào. Chu Uyên cái này mới phản ứng được, lúc này đàng hoàng xuống. Phịch, phế tích dưới, một bóng người đập ra đá vụn dưới đất chui lên, bỏ rơi vung quanh thân đất mặt, vạt áo đều là chưa từng hư hại phân nửa. Chính là Diệp thần, ở hắn sau lưng. 10 viên xá lợi tử có mặt quạt phân phối, lóe lên loáng ánh sáng màu vàng, liền tà long Chu Hồn Kiếm hung ác ý, đều là chưa từng phá vỡ hắn phòng ngự phân nửa. Diệp thần dưới chân mỗi bước ra một bước, ở hắn sau lưng đều có mười mấy đạo kim sắc dấu chân kèm theo, thiên địa rung động. Cả tòa thí thần địa ngục hung ác oan khí đều là ở Diệp thần từng bước một di động hạ, tản đi mấy phần. Tà long Chu Hồn Kiếm.
Diệp Thần khẽ đọc một tiếng, chợt chắp tay hành lễ, màu đỏ nhạt ánh sao phủi xuống, giống như một bộ trôi giạt linh vũ phụ, chớp mắt, chói mắt nháy mắt tức thì, cũng có tà mị sát ý. Không thể nào, lấy thằng nhóc kia tu vi, lại có thể hoàn toàn nắm trong tay cổ lực lượng này. Thái Thần thấy cảnh này, cũng là mồ hôi lạnh xuôi dòng, Diệp Thần giờ phút này như cũ bách giả cảnh tu vi không giả, thế nhưng tản ra hơi thở, liền hắn đều là đánh hơi được nguy hiểm. Nhân gian binh khí sao, một thanh kiếm mà thôi, cũng muốn ngất trời. Vèo. Diệp Thần thân hình kích động hư không, tiếp liền đếm trưởng đánh ra, trong chốc lát lại là đem tà long chu hồn kiếm áp chế. Đáng giận con lừa ngốc. Tà kiếm cựu gầm lên vang lên, không cam lòng oán độc tiếng vang vọng ở thí thần địa ngục tới giữa. Thời khắc này Diệp Thần giống như định hải thần châm vậy, lôi đánh không nhúc nhích. Tùy ý tà long chu hồn kiếm mọi thứ thủ đoạn, cũng thì không cách nào hao hết chút nào. Tình huống không quá hay. Thái Thần chăm chú nhìn nói, Chu Uyên nhìn trên hư không lần lượt tháo chạy tà long chu hồn kiếm, nhưng là hỏi ngược lại nói, sư tôn, công tử rõ ràng chiếm thượng phong, vì sao không ổn? Diệp Thần công kích mặc dù ác liệt, vậy tạm thời áp chế tà kiếm cừu, lão già này vậy giảo hoạt rất. Tránh mũi nhọn, dẫu sao Diệp Thần lực lượng cũng không phải là căn nguyên, một khi tiêu hao hết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe lời nói này, Chu Uyên cũng phân là bên ngoài lo lắng nhìn về trên hư không chiến đấu Diệp Thần. Theo lại là nhất kích đem tà long chu hồn kiếm đập xuống hư không, Diệp Thần trạng thái vậy đến điểm giới hạn, miệng to thở hổn hển. Phịch, phế tích bên trong, một chuôi tuyệt thế hung kiếm phong mang không giảm, phá vỡ hư không kiếm cương không ngừng bay lượn quanh quẩn tại thí thần địa ngục bên trên, có đem thương khung tan vỡ uy thế. Ha ha ha, tà kiếm cựu tiếng cười quái dị vang lên ở Diệp Thần các người bên tai, Thái Thần dự đoán sự việc vẫn là xảy ra. Đinh. Sau lưng thời khắc xá lợi tử chiếu lấp lánh, Diệp Thần quanh thân phân bố lực lượng lóe lên hung mang, màu đỏ tươi ngọn lửa lửa đốt mặc hư không, như ẩn như hiện, tay không đem vô số kiếm cương miễn cưỡng phách bể. Rắc rắc. Vào thời khắc này, dị biến hoành xanh, Diệp Thần khóe miệng trải qua một nụ cười khổ, cũng không nhịn được nữa, miệng to máu tươi phún ra ngoài. Giọt giọt máu tươi bỏ ra, nhiệt độ kinh khủng cơ hồ đem cả tòa thí thần địa ngục nhiệt độ miễn cưỡng dương cao mấy tầng thứ. Hư không mơ hồ ở vặn vẹo. Thấy vậy, tà long chu hồn kiếm lắc mình một cái, hóa thành một cái hình người thủy tinh xương cốt, mũi nhọn không giảm. Quả nhiên là tội ác thuyền, không nghĩ tới luân hồi chi chủ gặp được lại là như vậy nghịch thiên, liền tội ác thuyền đều ở đây tay ngươi. Đáng tiếc, cuối cùng không còn ngày xưa thần uy, ngươi còn chưa đủ cách. Tà kiếm cựu cười lớn một tiếng, hướng Diệp Thần liều chết xung phong. Không tốt, tên này hóa hình. Muốn đoạt lấy tội ác thuyền. Thái Thần tự nhiên cũng là nhìn ra liền tà kiếm cửu dã tâm, lúc này thân hình tiến lên đón, liền muốn ngăn cản. Tà kiếm cửu toàn thân cao thấp mỗi căn cốt cách đều ở đây tản ra lanh lợi mũi nhọn, căn căn có thể làm nhận, đụng tức bể. Hai người chiến đấu chung một chỗ, mỗi một lần giao thủ va chạm, Thái Thần thân máu thịt chính là muốn gặp tổn thương nặng, miễn cưỡng bị tà long chu hồn kiếm mũi nhọn nơi cắt rời. Tí tách, tí tách. Từng giọt máu tươi vẫy xuống, vô lượng máu tưới mặt đất ngay tức thì, chính là phun trào thành sông, dưới mặt đất, sông máu phun trào, tình cảnh được không lạnh người. Tiểu bối, bằng ngươi muốn ngăn trở ta, còn thiếu chút sức lửa. Tà kiếm cửu lần nữa hóa kiếm, một kiếm ngang trời chém xuống, đem nửa tòa mặt đất miễn cưỡng cắt ra một đạo không gặp bên Thiên Uyên. Hồng hoang lại đến. Một tiếng quát chói tai, Thiên Uyên chỗ sâu, một cổ lực hút vô hình cuốn tới. Đem bầu trời vô số ngôi sao đều là đồng loạt bao phủ, chiếm đoạt đi. Sư tôn, Chu Uyên thấy Thái Thần bóng người cũng là bị hút vào trong đó không gặp, lo lắng một tiếng quát to, chính là muốn xông lên phía trước. Con kiến hôi, tà long chu hồn kiếm khinh thường một tiếng hừ lạnh, chợt thân kiếm ông minh chấn động một cái, một đạo giọng nói truyền ra, liền đem Chu Uyên tức giận dưới, mở hết hỏa lực một đạo quyền mang thẳng biến dạng. Phốc! Trong hư không áo xanh thiếu niên liền kẻ địch phân nửa đều không từng chạm đến, chính là trùng trùng đập xuống xuống. Diệp Thần ngã xuống, liền mình sư tôn đều là bị áp chế một đầu, Chu Uyên móng tay nguyên vẹn máu thịt bên trong, từng tiếng không cam lòng gầm lên dưới, ngay tại lúc này, một bóng người động thân đứng ở trước người của hắn. Yên tâm đi, hôm nay, chúng ta đều phải bình yên vô sự rời đi. Diệp Thần bóng người chẳng biết lúc nào, đã ngăn ở Chu Uyên trước người.
đơn bạc dáng người đứng thẳng, ở nơi này mưa gió phiêu mưa thí thần địa ngục bên trong, tựa như nói cho cái này Chu Uyên, người trước mắt, chính là Thiên Công Tử. Chu Uyên tự lẩm bẩm, một ngụm máu tươi ho ra, cũng không nhịn được nữa tà long chu hồn kiếm uy áp, mới ngã xuống đất. Luân hồi máu tươi, cho ta đốt. Tội ác thuyền, đạo linh lửa, cho ta dung. Thời khắc này Diệp Thần ánh mắt tràn đầy cường đại kiên quyết và tự tin. Bởi vì, ngay vừa mới rồi, Hoàng lão cho ta ra hắn một đạo phương pháp phá giải. Đạo linh lửa dung hợp thánh thiên thần hỏa, chỉ có phóng thích đạo linh lửa trình độ cao nhất lực lượng, hơn nữa tội ác thuyền và luân hồi máu tươi cháy, có lẽ có thể phá cuộc. Bởi vì thánh thiên thần hỏa bên trong, thật ra thì còn có một đạo trước chủ nhân trước lực lượng. Chỉ bất quá Nhan Tuyền Nhi luyện hóa cũng không hoàn toàn thôi. Đó là nữ đế đời đầu, huyết hoàng tộc nữ đế. Giờ phút này, tà long chu hồn kiếm giống như quỷ mị, lực kiệt Diệp Thần trong mắt tụ tinh, cũng không cách nào hoàn toàn bắt được nó hành tung. Suy rồi. Hàn nhận thẳng xuyên qua Diệp Thần ngực. Thu. Theo tà kiếm cửu hung ác cười tiếng vang lên, Diệp Thần máu thịt bên trong, màu đỏ tươi ngọn lửa lật bay. Ngay lập tức, liền hóa thành một cái huyết hoàng, che lồng chân trời huyết hoàng phát ra một tiếng phượng hót, ngẩng đầu ngay tức thì, thương khung sụp đổ hơn nửa, thí thần địa ngục bên trong, giống như luyện ngục, bay lên không ngừng khủng bố nhiệt độ cao, liền tà long chu hồn kiếm đều là chỉ không ngừng rung động. Giết người vô số hung kiếm, ở nơi này nướng dưới, cũng là khó chịu chịu đựng. Các ngươi hai phe túc đời oán niệm, lại có thể thức tỉnh bổn tôn một chút thật phách, có ý tứ.